Mỗi lần xong việc, thực lực của nàng đều sẽ tăng cường mấy phần, tiểu thế giới đều sẽ tươi tốt thêm mấy phần, năng lượng ngũ hành diễn biến lưu chuyển cũng sẽ càng nồng nặc mấy phần. Không phải chàng nói có biện pháp khác có thể làm cho thế giới ngũ hành biến đổi sao? Dạ An Nhiên thoáng chậm qua đến, thay đổi thân thể thướt tha mềm mại, cuộn mình đến trong ngực Khương Nghị. Đang chuẩn bị. Khương Nghị ôm lấy Dạ An Nhiên, bàn tay to lớn lưu luyến quên về trên da thịt như tơ lụa. Thật sự có những cách khác sao? Chàng cũng đã từng đề cập qua vài chục lần, cũng không thấy chàng bắt đầu. Cuồng Lan xuất quan, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, ta mang nàng tới đây. Cuồng Lan. Khương Nghị khẽ hôn trên trán Dạ An Nhiên, giải thích nói. Ta cùng sinh mệnh nữ đế thảo luận qua tình huống của Cuồng Lan, sau đó có một cái ý nghĩ to gan. Cuồng Lan tựa như hài tử thế giới, có thể tự hành diễn biến pháp tắc, chỉ là không hoàn thiện cũng không ổn định. Sở dĩ thế giới ngũ hành của nàng không thể nào chân chính diễn biến thành thế giới mới, nguyên nhân chủ yếu là có hai vấn đề. Cái đầu tiên, cánh cửa ngũ hành ngủ say, ngũ hành tổ sơn bị di chuyển, ngũ hành đại pháp tắc tăng cường khống chế đối với ngũ hành diễn sinh pháp tắc, đến mức nhân gian rất khó bằng vào năng lượng ngũ hành sinh ra đế quân. Cái thứ hai, nếu như thế giới ngũ hành muốn biến thành thế giới hoàn chỉnh, cần diễn biến ra pháp tắc, đây là cấm kỵ, không được phép. Cho nên lúc ấy ta tưởng tượng, có thể thúc đẩy nàng cùng Cuồng Lan hợp tác hay không, trợ giúp thế giới ngũ hành vận chuyển pháp tắc, kích phát thế giới ngũ hành biến đổi tiềm lực đến thế giới thật, một khi thành công, thế giới mới sẽ hiệp trợ Cuồng Lan hoàn thiện pháp tắc, trở nên càng mạnh. Kể từ đó, các nàng tạo thành một hệ thống thế giới hoàn toàn mới, nàng là chủ nhân thế giới, nàng là pháp tắc chủ nhân, các nàng trở nên cực kỳ cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng được. Dạ An Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin được mà nhìn Khương Nghị. Cái này, thật sự có khả năng sao? Khương Nghị thuận tay nắm chặt, bạch ngọc, lắc lư trước mặt, tùy tiện thưởng thức. Đây chỉ là ta tưởng tượng, nghe có thể có chút như chuyện hoang đường, nhưng chưa chắc không thể thử một lần. Thất bại, cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu như thành công thì sao? Cuồng Lan không chỉ là trở lại đỉnh phong, còn mạnh hơn lúc trước, mà nàng càng có thể trở thành sát chiêu tuyệt đối nghênh chiến người giết trời. Dạ An Nhiên bị Khương Nghị nhào nặn mà toàn thân rã rời. Nhưng kích thích kém xa trận cuồng tưởng Khương Nghị mang tới này. Từ khi Khương Nghị tiếp quản hệ thống thế giới, giới thiệu ra 12 đại pháp tắc, kỳ thật nàng đã không ôm hy vọng. Ngũ hành pháp tắc, chỉ là một trong 12 đại pháp tắc. Muốn trùng kiến thế giới, chính là cần gom góp toàn bộ 12 đại pháp tắc. Cho nên nói, cho dù nàng có thể bằng vào Khương Nghị kích thích, hư hóa xương đế, tiếp quản ngũ hành diễn sinh pháp tắc, cũng không thể nào giống thần thụ thế giới tưởng tượng sinh ra sinh mệnh có trí tuệ, diễn biến ra hệ thống thế giới hoàn toàn mới. Nhưng bây giờ, trận cuồng tưởng này của Khương Nghị, trực tiếp để chuyện không thực tế xuất hiện khả năng. Mặc dù chỉ là khả năng, nhưng thử một chút thì thế nào? Nếu như thành thì sao? Nếu đã có tốt chủ ý như vậy, vì sao không nhanh chóng bắt đầu? Chàng còn muốn. Dạ An Nhiên xấu hổ, nếu đều đã nghĩ đến kế hoạch càng hoàn mỹ hơn. Còn muốn đánh lấy nguyện vọng của thần thụ ngụy trang, thường thường đến khi phụ nàng. Cuồng Lan còn không có chuẩn bị kỹ càng, nàng phải thức tỉnh pháp tắc nàng có khả năng khống chế. Nàng cũng phải chuẩn bị kỹ càng, tận lực phát triển thế giới ngũ hành đến hoàn thiện. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, hắn lại nghiêng người, ép Dạ An Nhiên đến phía dưới. Thiếp không được, thiếp quá mệt mỏi. Đây là thế giới của nàng, nàng hấp thu năng lượng đi. Đừng, không cần, dừng lại. Chúng ta nói chuyện dung hợp pháp tắc một chút. Chàng, trước khi khai phát tốt thế giới ngũ hành, ta muốn giúp nàng chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị lần nữa bắt đầu tung hoành ngang dọc, dẫn dắt ngũ hành đại pháp tắc diễn sinh pháp tắc, theo hắn trùng kích rót vào thế giới ngũ hành, tẩm bổ thế giới ngũ hành. Hắn muốn chờ đợi thế giới hoàn toàn mới chân chính thành hình, Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lan đều phải hoàn toàn chuẩn bị. Cho nên, nơi đó phải hấp thu đầy đủ hỏa diễm. Nơi này phải chuẩn bị hoàn thiện thế giới. Đương nhiên, một khi Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lan bắt đầu thử dung hợp, trời mới biết cần trải qua thay đổi gì, trải qua chờ đợi dài dằng dặc cỡ nào, lần sau vuốt ve an ủi không biết muốn đến lúc nào. Hắn thật sự quá mê luyến đối với Dạ An Nhiên, nhất định phải bắt lấy thời gian còn sót lại, hung hăng phóng túng hưởng dụng. Mạch suy nghĩ của Dạ An Nhiên bị Khương Nghị xé mở, không bị khống chế mà mặc sức tưởng tượng. Trước đó đối xứng đế đã không có bao nhiêu hy vọng xa vời, tinh thần cũng chán nản khi mình có khả năng chỉ là một quần chúng, không nghĩ tới hy vọng lại tới đột nhiên như vậy, mà lại còn mãnh liệt như vậy.
thế giới hoàn toàn mới. Chủ nhân thế giới. Nàng muốn cùng Cuồng Lan triệt để rời khỏi với thế giới này, khai sáng một thế giới diễn biến độc lập, phát triển độc lập, kéo dài độc lập. Thế giới độc lập, có thể cũng diễn biến ra thập nhị thiên môn hay không? Chương 3175 điên cuồng tuyệt vọng. Khó mà làm được, thấy bọn nó đã giày vò thế giới này thành dạng gì. Thế giới của nàng, phải đổi phương thức, thay mạch suy nghĩ. Ví dụ như, tổ nguyên sơn như thế, núi sáng thế, núi U Minh, núi Bá Vương. À, Dạ An Nhiên vừa mới mặc sức tưởng tượng rất nhanh đã bị kích thích kịch liệt phá tan, thân thể kiều nộn trắng nõn không tự chủ mà cuốn lấy Khương Nghị. Hai tháng sau, Khương Nghị, Cuồng Lan cùng Dạ An Nhiên rời khỏi thế giới, đi tới trong không gian hư vô. Lần này không làm kinh động bất cứ kẻ nào, cũng cố ý tránh khỏi sinh mệnh nữ đế và yêu đồng. Sau khi Khương Nghị kỹ càng giới thiệu suy nghĩ của mình, Cuồng Lan tiến vào thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên. Các nàng không có vội vã dung hợp, mà là đầu tiên cảm nhận lẫn nhau tồn tại, tiến hành tiếp xúc đơn giản. Đây nhất định là một quá trình dài dằng dặc mà phức tạp, các nàng cần một chút xíu thích ứng, một chút xíu phát động. Khương Nghị ngoài miệng nói chỉ là thử một chút nhưng kỳ thật trong lòng lại tràn đầy chờ mong, cũng có lòng tin nhất định. Loại dung hợp này, nói phức tạp khẳng định phức tạp, nói đơn giản, ngược lại là có thể thành. Cái chủng loại phản ứng khi nam nữ kết hợp kia, một tiểu gia hỏa tiến vào một đại gia hỏa khác, sau đó bắt đầu phát dục cùng trưởng thành phức tạp. Nếu quả như thành thật, một cái thế giới hoàn toàn mới đang ra đời ở trước mặt hắn. Nếu quả như thành thật, Cuồng Lan mạnh hơn kiếp trước, trở thành thiên của thế giới mới, thậm chí còn là thiên mạnh hơn. Nếu quả như thành thật, Dạ An Nhiên chính là chủ nhân thế giới, có được lực lượng cường đại không có gì sánh kịp. Nếu quả như thành thật, cuộc chiến sát thiên lần này, bọn hắn có phần thắng tăng lên tới chừng 5 phần. Nếu quả như thành thật, thế giới này sẽ trở lại quỹ đạo, thế giới mới bồng bột phát triển, hai thế giới phối hợp lẫn nhau, không sợ vũ trụ thâm không cường đại uy hiếp. Cho nên trận dung hợp này, cực kỳ quan trọng, mang ý nghĩa phi phàm. Cùng lúc đó, sâu trong vũ trụ, trong bóng tối mênh mông vô ngần, Bạch Hổ Đế Quân đang tức giận gào thét. Một trận lưu vong thâm không, không chỉ có trọng thương hồn phách, tàn phá sinh cơ của hắn, càng quan trọng hơn là lưu đầy mấy trăm triệu cây số, thậm chí là một tỷ, hắn hoàn toàn không tìm thấy đường trở về. Bóng tối mênh mang, vô biên vô hạn, không có phương hướng, không có ánh sáng, loại cảm giác cô độc, cảm giác tuyệt vọng trong thâm không kia, để vị đế quân cao ngạo hắn đây suýt nữa đã sụp đổ. Nếu như lúc bắt đầu có thể tỉnh táo lại, cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận cảm ngộ, có lẽ còn có thể tìm tới phương hướng. Nhưng lúc ấy hắn vẫn còn ở trạng thái bùng nổ, ý thức hỗn loạn, mạnh mẽ đâm tới trong thâm không vô tận, không biết vọt lên bao nhiêu dặm, đến mức rốt cuộc cũng tỉnh táo lại thì đã triệt để mất phương hướng. Hắn tức giận khi Khương Nghị lưu vong hắn lo lắng tình huống tại chiến trường Thiên Khải, hắn tuyệt vọng trước an nguy của Bạch Hổ Đế tộc, lại tăng thêm thân thể cùng linh hồn suy yếu, để hắn lang thang trong thâm không vô tận đến nay. Giống, giống, giống. Tiếng gào thét hùng hậu phiêu đãng trong bóng tối vô tận, tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng, cũng mang theo kiêu ngạo và tôn nghiêm sau cùng. Bạch Hổ Đế Quân gần như có thể tưởng tượng, cách cục thiên hạ đã kịch biến, Khương Nghị đã trọng chỉnh Cửu Châu thập tam hải, mà Bạch Hổ Đế tộc không phải là bị nô dịch, chính là bị đổ sát. Giống. Bạch Hổ Đế Quân khô gầy như củi, đứng trong bóng đêm gào thét với thâm không. Cô độc, tuyệt vọng, mê mang, để hắn ngạt thở. Giống. Bạch Hổ Đế Quân không biết mình đã bị lưu vong bao lâu, cô độc cùng hắc ám kéo dài để hắn cảm giác khả năng đã qua 10 năm, 20 năm, thậm chí là 100 năm. Giống. Bạch Hổ Đế Quân cảm giác mình vĩnh viễn tìm không thấy đường trở về. Nếu như chết tại thâm không, hắn nên tính là đế quân bi tình nhất từ xưa đến nay đi. Trong thoáng chốc, Bạch Hổ Đế Quân thấy được một đoàn sáng rực lấp lóe ở phương xa. Là tinh thần sao? Bạch Hổ Đế Quân lắc đầu. Trong bóng tối chính là không bao giờ thiếu tinh thần, đó là ánh sáng duy nhất, nhưng cũng là ánh sáng không có hy vọng, càng khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng, đoàn sáng này càng ngày càng hừng hực, như là đại dương mênh mông lao nhanh, sôi trào trong thâm không, rung động cả hắc ám. Cổ lão hành khúc, vang vọng vũ trụ. Sát âm mênh mông, rung động cổ kim. Bạch Hổ Đế Quân chậm rãi quay đầu, còn người tiếp tục phóng đại, huyết dịch khắp người đều nhận cái hành khúc cùng sát âm kia kích thích mà trở nên nóng bỏng. Cái đó là, ảo giác sao? Bạch Hổ Đế Quân khó có thể tin mà nhìn qua đoàn ánh sáng dâng lên đến, ở trong đó vậy mà lại lóe ra cái bóng mơ hồ.
ầm ầm ầm. Ánh sáng lao nhanh, lộng lẫy mà chói mắt, nó hoành giá thâm không, như là từ bên bờ xa xôi kia tới. Một thân ảnh oai hùng mạnh mẽ rắn giỏi, như ẩn như hiện ở bên trong ánh sáng chói mắt, hắn cự thú thần bí cưỡi màu xanh thẳm, khoác trên người chiến giáp hoàng kim, trong tay mang theo chiến đao màu đen, toàn thân hắn tản ra ba động khủng bố tuyệt luân, như là tuần thiên giả tuyên cổ bất hủ, vượt qua vạn cổ mà tới. Mèo trắng nhỏ, ngươi lạc đường. Thân ảnh cưỡi bên trên cự thú uy phong lẫm lẫm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Hổ Đế Quân khô gầy. Bạch Hổ Đế Quân cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, như nhịn không được liền muốn thần phục, nhưng hắn ánh mắt hơi rung nhẹ, chuyển hướng ánh sáng đại đạo sau lưng thân ảnh, nơi đó còn có thân ảnh khác lấp lóe. Một bóng người khôi ngô to lớn, giống như thiên nhạc, tràn ngập khí thế khủng bố trấn áp hồng hoang, kinh người hơn chính là xung quanh hắn lại quấn quanh lấy ba con cự long. Một con toàn thân kim hoàng, một con đen như mực, một con ngũ sắc thập quang, thình lình đều là huyết mạch đế tổ. Cự long cao ngạo vậy mà lại như linh xà quấn quanh lấy hắn, bá liệt lại dịu dàng ngoan ngoãn, giống như chiến sủng. Một người phong hoa tuyệt đại, lưng đeo thiên luân, cầm quyền trượng trong tay, tôn quý cùng uy nghi cực điểm, tọa kỵ của nàng lại là cự điểu bộ dáng giống thiên bằng, dương cánh vô biên, đầu sinh 10 mắt, sôi trào sóng chiều hỗn độn ngập trời, diễn biến vạn vật thế giới. 10 mắt sinh huy, như là trong lúc triển khai chính là ban ngày cùng đêm tối giữa thế gian. Một kẻ quái dị xấu xí, ba đầu sáu tay, toàn thân treo đầy xiềng xích, đi lại nặng nề, xiềng xích dài không biết mấy vạn mấy chục vạn dặm, cuối cùng kéo lấy ba ngôi sao, một ngôi sao trắng tuyết duy mỹ, một ngôi sao bạo động lôi đình, một ngôi sao tĩnh mịch như vực sâu. Đường kính mỗi ngôi sao đều chừng mấy chục vạn dặm. Một người khô gầy như củi, hơi có vẻ mệt mỏi, xếp bằng ở trên tế đàn hắc thạch, minh tưởng ngủ say, cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động gì, giống như là bộ tử thi khô già. Nhưng, chiến thú kéo động tế đàn hắc thạch, rõ ràng là năm tôn. Bạch Hổ. Bạch Hổ Đế Quân hoảng hốt, không phân rõ mộng cảnh hay là hiện thực. Chương 3176 rất sợ gặp phải. Ngươi muốn về nhà sao? Chúng ta vừa hay tiện đường. Khi nam tử cầm đầu đang nói chuyện, nam tử khô gầy trên tế đàn hắc thạch phía sau lại mở mắt lên, tập trung vào Bạch Hổ Đế Quân. Đầu tháng 3 năm 29, thôn Thiên Ma Hoàng toàn diện hư hóa 5 tháng sau, Hồng Hoang Thiên Long theo sát phía sau hoàn thành hư hóa. Đại tặc đã không thể chờ đợi, cho nên vẻn vẹn chuẩn bị nửa tháng, liền thúc giục Khương Nghị giáng lâm thiên kiếp. Trải qua Hồng Mông Phong Bia tiếp tục tẩy lễ, huyết mạch của đại tặc đã triệt để biến đổi, càng sớm cùng pháp tắc sinh ra trung dung mãnh liệt, cho nên hắn rất tràn đầy lòng tin đối với việc nghênh đón thiên kiếp. Thứ hắn tìm kiếm chính là Khương Nghị kéo dài rèn luyện như thế, rèn luyện chiến khu đến cực hạn, xem thiên kiếp như lịch luyện sau cùng trước khi xưng đế. Ngày 21 tháng 3, Hồng Hoang Thiên Long đi đến Đăng Thiên Kiều, tiếp nhận lôi kiếp rèn luyện dài đến 4 đêm, rốt cuộc cũng bước đến cực sâu đế cảnh. Kích thích mãnh liệt, cũng đánh thức cánh cửa Vĩnh Hằng. Khương Nghị tùy theo toàn diện tiếp quản Vĩnh Hằng Đại Pháp Tắc. Thời gian đi đến kỷ nguyên năm 30, khoảng cách kỳ hạn, 3 năm, yêu đồng nói càng ngày càng gần. Mặc dù yêu đồng nói chính là trong vòng 3 năm, 5 năm trở lên, nhưng bọn người Khương Nghị thật sự không dám chủ quan, dù sao qua kỳ hạn 3 năm, người giết trời cũng có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Bọn hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn trong vòng 3 năm, mới có thể bảo đảm thời điểm lọt vào tập kích, có thể kịp thời ứng đối. Thế nhưng, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh còn không có hoàn toàn hư hóa, Cuồng Lan cùng Dạ An Nhiên mà Khương Nghị ký thác toàn bộ hy vọng càng không có sinh ra dung hợp mong muốn. May mắn duy nhất chính là, sinh mệnh nữ đế đã tỉnh lại cánh cửa yên diệt, cánh cửa hỗn loạn, còn có cánh cửa cứu thục cho Khương Nghị. Để sau khi Khương Nghị tại Vĩnh Hằng Đại Pháp Tắc, lần nữa tiếp quản hệ thống Tam Đại Đại Pháp Tắc. Đến tận đây, còn sót lại vận mệnh thiên môn, thời gian thiên môn, cùng ngũ hành thiên môn không có thức tỉnh. Cánh cửa sinh mệnh ôm lấy chờ mong cao nhất đối với vận mệnh thiên môn, nhưng cũng không dám hy vọng xa vời quá mức. Về phần thời gian thiên môn, từ sau khi thời gian thiên toa bị đoạt đi, nó đã ngủ say chiều sâu. Muốn tỉnh lại, khó hơn lên trời. Trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Cánh cửa sinh mệnh đều bỏ toàn bộ tinh lực vào bên trên cánh cửa ngũ hành. Chỉ cần có thể gom góp cho Khương Nghị 10 hệ thống đại pháp tắc, cũng coi như có sức đánh một trận. Gần cuối tháng 3, mắt thấy kỳ hạn 3 năm còn lại nửa năm, Khương Nghị cũng đã bắt đầu gấp. Hồng Võ Thiên Thần đến rồi. Đông Hoàng Càn tìm được thế giới ngũ hành trong thâm không, hô hoán gọi Khương Nghị đang ở bên trong.
hắn bán đế rồi. Khương Nghị rời khỏi thế giới ngũ hành. 3 tháng trước đã toàn diện hư hóa, bây giờ rốt cuộc cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đông Hoàng Càn rung động, thật không dễ dàng vị hồng võ thiên thần kia bước lên siêu thần cảnh đều đã gần ngàn năm, trước đó vẫn mãi áp chế, không dám tùy tiện mạnh lên, để tránh chết tại Đăng Thiên Kiều, bây giờ hưởng ứng hiệu triệu, điên cuồng tu luyện, rốt cuộc cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bọn người Như Ảnh đâu? Khương Nghị mở ra không gian, trở về Thương Huyền. Như Ảnh, Lý Dần, Đại Vương, đều hơn 9 phần, nhưng bộ phận cuối cùng kia quá khó, cụ thể lúc nào có thể hoàn toàn hư hóa thì thật khó mà nói được. Tuy nhiên viên vô hạn tạo hóa đan thứ 5 của Đan Hoàng ra lò, đã đưa cho Như Ảnh, nhìn có thể khích lệ tới trình độ nào đó. Chẳng phải viên thứ 4 hẳn là cho Như Ảnh sao? Cho ai? Cái này? Làm sao? Có cái gì không thể nói? Không phải ta không thể nói, là Đan Hoàng không nói. Lúc ấy rõ ràng đã thành công, cái mùi thuốc kia đều tràn đầy xí thiên giới, kết quả lại nói luyện đan thất bại. Khương Nghị kỳ quái liếc mắt nhìn Đông Hoàng Càn, vô hạn tạo hóa đan quý giá lại hữu hiệu, đối với kích phát huyết mạch mà nói là có uy lực cực lớn. Đối với Như Ảnh cùng bọn người Lý Dần mà nói không chừng còn kém một phần kích thích cuối cùng này, Đan Hoàng đang làm cái gì? Mau đi đi, Tinh Linh Đế Quân và Khương Thương đều đã tới, muốn cùng nhau chứng kiến Hồng Võ Thiên Thần đột phá. Đông Hoàng Càn rất rung động, trước đó đều cho rằng tài nguyên sung túc, lại có Khương Nghị chỉ dẫn, tất cả người hư hóa trong 3 năm xưng đế đều không có chút áp lực nào, kết quả đến bây giờ còn kém 5 người từ Kim Cự Long, Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, Đại Vương, Kiều Vô Hối. Xưng đế thật sự quá khó khăn. Khương Nghị đi tới Đăng Thiên Kiều tại Thiên Khải chiến trường. Từ sau khi bắt đầu Trù Hoạch Kiến lập vạn thế, Khương Nghị cũng không có dẫn dắt lôi kiếp tại Thương Huyền, phạm vi ảnh hưởng quá lớn, tính hủy diệt quá mạnh, cho nên sau khi biến đổi, đều là tại Đăng Thiên Kiều Thiên Khải. Thiên Nghi Nữ Hoàng, Thủy Trọng Yêu, Tinh Linh Tộc cùng các cường giả linh tộc đều tới. Hồng Võ Thiên Thần đứng ở ngoài cấm khu Đăng Thiên, tâm thần bất định lại khẩn trương. Tinh Linh Đế Quân Hầu ở bên cạnh hắn, giới thiệu với hắn tình huống cần chú ý, khích lệ phải có lòng tin đối với mình. Chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu. Khương Nghị giáng lâm Đăng Thiên Kiều, tận lực áp chế thiên uy, nhưng vẫn mang đến cho đám người cảm giác áp bách sợ hãi. Chuẩn bị xong. Hồng Võ Thiên Thần thật hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Đế Quân cùng Khương Thương đều nắm tự nhiên pháp tắc trong tay, nếu như ngươi còn muốn cùng hưởng, sẽ có chút khó. Cho nên, cần phải chuẩn bị tâm lý. Khương Nghị nói một câu đơn giản để Hồng Võ Thiên Thần vừa mới nhấc lên tinh thần trong nháy mắt đã khẩn trương lên. Tinh Linh Đế Quân im lặng, không thể nói câu cổ vũ hay sao, ví dụ như có ta, đừng sợ. Bắt đầu đi. Khương Nghị dậm chân phóng lên trời, lấy vạn kiếp đại pháp tác dẫn động lôi kiếp, trải rộng ra lôi vân vô tận ở xung quanh Đăng Thiên Kiều. Đối với việc Hồng Võ Thiên Thần biến đổi, kỳ thật hắn vẫn luôn lo lắng. Ngũ hành đại pháp tắc liên quan đến hình dáng thế giới, bao gồm cả ngũ hành, tự nhiên, hỗn độn, âm dương, bát quái. 9 loại diễn sinh pháp tắc, số lượng nhiều gần với 10 loại diễn sinh pháp tắc của tử vong đại pháp tắc. Trong đó, ngũ hành, tự nhiên, hỗn độn 3 loại diễn sinh pháp tắc chủ yếu, đều có tiềm lực sinh ra đế quân. Nhưng, ngũ hành và hỗn độn đều quá đặc thù, sớm tại thời kỳ hồng hoang đã không có giao phó cho chúng sinh khống chế. Sau này ngũ hành đại pháp tắc ngủ say, càng là không tiếp tục tặng qua cho chúng sinh. Cho dù là Khương Nghị bây giờ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng bộ phận lực lượng 2 diễn sinh pháp tắc của ngũ hành cùng hỗn độn. Cho nên, chỉ dựa vào một cái pháp tắc tự nhiên này, giống như không đủ để chèo chống tam đại đế quân cùng hưởng. Chương 3177 trở về. Thiên Khải chiến trường. Tất cả đế thành đều đã di chuyển, tất cả cường giả đều đã rút lui. Sơn hà rộng lớn kéo dài hơn 1 triệu dặm, không có một ai. Khương Phàm mang theo đám người đăng lâm Thiên Khải, tề tụ đến địa khu trung bộ, sau đó tu luyện, tiếp tục bế quan tu luyện. Bọn người thiên hậu chủ yếu là điều trị cùng cảm ngộ, cam đoan trạng thái toàn thịnh, nghênh chiến người giết trời. Kiều Vô Hối, bọn người Lý Dần thì là đơn giản luận bàn, thích ứng lực lượng đế cảnh, phóng thích pháp tắc tốt hơn. Ngô Chính Nguyên 2 tháng trước đã hư hóa, mặc dù chỉ là rất số ít, nhưng đã là vấn đề siêu thần, miễn cưỡng xem như có lực đánh một trận. Hắn không hy vọng xa vời mình có thể đi đến vấn đề đế quân, chỉ hy vọng có thể tại trước khi người giết trời đến, để phạm vi hư hóa đạt tới 8 phần trở lên. Hỗn độn chiến tộc, không sợ hãi.
Đây là tín niệm mà Ngô Chính Nguyên tuân thủ nghiêm ngặt cả đời. Chúng ta hợp tác muốn với ai sao? Ngao hồn cuộn nằm thân rồng mười mấy vạn mét tại giữa sơn lĩnh, con mắt to lớn quét mắt nhìn các đế quân khác. Mặc dù bọn hắn là liên hợp, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là tạo thành vòng tròn của riêng phần mình. Tinh linh đế quân, hồng võ đế quân, rõ ràng muốn phối hợp cùng Khương Thương. Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh, phối hợp Liệp Thần Thương, tiểu đoàn thể đã rất mạnh mẽ. Hắc Ma đế quân cùng Thôn Thiên Ma đế, Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân gom lại cùng một chỗ, cũng rõ ràng là muốn hình thành vòng chiến cường đại. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Huyền Vũ, đang thương lượng cái gì đó, hiển nhiên cũng là liên hợp. Lý Dần, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, cũng tập hợp cùng một chỗ. Mặc dù Long tộc bọn hắn cường hãn, nhưng so sánh cùng mấy tổ hợp kia, giống như không có ưu thế rõ ràng gì. Đế quân đều cần liên hợp 5-3 người. Không biết đám gọi là người giết trời kia có đáng giá hay không. Long đế mặc kệ Khương Phàm nghĩ như thế nào, dù sao đối với đội hình trước mắt hắn vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần Khương Phàm có thể kéo lại cái người giết trời kia, 15 vị đế quân bọn hắn, hoàn toàn có thể chặn đánh chi đội dưới cờ người giết trời. Chúng ta, muốn hợp tác với ai sao? Ngao hồn hỏi lại, đừng nghĩ xa, nhìn bây giờ đi. Bọn hắn đều định tốt tổ hợp, 3 năm đội hình cũng không cần lại tăng thêm. Ba người chúng ta liên hợp là được rồi. Long đế mang thái hư cổ long lên, chính là tăng cường sức chiến đấu cho bọn hắn. Ngài nói, chúng ta có cần liên hệ Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại hay không? Ngao hồn nhìn qua Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại ở xa xa, bọn hắn đang nghị luận cái gì đó cùng vạn độc huyết long. Chỉ cần kéo Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại qua, thần linh không gian, hoàn toàn có thể dùng làm bán đế, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng rất tốt. Bọn hắn. Đúng vậy, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại không phải có đồ đằng gì kia sao? Tác dụng của bọn hắn trên chiến trường cỡ lớn hoàn toàn có thể đạt tới vấn đề bán đế. Đúng vậy, nếu như nhét bọn hắn vào trong bụng chúng ta, tương đương với việc chúng ta có được không gian thần khí. Để Thái Hư Cổ Long đi phối hợp với Vạn Độc Huyết Long, song long tổ hợp, hiệu quả càng mạnh. Long đế đột nhiên sinh ra ý nghĩ kích thích này, thực lực của Cự Long tộc bọn hắn là không thể nghi ngờ. Nếu như trong bụng nhét một không võ thần linh cảnh, chẳng phải là thực lực gấp bội. Ngài chờ chút, ta tự mình đi mời. Ngao hồn phối hợp với Long đế, ý tưởng này coi như không tệ. Cự Long có sức chiến đấu siêu cường, phối hợp với thuấn gian di động vượt qua không gian, đơn giản là hoàn mỹ. Cuồng Lan đâu? Tinh linh đế quân tìm tới Khương Phàm, đều đã đến bây giờ, Cuồng Lan còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là không có khôi phục? Còn đang khôi phục. Khương Phàm nói mập mờ, tiếp tục cảm ngộ thế giới pháp tắc hệ thống. Liên quan tới người giết trời, người còn hiểu hơn cái gì? Tinh linh đế quân nhìn lên thâm không, tinh quang lấp lóe bên trong hắc ám vô biên, thâm thúy mà duy mỹ, nhìn an tĩnh cùng mỹ lệ như vậy, lại ẩn giấu đi nguy cơ khủng bố sắp hủy diệt bọn hắn. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, hắn cũng rất muốn hiểu rõ càng nhiều, nhưng yêu đồng đã không nhiều lời nữa, sinh mệnh nữ đế lại ngủ say trăm vạn năm. Chưa từng trải qua cuộc chiến sát thiên. Muốn chân chính hiểu rõ thương thiên bây giờ, chỉ có thể chờ đợi thời điểm trực diện. Người tiếp quản nhân quả pháp tắc, lại còn là hệ thống đại pháp tắc, người hẳn là có thể thôi diễn bước vận mệnh phát triển mới cho thế giới. Có thể mơ hồ nhìn thấy. Thật, tinh linh đế quân nhìn kỹ thể hiện của Khương Phàm, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì đó. Trước đó thường nghe một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, luôn cảm thấy là cố lộng huyền hư. Bây giờ tự mình có thể thấy được, cũng đã hiểu đạo lý câu nói kia. Có ý gì? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi! Khương Phàm lắc đầu không nói, hắn nhìn thấy tương lai, là nhân quả thôi diễn tương lai, cũng chính là căn cứ vạn cổ biến thiên, nhân quả tuyến vô tận, phát triển đi ra phía trước. Nếu như sớm tiết lộ, người được cho biết sẽ bởi vì đã biết tương lai, thậm chí trong lòng sinh ra thay đổi hành động, thay đổi như thế này, cũng có thể ảnh hưởng đến nhân quả cố định biến thiên. Cái gọi là dắt một phát động toàn thân, kết quả sau cùng sẽ phát sinh thay đổi khác. Ta không sợ cái chết, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta có một thỉnh cầu. Tinh linh đế quân vừa mới mở miệng liền bị Khương Phàm đưa tay ngăn cản. Ở chỗ này, chúng ta đều là bảo vệ tường thành thế giới. Chỉ cần cân nhắc như thế nào lù lù không ngã, kiên trì tới cùng, không nên nghĩ tới hậu sự của mình. Tinh linh đế quân khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ, nuốt lời xuống. Khương Phàm nhắm mắt định thần, cảm ngộ hệ thống thế giới, chờ đợi sinh mệnh nữ đế trở về,
cũng thỉnh thoảng nhìn lên thâm không, dò xét vết tích thương thiên. Kỳ thật hắn có chút bận tâm. Từ khi lột xác thành thiên đến bây giờ, dòng dã 3 năm, nhưng khoảng cách cuộc chiến thiên khải kết thúc, cũng đã 4 năm rưỡi. Trước 4 năm rưỡi đó, Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong vũ trụ ở chỗ này. Lấy năng lực Bạch Hổ Đế Quân, hẳn là đã trở về. Nhưng đến bây giờ, hắn đều không có phát giác được bất kỳ khí tức gì của Bạch Hổ Đế Quân, hoặc là mất phương hướng thật, hoặc là chính là chết. Mê thất. Chương 3178 tình huống trước cuộc chiến. Lấy bộc phát ngay lúc đó của hư không đế quân, khoảng cách lưu vong hẳn là rất rất xa. Trong bóng tối vô tận, thật sự có khả năng càng chạy càng xa, chệch khỏi phương hướng chính xác. Tử vong. Lúc ấy Bạch Hổ Đế Quân đã trọng thương, đế ngấn bộc phát, xác thực có khả năng làm bị thương linh hồn, nhưng đường đường là đế quân cứ thế mà chết đi. Không phải rất hiện thực, trừ phi, hắn đã gặp người giết trời. Nếu thật sự là vế sau, nói rõ người giết trời đã cách nơi này rất gần, rất gần. Trước khi người giết trời đuổi tới, không biết nữ đế có thể tỉnh lại cánh cửa vận mệnh cho hắn hay không. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với bản thân Khương Phàm mà nói, hắn đã chuẩn bị xong. Tất cả chinh chiến cùng trưởng thành ở kiếp trước hay kiếp này của hắn, cũng giống như là vì chờ đến giờ khắc này. Kích tình chiến tranh hắn dần dần bị tiêu ma, giống như đang lần nữa khôi phục. Tới đi, tới đi, ngươi là thiên đời đầu tiên thế giới này tạo nên, ta là thiên sau cùng của thế giới này. Đây sẽ là một trận quyết đấu vượt ngang trăm vạn năm. Ta không có phần thắng, nhưng ngươi cũng không có. Khương Phàm ngóng nhìn thâm không, nỉ non tuyên ngôn chiến tranh của mình. Ở một chỗ khác trên thế giới, khoảng cách ngoài ngàn vạn dặm, thế giới ngũ hành đang ẩn nấp ở nơi đó. Bọn hắn đã hoàn thành hệ thống thế giới diễn biến sơ kỳ, nhưng làm đòn sát thủ, bọn hắn nhất định phải giấu đi. Ví dụ như, mượn nhờ thế giới mênh mông trước mặt hỗ trợ, ngăn cách dò xét. Ví dụ như, kéo ra khoảng cách nghìn vạn dặm, để tránh bị phát hiện. Dù sao đối phương cũng là siêu cấp cường giả chinh chiến tinh vực, rất có thể có năng lực dò xét thế giới có sinh mệnh. Có thể cẩn thận thì phải cẩn thận. Sâu trong vũ trụ, cường giả Bạch Hổ Đế Quân gặp phải trước đó, đã tới gần thế giới. Bọn hắn đứng ngoài hàng tỷ dặm, nhìn thế giới lóe ra ánh sáng nhạt tùm bên trong hắc ám vô tận. Hành tinh mẫu thân, ta lại trở về. Nam tử cầm đầu đứng dậy, đứng ở trên đầu cự thú thần bí, nhìn thế giới phương xa. Ta lại quên, tiểu tử kia gọi là Khương Phàm. Tiếng cự linh khôi ngô giống như thiên nhạc như là thiên lôi, rung động vũ trụ hắc ám. Gọi là Khương Phàm, rất mạnh. Bạch Hổ Đế Quân đi ở trước nhất, rốt cuộc cũng trở về, rốt cuộc cũng trở về. Ha ha! Người khổng lồ, nữ tử, quái vật, lão nhân, nhao nhao phát ra tiếng cười. Hai chữ, rất mạnh, đối với bọn hắn mà nói tựa như là chuyện cười. Hắn đã tiếp quản pháp tắc, thế giới mới mở ra kỷ nguyên mới, không uổng công chúng ta vượt ngang ngũ đại tinh vực, trở lại hành tinh mẫu thân. Nam tử cầm đầu anh tuấn phóng khoáng, mang trên mặt ý cười nhạt. Ta chờ mong phong thần đại điển, đây chính là hai kiện thiên binh táng thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia tổ hợp thành. Nữ tử uy nghi thịnh long, đối với hai kiện thiên binh yên lặng trăm vạn năm kia nàng chờ mong đã lâu. Chỉ mong tiểu gia hỏa kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đi thôi. Lấy giới nguyên của hắn, hoàn thành thế giới bố trí sau cùng của chúng ta. Nam tử cầm đầu đưa tay vung khẽ, cự thú dưới trướng bộc phát ánh sáng màu xanh lam lộng lẫy, giống như là tinh thần xẹt qua vũ trụ, lao tới thế giới xa xôi. Cùng lúc đó, đội ngũ tách ra đi trước đó đang khống chế thời gian thiên toa, không ngừng liên tục đánh xuyên lấy gông cùng xiềng xích thời gian, ngược dòng mà tiến, đi đến hậu kỳ hồng hoang trăm vạn năm trước. Nơi đó có một đoạn lịch sử thần bí bị 12 pháp tắc liên hợp phong cấm, là cấm khu thời không trước đó bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xông vào. Nhưng, bây giờ thời gian qua đi trăm vạn năm, phong thần đại điển cũng đã khởi động lại, chắc chắn sẽ có thể tỉnh lại đoạn lịch sử kia, để bọn hắn có thể khóa chặt tòa đế thành phủ bụi trong cấm khu kia. Ở trong đó có đồ quan trọng mà chủ nhân của bọn hắn khát vọng đã lâu. Nửa năm tính tu, nửa năm chờ đợi. Sinh mệnh nữ đế rốt cuộc cũng về tới thiên khải chiến trường trước khi người giết trời đến. Ta không tìm được vận mệnh thiên môn, nhưng ta gõ mở cánh cửa nhân quả, mời đến nhân quả thiên đồ. Thập nhị thiên môn trước mắt đã triệt để quy về hệ thống pháp tắc thế giới, cho đến việc này kết thúc, bọn hắn đều sẽ không lại hiển lộ hiện hình thái. Trừ vận mệnh cùng thời gian ra, thập đại pháp tắc hệ thống thế giới còn lại cực kỳ sở thuộc, toàn bộ do ngươi điều động.
sinh mệnh nữ đế hiển hiện tư thái, phía sau lan tràn sóng không gian, đạo ngân uốn lượn, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, giống như hiện ra thời gian thế giới vạn cổ, ánh sáng vô tận lấp lóe, ức vạn xiềng xích hoành hành, một tấm nhân quả thiên đồ tràn ngập thế giới trăm vạn năm thời gian, vạn vạn ức sinh linh ầm vang trải rộng ra. Đây là siêu cấp thiên khí thập nhị thiên môn thai nghén tại thời kỳ hồng hoang, là vũ khí pháp tắc chân chính trên ý nghĩa, bọn chúng không cần dựa vào hệ thống thế giới đã có thể trực tiếp phóng thích pháp tắc cùng cấp uy lực khủng bố. Tấm nhân quả thiên đồ này càng đặc biệt cường hãn hơn, bởi vì từ khi thành hình đến giờ liền không có rời khỏi thiên môn, cũng không có rời khỏi hệ thống nhân quả đại pháp tắc, từ đầu đến cuối đang thai nghén, từ đầu đến cuối đang mạnh lên, càng thu nhận sử dụng khí tức nhân quả thế giới trăm vạn năm. Khương Phàm ra hiệu cho Thiên Hậu, để nàng tiếp quản nhân quả thiên đồ. Chàng thì sao đây? Thiên Hậu không có tiếp, mấu chốt của trận chiến này vẫn ở trên người Khương Phàm, bọn hắn càng nhiều hơn chính là kiềm chế thuộc cấp người giết trời. Ta có táng thiên đỉnh. Đủ sao, người giết trời thế nhưng mang theo 5 kiện thiên binh. Hẳn là đủ rồi. Khương Phàm nhìn về hướng sinh mệnh nữ đế, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng chính là thiên binh cánh cửa sinh mệnh. Bên trong U Minh địa ngục càng có thiên binh cánh cửa tử vong. Còn thiếu rất nhiều, nhưng có thể làm được chỉ có thể như vậy. Sinh mệnh nữ đế đưa tay, hắc ám nhấc lên, tử vong, luân hồi, hắc ám, tội ác, nguyền rủa, mục nát thập đại diễn sinh pháp tắc tại thiên khải dung chuyển, một đạo hư ảnh phiêu miểu hắc ám xuất hiện ở trước mặt bọn người Khương Phàm. Hắn chính là, truyền thuyết U Minh địa ngục, hắn chính là, thiên binh, cánh cửa tử vong ngưng tụ. Sinh mệnh cùng tử vong đều thuộc về ngươi. Hai tử, đây là thế giới này được ăn cả ngã về không, hy vọng ngươi có thể gánh chịu nổi trọng trách này. Chương 3179 Chiến đội sát thiên. Huynh đệ, ngươi thử trước một chút có thể dung hợp hay không? Đại vương nói còn chưa nói xong, bạch tai vậy mà biến mất bên trong mai rùa, sau đó. Mai rùa vô cùng nặng nề vậy mà chậm rãi lơ lửng, rơi xuống phía trước đại vương, chiếu rọi cùng 4 tòa mai rùa khác. Hồng Hoang Thiên Long có chút nhíu mày, bạch tai có chút thực lực. Tòa siêu cấp mai rùa có ý thức này không thua gì nhiều thêm một tôn huyền vũ đại đế. Thiên Hậu thản nhiên liếc mắt nhìn mai rùa lơ lửng, đáy mắt lấp lóe qua dị dạng tinh mang, như nhìn thấy cái gì. Chú ý! Khương Phàm đột nhiên cảnh báo, đôi mắt thâm thúy ngóng nhìn vũ trụ hắc ám, sinh tử thiên đao trong tay đều phát ra âm vang tranh minh, khí tức sinh tử cuồn cuộn thiên khải. Tới! Bọn người Thiên Hậu bỗng nhiên biến sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm hắc ám vô biên vô tận. Giờ khắc này, tim bọn hắn đập loạn, sắc mặt tái nhợt, khí tức đều trở nên lộn xộn. Dù bọn hắn thân kinh bách chiến, chuẩn bị kỹ càng, đến giờ khắc muốn trực diện, vẫn hiện ra khẩn trương từ sâu trong từ nội tâm. Sư phụ, lập tức trở về Thương Huyền, thông báo Tịch Nhan, phong đô quỷ hoàng bọn hắn, toàn bộ tiến vào cửu U thâm không, nhìn chằm chằm U Linh Đại Đế cho ta. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn, đến rồi. Đôi mắt Khương Phàm thâm thúy bắn ra cường quang chói mắt, giống như hai vòng mặt trời thức tỉnh, chiếu thấu vũ trụ mịt mờ, nhìn thấu bóng tối vô tận. Hư không đại pháp tắc mơ hồ bắt được không gian ba động kịch liệt, ngay sau đó chính là sinh mệnh đại pháp tắc phát giác được sinh mệnh cường đại thể. Bao nhiêu người? Thiên Hậu hoàn hồn, cao giọng quát hỏi. Khương Phàm cau mày, cực lực dò xét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, số lượng sinh mạng thể rất mơ hồ, nhưng vô cùng lớn. Mà, bên trong giống như có cỗ khí tức quen thuộc, Bạch Hổ Đế Quân. Sau 3 tháng, cổ lão hành khúc vang vọng vũ trụ, kích thích đám người thiên khải chiến huyết sôi trào, ý thức hoảng hốt, ánh sáng màu xanh lam hừng hực lao nhanh thâm không, nhấc lên không gian chiều cường mãnh liệt tán loạn, lung lay thiên khải chiến trường mênh mông hơn 1 triệu dặm. Bọn người Khương Phàm sẵn sàng trận địa đón quân địch, tới, rốt cuộc đã đến. Chuẩn bị nghênh chiến. Thiên Hậu bay lên không. Rơi xuống trên sơn lĩnh giống như mai rùa đại vương, thao túng thiên khí tức nhân quả thiên đồ, chỉ thâm không phía xa. Giống. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt đong đưa chiến khu, vỗ cánh hoành không, ngăn ở phía trước đại vương, trở đi trật tự thiên bia, gào thét sát thiên chiến đội xa xôi mà cổ lão. Bạch tai, không cần tự tiện hành động, phối hợp ta. Đại vương mãnh liệt đong đưa chiến khu, phát ra gào thét vang dội, càng sôi trào lên hải triều ngập trời. Kéo lên 5 mai rùa hình thành tuyệt đối bảo vệ. Hắn cần tuyệt đối bảo vệ Thiên Hậu an toàn, bảo đảm Thiên Hậu có thể điều khiển toàn trường, càng phải bảo đảm Thiên Hậu tại thời khắc tất yếu phát huy ra sức lực sát thương siêu cấp thiên. Cái gì người giết trời cầu thí, ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn cũng có thể mạnh tới đâu. Hắc Ma Đế Quân vặn vẹo chiến khu,
kích phát ma chú, căm tức nhìn thâm không sôi trào quang hải màu lam lao nhanh. Tất cả cường giả toàn bộ nín thở định thần, sẵn sàng trận địa đón quân địch nhìn chằm chằm quang hải, tìm kiếm bóng dáng cường giả bí ẩn. Ầm ầm, ánh sáng màu xanh lam cuồn cuộn, từ mênh mông mấy vạn dặm phạm vi nhanh chóng biến mất, toàn bộ tràn vào trong cơ thể một đầu cự thú màu lam. Sau khi cự thú thôn nạp ánh sáng màu xanh lam, vậy mà phách lối ở một cái, lay động răng nanh màu lam, đầu tiên tập trung vào Thái Hư Cổ Long bên trên Thiên Khải chiến trường. Thái Hư Cổ Long ớn lạnh toàn thân, thân thể theo bản năng vậy mà căng thẳng, không tự chủ được lui về sau vài trăm mét. Bầu không khí Thiên Khải chiến trường dần dần bị áp chế, bọn người Khương Phàm không để ý đến lam cự thú màu, ánh mắt đung đưa, quét qua đám cường giả sát thiên phía sau hắn. Theo ánh sáng màu xanh lam biến mất, bốn tôn chiến linh liên tiếp hiện ra bộ dáng. Cứ việc trước đó từng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng thời điểm chân chính mặt đối mặt, vẫn có loại rung động vượt quá tưởng tượng. Cự linh cầm đầu giống như thiên nhạc, cao không biết bao nhiêu mét, toàn thân lóe ra ánh sáng huyết sắc, khuấy động khí tức khủng bố đạp tan tinh không, cho dù là cự long dài đến mười mấy vạn mét ở trên người hắn đều hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng, cự long, rõ ràng là cự long khí tức đế cảnh, vậy mà giống như mãng xà quay quanh ở trên người hắn. Đây coi là cái gì? Chiến sủng sao? Lấy cự long làm chiến sủng. Long đế, ngao hồn, thậm chí hồng hoang thiên long cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy phần, một màn này đã kích cường liệt thị giác bọn hắn, rung động linh hồn. Sau đó chính là cự điểu dương cánh vô biên, tương tự thiên bằng, lại đầu sinh 10 mắt, khí tức hỗn độn cuồn cuộn sôi trào ngập trời trong cuồng chiều, như là siêu cấp sinh linh thời khắc thiên địa sinh ra đã xuất hiện, chân chính trên ý nghĩa là dương cánh che trời, quan sát vạn sinh. Áp bách kinh khủng để Ngô Chính Nguyên trước đó còn chiến ý tăng cao vậy mà toàn thân không cầm được run rẩy. Đang trên đầu thần linh khủng bố này, lại còn đứng một nữ tử. Hiển nhiên đây mới thực sự là chủ nhân, cường giả chân chính kinh khủng. Con hỗn độn cự bằng này, hiển nhiên cũng là tọa kỵ. Sau đó, năm tôn bạch hổ cấp bậc đế quân, không, là 6 tên. Phía trước nhất chính là bạch hổ đế quân, nhưng, yêu đế bạch hổ cao ngạo không ai bì nổi. Hùng bá đại lục, tranh hùng với bọn họ tại thế giới lúc trước vậy mà giống như chó dữ, treo đầy xiềng xích, kéo xe kéo. Trên xe kéo là một tòa tế đàn bằng đá đen, hắc thạch phía trên ngồi nam tử thần bí giống như đầu lâu. Có thể khống chế 6 tôn đế cảnh bạch hổ làm tọa kỵ, nam tử thần bí này cường hãn hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Lại sau đó, 3 viên tinh cầu sắp xếp ở phía sau, tinh cầu không phải di tích chết như hư không đế thành, mà là tinh thần chân chính, là tiến hành diễn biến thế giới. Mặc dù lớn nhỏ chỉ có 1/10 thế giới bọn hắn, nhưng bên trong phun trào năng lượng, cùng hình dáng thế giới hoàn chỉnh lại làm cho bọn người Khương Phàm cảm nhận được ngạt thở đập vào mặt. Càng khoa trương hơn là, phía trên bọn hắn quấn quanh lấy xiềng xích tráng kiện, mỗi đầu xiềng xích đều dài đến mấy trăm vạn dặm, giống như dùng huyền thiết vũ trụ không biết tên rèn đúc, cứng cỏi khủng bố, nặng nề như núi, mà bọn chúng lại bị một con quái vật kéo lấy. 3 viên tinh cầu hiển nhiên chính là vũ khí của quái vật này. Chương 3180 chấn động không thôi. Cầm tinh cầu làm vũ khí. Kéo lấy tinh cầu phóng tới từ trong vũ trụ. Không chỉ có bọn người thiên hậu hoảng hốt, Khương Phàm đều bị một màn này làm kinh hãi. Đây chính là chiến đội sát thiên. Đây chính là siêu cấp chiến linh chinh chiến tinh vực. Khương Phàm trước đó suy nghĩ một ít đế quân thế giới này bị bắt đi, thành tùy tùng, đương nhiên phỏng đoán. Sát thiên chiến đội của người giết trời hẳn là Chu Tước, Bạch Hổ các loại yêu đế, Hắc Ma Thiên Ma các loại ma đế, Hoắc đế quân nhân tộc các loại. Kết quả? Sai. Còn là sai hoàn toàn. Đế quân thế giới này vậy mà chỉ có làm nô bộc. Bọn hắn đều đến từ chỗ nào? Vì sao cường đại như thế? Hạo hãn vũ trụ bên ngoài thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới thần bí? Táng thiên đỉnh, trật tự thiên bia, nhân quả thiên đồ. Sinh mệnh cùng tử vong. Ha ha, ha ha ha. Ngươi thật sự khiến người ta vui mừng, vậy mà chuẩn bị cho ta 5 món thiên khí. Nam tử cầm đầu đứng trên thân cự thú màu lam, quan sát các cường giả bên trên thiên khải chiến trường. Hắn không có để ý số lượng đế quân, mà ngạc nhiên khi thấy được siêu cấp thiên khí tha thiết ước mơ. Vậy mà đều tập hợp đủ ở chỗ này. Sớm biết không phân đám thuộc cấp ra, trực tiếp ở chỗ này bắt lấy là được. 5 kiện thiên khí là tiễn đưa cho ngươi. Ngươi ức hiếp thế giới trăm vạn năm, là thời điểm kết thúc. Khương Phàm trung quy vẫn là siêu cấp cường giả thân kinh bách chiến, hắn rất nhanh đè xuống kiêng kỵ, bạo phát ra chiến ý cường thịnh.
đạo ngấn cùng thế giới pháp tắc hệ thống toàn thân hắn cộng minh. Giờ khắc này, Minh Mông Thiên Khải chiến trường, thậm chí toàn bộ thế giới, đều phát ra tiếng vang ù ù, đáp lại Khương Phàm điều động. Khương Phàm bộc phát chiến ý ngập trời, sát ý vô biên, chân đạp táng thiên đỉnh, cầm trong tay sinh tử thiên đao, làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Khương Thương, Vô Hối, hai người các ngươi đội liên hợp hành động, ứng phó đám bạch hổ. Ngàn vạn chú ý an toàn. Long Đế, các ngươi cùng Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại phối hợp, cần phải cuốn lấy cự linh quấn rồng. Nhớ kỹ, không cần liều lĩnh, chỉ cần cuốn lấy. Ngăn chặn. Hắc Ma Đế Quân, ứng phó quái vật kéo lấy tinh cầu. Mấu chốt thắng bại, ở chỗ các ngươi. Ngô Chính Uyên, Vạn Độc Huyết Long, các ngươi không nên nhúng tay, rút lui đi. Không cần thiết làm hy sinh vô vị. Thiên Hậu ngưng tụ ý niệm, truyền đến trong đầu đám người. Nàng khống chế nhân quả thiên đồ, khóa chặt nữ tử cưỡi hỗn độn cự bằng. Bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế, bọn hắn dự đoán sát thiên chiến đội tối thiểu có mấy bán đế, hoặc là tất cả đều là đế quân, nhưng không nghĩ tới, đế cảnh chỉ là chiến bộc. Bốn chiến linh quái dị rốt cuộc là cảnh giới gì? Ngô Chính Uyên tức giận lại tuyệt vọng, trường hợp như vậy xác thực ngoài ý muốn, đối mặt cường giả như vậy, hắn giống như cho dù tự bạo đều khó mà phát huy ra mấy phần hiệu quả. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong liều mạng. Chúng ta quyết tâm muốn chiến tử tại Thiên Khải chiến trường. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Kẻ địch mạnh hơn, chúng ta chẳng phải càng chết có giá trị. Âm thanh Thiên Hậu lần nữa truyền vào tất cả mọi người ý thức, dùng tàn khốc nhất lời nói khích lệ trong lòng bọn họ sâu trong chiến ý. Sau cuộc huyết chiến, chúng ta không có ý định còn sống. Khương Thương dùng sức giãy giụa cổ, phát ra gào thét thật lớn, hắn chấn kích hai cánh, nắm liệp thần thương, đón nhận sáu tôn bạch hổ trước mặt tế đàn hắc ám. Quái vật từ thâm sơn cùng cốc nào tới đây, sát sát sát. Hắc Ma Đế Quân hét giận dữ, hung ác tập trung vào tinh cầu. Ngươi, U Linh Đại Đế. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên nhìn về phía Man Hoang Đế Tổ bên cạnh, thấp giọng nói. Làm rõ ràng một sự kiện, thập nhị thiên môn không chết, cũng chỉ là tạm thời biến mất. Nhất là tử vong thiên môn, nếu như ngươi dám can đảm quấy rối, nhất định để ngươi chết không còn sót lại một chút cặn. Ngăn chặn, ngăn chặn. Long Đế hít thật sâu một hơi, đối mặt cùng Ngao Hồn. Ngao Hồn mãnh liệt đong đưa thân rồng, sôi trào lên long khí ngập trời, nhìn chằm chằm cự linh kình thiên. Nhưng sau khi liếc về ba đầu tổ long trên bả vai hắn, móng vuốt vẫn không nhịn được gắt gao kéo căng. Có chúng ta đây, bọn hắn không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại giấu ở trong bụng hai đầu cự long, áp chế linh lực ba động cùng đồ đằng uy lực. Các ngươi chuẩn bị xong. Người giết trời cưỡi cự thú màu lam, không vội vã, lạnh lùng nhìn đế quân cổ động lẫn nhau bên trên Thiên Khải chiến trường. Cự linh, nữ tử, quái vật, lão nhân, cũng đều thể hiện lạnh nhạt. Mặc dù bọn này cường giả số lượng cùng khí thế so mong muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng... thì như thế nào đây? Khương Phàm dậm chân phóng lên trời. Sóng chiều không gian mãnh liệt bạo động, như vạn long nhấc lên, khuấy động khung trời, hắn trong chốc lát biến mất, lần nữa xuất hiện đã là đỉnh đầu cự thú. Ầm ầm, táng thiên đỉnh oanh minh kịch liệt, nháy mắt treo ngược, kinh thiên động địa, thiên địa cuồn cuộn. Cường quang vạn trượng, chiếu thấu thâm không, lôi kiếp bạo động, cuồn cuộn vũ trụ. Táng thiên đỉnh chút xuống ức vạn lôi kiếp, tràn ngập ngũ hành lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp, tai nạn lôi kiếp, chôn vùi lôi kiếp. Hỗn loạn lôi kiếp các loại, như toàn bộ thế giới hủy diệt cùng tạm khó đều sớm rót đầy táng thiên đỉnh, chỉ đợi thời khắc này toàn diện phóng thích. Vô tận kiếp nạn như cuồng long xuất uyên, tràn ngập đất trời oanh kích cự thú đầu lâu. Cự thú gào thét, huyết nhục văng tung tóe, vẩy xuống Thiên Khải chiến trường, hắn giống như viên thiên thạch màu lam nhuốm máu ẩm vang rơi xuống. Khương Phàm đạp động táng thiên đỉnh, cầm trong tay sinh tử thiên đao, khuấy động vĩnh hằng sinh mệnh chiều dâng cùng vô biên địa ngục tử khí. Như là thế giới ánh sáng cùng hắc ám ở trong tay nhấc lên, chúng sinh sinh mệnh cùng tử vong tại vừa đi vừa về chuyển đổi, sinh cùng tử ảo diệu va chạm ra tuyệt luân vô biên đại uy lực và năng lượng. Người quên, ta đến từ nơi này, người quên, ta khống chế thời gian đại pháp tắc. Xung quanh thương thiên lấp lóe mê quang, thời gian lưu chuyển, năng lượng bạo động sinh tử bạo động gần đó cùng đuổi giết giữa thiên địa đều giống như thủy triều biến mất, một lần nữa về tới một khắc này Khương Phàm bạo khởi. Lui. Thương Thiên khẽ nói, cự thú màu lam run run mãnh liệt, trong chốc lát Khương Phàm bộc phát, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, mà Thương Thiên thì dọc theo điểm xuất phát cùng quỹ tích của Khương Phàm trước đó cùng hắn đối diện tương đối.
Chương 3181 Thời gian ngấn tích. Như là dự đoán trước tất cả hành động của Khương Phàm. Thương thiên tế lên yên diệt chiến đao, sôi trào lên vạn vật sụp đổ, chúng sinh kiếp nạn, thiên địa hủy diệt các loại đủ để cho thế giới tan rã lực lượng kinh khủng, vô tình bổ về phía Khương Phàm. Yên diệt chiến đao, siêu cấp thiên khí cánh cửa yên diệt thai nghén, không cần điều động pháp tắc đã có thể phóng thích lực lượng pháp tắc. Mà chuôi yên diệt chiến đao trong tay thương thiên chinh chiến qua vô số tinh vực, chôn vùi qua vô số ngôi sao, năng lượng chôn vùi đã mạnh hơn lực lượng ban sơ mấy lần, thậm chí mấy chục lần uy lực chôn vùi. Khương Phàm căn bản không biết thời gian chảy trở về, đang muốn dựa theo ý thức kế hoạch khởi xướng bạo kích, kết quả thương thiên không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở bên trên kế hoạch quỹ tích của hắn, không đợi kịp phản ứng, chôn vùi chiều dâng giống như thôn phệ tinh thần, vết nứt vũ trụ khủng như dẹp yên bố, vô tình bổ vào trên thân. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm run rẩy, đường vân pháp tắc toàn thân đều bỗng nhiên ảm đạm, thân thể bạo khởi giống như viên thiên thạch va chạm thiên khải chiến trường, vạn dặm sơn hà sụp đổ tại chỗ, vô biên chiến trường đều nhận kịch liệt trùng kích, như muốn đè sập đỉnh cửu thiên. Sắc mặt bọn người thiên hậu kịch biến, còn chưa bắt đầu đã bị một đao bổ trở về rồi. Khương Phàm đã là thiên, làm sao có thể chật vật như thế? Thời gian ngấn tích, hắn ngược dòng thời không. Sinh mệnh cùng tử vong đồng thời phát ra tiếng, nghiêm túc nhắc nhở Khương Phàm. Cùng thuộc thiên khí, lại cùng thời gian có tương ứng liên quan, bọn chúng rõ ràng đã nhận ra vết tích thời gian pháp tắc mãnh liệt bộc phát. Toàn thân Khương Phàm đau đớn run rẩy, yên diệt chiến đao như chém đứt liên hệ giữa hắn cùng thế giới, giống như muốn bóc hắn ra từ bên trong thế giới này. Là thiên khí, làm sao lại cường đại như thế? Khương Phàm giận dữ gầm nhẹ. Hắn có thể ngược dòng thời không? Chẳng phải giết không chết, không đả thương được. Sinh mệnh nói, đây chính là chỗ kinh khủng nhất của hắn, không phải vậy ngươi cho rằng hắn như thế nào chinh chiến tinh vực, như thế nào đổ sát thế giới. Tử vong nói, hắn giống như không có mang thời gian thiên toa, chỉ có thể bằng vào thân phận đặc biệt của hắn, cưỡng ép mượn dùng thời gian pháp tắc thế giới này. Ngươi nếm thử ép hắn đến thâm không, tận lực rời xa hệ thống thế giới, yếu bớt thời gian lực lượng của hắn. Chúng ta lại chống lên sinh tử lĩnh vực, quấy nhiễu thời gian pháp tắc lưu chuyển. Sinh mệnh nói, hai tử, tin tưởng chúng ta, sinh mệnh tử vong hai đại pháp tắc hệ thống chúng ta đè ép được thời gian hệ thống. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, chúng ta cam đoan thời gian không thể nào ảnh hưởng đến ngươi mảy may. Âm thanh tử vong to lớn. Hai tử, người cứ việc buông tay chiến một trận, chuyện khác giao cho chúng ta. Khương Phàm vỡ vụn sơn hà, bay thẳng lên trời. Lần nữa nghênh chiến thương thiên. Ánh mắt thương thiên thâm thúy, bên trong xiềng xích hoành không, răng khắp nơi, nhìn thấu chiến thuật của Khương Phàm. Ở trước mặt hắn, phạm trù bên trong thế giới này cơ hồ không có bí mật gì để nói. Mặc dù tân thiên này nhìn rất dũng mãnh, nhưng trung quy vẫn vừa mới tiếp quản pháp tắc, chỉ là ở vào giai đoạn, có thể sử dụng, kém xa vấn đề, biết dùng, huống chi đến hắn là thuộc loại, đăng phong tạo cực, phía trên, dung hội xuyên suốt. Không gian xung quanh Khương Phàm cuồn cuộn, thúc giục hắn cường thế tới gần thương thiên. Tiếng vang âm vang, quang ảnh ngập trời, sinh mệnh cùng pháp tắc phá giải, ở hai bên hoành kích, kéo ra ba động pháp tắc kinh khủng. Một cái diễn biến ra thế giới thật sự, vạn tượng tân sinh, sinh cơ vô biên. Một cái diễn biến ra u minh địa ngục, luân hồi lưu chuyển, vạn quỷ hoành hành. Sinh mệnh cùng tử vong theo không gian cuồn cuộn, khuấy động 10 vạn dặm thâm không minh mông. Khương Phàm cùng thương thiên bị nhốt ở bên trong. Sinh tử lưu chuyển, cuồn cuộn va chạm, thế giới cùng u minh xuất hiện quỷ giao hòa dị, cưỡng ép nắm lĩnh vực sinh tử đại đạo trong tay, không chỉ có quấy nhiễu sinh tử thương thiên, càng áp chế cộng minh giữa thương thiên cùng thời gian pháp tắc bên trong hệ thống thế giới. Sinh mệnh, tử vong, các ngươi nghĩ rằng áp chế thời gian thì có thể đè ép ta. Các ngươi quên, là thập nhị thiên môn các ngươi liên hợp tạo nên ta. Các ngươi quên. Ta là người quản lý đời đầu tiên của thế giới này, ta liên hệ được đến pháp tắc vững chắc nhất của các ngươi. Không gian xung quanh thương thiên bạo động, diễn biến ra ức vạn sợi xiềng xích không gian, như lôi đình trút xuống, bạo tẩu thâm không, lít nha lít nhít đánh về phía pháp tắc hệ thống thế giới xung quanh. Trong chốc lát bạo động, thương thiên đè ép sinh tử lĩnh vực, hướng về phía thiên khải chiến trường mãnh liệt đẩy không thôi. Theo kéo dài, khống chế của thương thiên dành cho phạm vi pháp tắc thế giới tiếp tục tăng vọt. Thậm chí ảnh hưởng đến khống chế của Khương Phàm về thế giới pháp tắc. Một người là đệ nhất thiên thế giới tiền nhiệm, còn là 12 pháp tắc toàn diện tạo nên. Một người là tân tấn thiên của thế giới, còn thiếu mất hai đại pháp tắc hệ thống.
Một người nghiên cứu thế giới pháp tắc trăm vạn năm, một người ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Thời khắc này toàn diện bạo động, như là ánh trăng trấn áp ruồi trùng, không chút huyền niệm áp chế cùng trà đạp. Sinh tử lĩnh vực kịch liệt cuồn cuộn, giống như ngôi sao loại nhỏ gào thét lên đánh tới thiên khải chiến trường, toàn thân Khương Phàm kịch liệt cuồn cuộn, không bị khống chế nhúc nhích vặn vẹo, mặt ngoài pháp tắc ấn ký nhanh chóng ảm đạm, liên hệ cùng hệ thống thế giới suy yếu đến cực hạn, như bất cứ lúc nào đều muốn cắt đứt. Khương Phàm không sợ hãi, tức giận bạo khởi, cưỡng ép kích phát pháp tắc liên hệ đồng thời thao túng Táng Thiên đỉnh nhấc lên vô tận sóng chiều tai nạn, nghịch tập thương thiên. Xung quanh thương thiên phun trào ra ánh sáng cứu rỗi, ngạnh kháng lấy tai nạn xâm nhập, vần quanh vận mệnh quang hoàn, bảo vệ địa vị vô thượng không thể thay thế của mình. Ầm ầm, ức vạn đạo hư không xiềng xích tiếp tục bạo kích, giao hòa cùng lít nha lít nhít hệ thống thế giới, triệt để liên hệ rốt cuộc một chỗ, giờ khắc này, hắn trưởng khống thế giới pháp tắc, xóa đi khống chế của Khương Phàm đối với pháp tắc. Nương theo thiên uy khủng bố tràn ngập đất trời, nương theo tuyệt vọng oanh minh chấn thiên động địa. Sinh tử lĩnh vực từ trên trời giáng xuống, va chạm thiên khải pháp tắc, thậm chí thẩm thấu thiên khải địa tầng, đuổi giết thế giới thật sự. Chương 3182 Phiêu Miểu Thiên Cung. Sinh mệnh cùng tử vong đều bị chấn động mạnh, khống chế như vậy viễn siêu bọn hắn mong muốn. Sinh mệnh, tử vong, các ngươi đang chờ cái gì, tước đoạt sinh mệnh hắn. Khương Phàm bỗng nhiên biến sắc, vùng đất chúng sinh hạ giới chịu không được chiến tranh tàn phá như vậy. Thương thiên, thời điểm chúng ta tạo nên ngươi, thiết chí qua cho ngươi lý niệm, ngươi không được tổn thương chúng sinh. Sinh mệnh cùng tử vong bạo hống, phân biệt liên hệ cùng phạm vi ức vạn chúng sinh thế giới cùng vô tận quỷ tộc U Minh địa ngục, càng sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng thế giới và U Minh. Giờ khắc này, bọn hắn cưỡng ép tước đoạt lấy ấn ký sinh mệnh cùng tử vong trên người thương thiên, tước đoạt sinh cơ của hắn, đưa vào tử khí. Thương thiên không sợ hãi, đè ép sinh tử lĩnh vực tiếp tục bước lên, vỡ nát thiên khải địa tầng, áp chế xuống phía hạ giới. Lần này chinh chiến còn muốn đặc sắc hơn hắn nghĩ, nếu sinh mệnh cùng tử vong đều ở đây, Táng Thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia đều có, ngay cả nhân quả thiên đồ đều xuất hiện, hắn hoàn toàn không cần phải giữ lại thế giới này. Ầm ầm, thiên khải kịch biến, tiếp tục rơi xuống, địa tầng sụp đổ, đá vụn như mưa. Sinh linh hải vực cùng lục địa xung quanh thương thiên đều nhao nhao ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời kịch liệt cuồn cuộn mây mù, nhìn chín tầng bầu trời tiếp tục sụp đổ. Đây là bắt đầu sao? Cách thiên khải chiến trường đều có thể ảnh hưởng đến bầu trời thế giới, không cách nào tưởng tượng chiến đấu nơi đó thảm liệt như thế nào. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ý thức được không ổn, đá vụn tràn ngập đất trời giống như màn mưa rơi xuống, có giống như cối xay, có như một căn phòng, có thậm chí lớn như núi cao, lít nha lít nhít tảng đá đánh vỡ chín tầng trời, giấy lên cuồn cuộn liệt diễm, giống như thiên thạch xẹt qua bầu trời, đụng chạm mặt đất cùng uông dương. Cường giả các nơi nhao nhao bay lên không, ngưng tụ võ pháp, tế lên vũ khí, chặn đánh mây thiên thạch dày đặc, đồng thời khẩn trương về tình huống trên thiên khải. Sinh tử lĩnh vực tiếp tục áp chế, sụp đổ xung quanh mấy chục vạn dặm sơn hà, đè ép thiên khải chiến trường tiếp tục chìm xuống. Cánh cửa hư không, đừng lại hồ đồ. Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, cuồng loạn kích phát ấn ký toàn thân, một lần nữa sinh ra trung dung cùng hệ thống thế giới pháp tắc. Nếu như ta bại, toàn bộ thế giới đều không có cơ hội, Phiêu Miểu Thiên Cung sớm muộn gì sẽ trở về trong tay Thương Thiên. Ngươi là hy vọng sau khi chiến bại chuyển giao Phiêu Miểu Thiên Cung, hay trực tiếp chắp tay giao ra? Cánh cửa hư không, cánh cửa hư không. Phiêu Miểu Thiên Cung, cho ta, cho ta, cho ta a. Khương Phàm bộc phát toàn diện, điên cuồng phóng thích, toàn thân giống như kịch liệt bốc cháy. Pháp tắc ấn ký tiếp tục rõ ràng, trùng kích hệ thống pháp tắc thế giới bỗng nhiên tăng vọt. Sinh mệnh bị kích thích, cũng thông qua thế giới hệ thống pháp tắc phát ra oanh minh. Cánh cửa hư không, cánh cửa nhân quả đều đã giao ra thiên đồ, hắn thấy rõ. Hắn, còn thấy rõ hơn ngươi. Giao ra, tử vong trực tiếp cùng U Minh giao hòa, hấp thu vô tận khí tức tử vong. Từ luân hồi thâm không đến hắc ám vô tận, lại đến địa ngục hư vô, năng lượng địa ngục yên lặng trăm vạn năm toàn diện phóng thích, đánh thẳng vào tử vong, áp chế lĩnh vực sinh tử, xâm nhập sinh mạng thể thương thiên. Ta muốn, Phiêu Miểu Thiên Cung. Khương Phàm khàn giọng gầm thét, tóc dài bay loạn, chiến huyết sôi trào. Ầm ầm. Hệ thống thế giới mãnh liệt ba động, mênh mông thiên địa, mênh mông càn khôn, từ khung trời lại đến hư vô, thậm chí là thâm không mênh mông đều xuất hiện chấn động kịch liệt, đầu tiên là như sóng đảo lao nhanh, lại như sóng lớn ngập trời,
toàn bộ thế giới từ xung quanh hỗn độn lại đến hắc ám, thậm chí liên lụy đến u minh địa ngục, đều xuất hiện ba động khủng bố. Cánh cửa hư không ầm vang mở ra tại bên trong đầu nguồn hệ thống pháp tắc, thế giới mênh mông đều nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc. Một tòa bảo điện thần bí từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến sáng chói, như vượt qua vạn cổ trời cao mà đến, giống như nhấc lên từ bên trong vô tận thâm uyên. Phiêu miểu thiên cung, nguồn gốc từ thời kỳ hồng hoang, siêu cấp thiên khí yên lặng mấy triệu thời gian, làm bạn thế giới diễn biến, càng chấn thủ không gian thiên địa, chống cự vũ trụ xâm nhập, tại thời khắc này rốt cuộc cũng thức tỉnh. Cánh cửa hư không quay về hệ thống pháp tắc, tiếp tục khống chế pháp tắc thế giới. Hắn không thể nào rời khỏi thế giới, nếu không không gian toàn thế giới sẽ loạn, thế giới càng có thể lưu vong sâu trong vũ trụ, nhưng phiêu miểu thiên cung yên lặng trăm vạn năm, năng lượng không gian ẩn chứa có thể xưng khủng bố. Thiên cung vừa mới xuất hiện liền không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở phía dưới thiên khải chiến trường đang rơi xuống. Thiên khải chiến trường lay động mãnh liệt, bên trong hơn 1 triệu phạm vi nhanh chóng tăng lên, một lần nữa quý vị, 9 tầng bầu trời toàn diện khép lại, khu vực không gian phạm vi thế giới ổn định. Sau đó, đúng lúc này, Khương Phàm cuồng loạn gào thét, tất cả ấn ký hư không đại hệ thống pháp tắc trên thân nở rộ ánh sáng vạn trượng. Không gian pháp tắc tại thời khắc này toàn diện quy về Khương Phàm, mà rời khỏi thương thiên. Bây giờ phiêu miểu thiên cung xuất dưới thân Khương Phàm, thiên khí trăm vạn năm rèn luyện bộc phát thiên uy kinh khủng, sóng chiều không gian trăm vạn năm lắng đọng càng cưỡng ép phóng thích tại thời khắc này. Áp chế, sinh mệnh cùng tử vong bộc phát toàn diện. Cuối cùng hấp thu phạm vi sinh mệnh cùng tử vong khí thế giới tức, triệt để giam cầm sinh tử lĩnh vực. Tập thể vạn ức sinh mệnh giữa thiên địa suy yếu, sinh cơ cống hiến sinh mệnh. Vô tận quỷ tộc u minh địa ngục toàn thể ngủ say, tế dâng cho tử vong. Ầm ầm, sinh tử lĩnh vực bỗng nhiên biến mất, rời khỏi thiên khải chiến trường, thẳng đến vũ trụ thâm không. Thương thiên mặc dù rất bất ngờ, nhưng vẫn không có bối rối chút nào, cưỡng ép chống cự lại sinh tử lĩnh vực áp chế. Theo phiêu miểu thiên cung, sinh mệnh cùng tử vong tiếp tục bộc phát, sinh tử lĩnh vực thẳng đến mấy ngàn vạn dặm vũ trụ, còn đang tiếp tục trùng kích. Giết ta, thế giới thuộc về ngươi. Không giết chết được ta, ngươi sẽ bị đúc thành pho tượng, ngồi quỳ chân trên thiên khải chiến trường, vĩnh viễn chuộc tội cho thế giới. Pháp tắc ấn ký toàn thân Khương Phàm nhanh chóng ảm đạm, duy chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hai cô ấn ký cùng sinh mệnh cùng tử vong hai đại thiên khí trung dung. Để bên trái thân thể Khương Phàm trở nên lộng lẫy, bên phải thân thể biến thành hắc ám, như bên trái là thế giới, bên phải là địa ngục, bên trái đại biểu vạn tướng sinh cơ, bên phải tràn ngập ức vạn quỷ tộc. Chương 3183 Đế chiến 1. Nơi sinh tử giao hòa vặn vẹo lên hai đầu tuyến, một cái cộng minh vạn kiếp đại pháp tắc với táng thiên đỉnh dưới chân, tràn ngập vô tận thiên kiếp cùng tai nạn, một là hư không đại pháp tắc cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung bên ngoài, tràn ngập hư không, hư vô, hư thiên uy lực. Thương thiên lạnh nhạt nhìn Khương Phàm diễn biến, không có bất kỳ lùi bước cùng hồi hộp, tiện tay nhấc ngang yên diệt chiến đao. Khương Phàm giết tới gần, hữu quyền bạo kích, như địa ngục hoành hành, nộ kích yên diệt chiến đao. Ầm ầm, kinh khủng bạo hưởng như lỗ đen va chạm địa ngục, vũ trụ nuốt hết hắc ám. Yên diệt chiến đao thoát thai từ thế giới này quá mạnh, uy lực như mấy chục thế giới khác biệt yên diệt hội tụ đến cùng một chỗ. Cứ việc địa ngục diễn biến trăm vạn năm, tử khí cuồn cuộn, quỷ tộc ức vạn, nhưng vẫn bị trùng kích thảm liệt. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, kịch liệt bay ra ngoài, nhưng trong chốc lát tháo chạy, vạn kiếp pháp tắc trong thân thể bộc phát, vô tận thiên kiếp đại uy lực và năng lượng tràn ngập hủy trời diệt đất, che mất thương thiên. Thương thiên bạo khởi chiến giáp màu vàng sáng chói cường quang, giống như viên tinh cầu màu vàng óng đột nhiên vần quanh ở xung quanh, đón đỡ lấy kiếp nạn triều dâng có thể hủy diệt đế quân. Quá mạnh. Một loại mạnh để cho người ta ngạt thở, để cho người ta tuyệt vọng. Khương Phàm chinh chiến đến nay, xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Âm thanh sinh mệnh vang vọng trong đầu Khương Phàm. Không nên nản chí, hắn xuất chinh vũ trụ trăm vạn năm, cũng không phải ngươi tùy tiện tức có thể ứng chiến, nhưng... ngươi muốn từ bỏ sao? Ngươi muốn thần phục sao? Nếu như không cần liền huyết chiến cho ta. Không tiếc cái giá ổn định lĩnh vực này cho ta. Khương Phàm sôi trào chiến huyết. Sinh mệnh pháp tắc khuấy động toàn thân, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Hắn không có bạo khởi trùng kích, mà phát ra hò hét cuồng liệt, ánh sáng dấu ấn sinh mệnh chiếu xa vạn trượng, phát sinh mãnh liệt cộng minh cùng ước vạn sinh linh thế giới thật sự. Ầm ầm, Khương Phàm há to miệng, bên trong tuôn ra chiều dâng sáng chói, như ngân hà lao nhanh, giống như ước vạn kiếm chiều dẫn dắt.
Đây là vạn tộc sinh linh toàn bộ thế giới gầm thét, đây là tức giận của thiên địa mênh mông, của sinh mệnh chúng sinh vạn vật. Như sát kiếm, giống như nguyền rủa, muốn phán quyết sinh cơ thương thiên. Hắn không hiểu rõ thương thiên, không biết nhược điểm thương thiên, nhưng hắn tin tưởng mọi thứ vạn vật đều có nhược điểm, chỉ cần trước khi hắn chiến tử có thể thăm dò ra liền có cơ hội phản sát. Thương thiên bị vô tận quang hải bao phủ, như thừa nhận vạn ức sinh linh thế giới hò hét, gặp phải sinh mạng thể thế giới phản phệ. Đây thật sự mang đến cho hắn chút ảnh hưởng, nhưng thật đáng tiếc, ảnh hưởng không lớn. Sinh cơ hắn vô hạn bàng bạc, thậm chí. Thương thiên đột nhiên phát ra gầm thét thật lớn, một cỗ ánh sáng càng hừng hực càng kinh khủng, như gánh chịu lấy mấy lần sinh linh thế giới này hò hét, phản hồi cho Khương Phàm. Khương Phàm quả quyết nhấc ngang cánh tay trái, ánh sáng vô tận cùng hệ thống thế giới giao hòa, diễn biến ra tấm chắn sinh mệnh, cưỡng ép đón đỡ. Nhưng hào quang rực rỡ, giống như vô hạn kiếm hà, nhanh chóng phá hủy tấm chắn sinh mệnh, Khương Phàm vô tình bay ra ngoài. Ta từng rất chờ mong đối với ngươi, nhưng ngươi biểu hiện trước mắt rất bình thường. Thương thiên lạnh lùng nhìn Khương Phàm, chậm rãi lắc đầu. Ha ha, vậy ngươi giết ta à? Trong lĩnh vực sinh tử, ta, bất tử bất diệt. Khương Phàm cũng không phải dễ dàng có thể phá tan, mãnh liệt lắc lư chiến khu, bành trướng sinh cơ chú ý toàn thân, trở lại đỉnh phong. Ánh mắt hắn lấp lóe. Sinh tử lĩnh vực giam cầm, không chỉ có cắt đứt điều động của thương thiên đối với thời gian pháp tắc, cũng cắt đứt cảm giác của hắn đối với tất cả pháp tắc, trừ sinh mệnh, tử vong cùng vạn kiếp. Ngắn ngủi va chạm, hắn hoảng hốt có loại cảm giác kỳ diệu, thương thiên này tựa như dung hợp qua rất nhiều lực lượng thế giới. Bộ thân thể kia, tựa như là vũ khí, chứ hàng năng lượng kinh khủng. Ta vượt qua năm đại tinh vực mà đến, muốn là chiến đấu đặc sắc. Nếu như ngươi làm được, ta tha cho thần ma hạ giới của ngươi. Nếu như ngươi làm không được, bọn hắn đều chôn cùng ngươi. Tay phải thương thiên nhấc ngang yên diệt chiến đao, tay trái triệu ra hỗn loạn trọng trùy. Đều là thiên môn biến thành, lại đều mạnh hơn lực lượng thiên môn ban sơ. Các ngươi duy trì tốt sinh tử lĩnh vực, tuyệt đối không nên để hắn cảm giác thời gian. Khương Phàm tế lên táng thiên đỉnh, dẫn dắt sinh tử triều dâng, đuổi giết thương thiên. Thiên khải chiến trường. Sau khi Khương Phàm, thương thiên bước ra chiến trường. Xâm nhập vũ trụ, không khí nơi này bỗng nhiên khẩn trương lên. Thiên hậu, Hắc Ma đế quân, Khương Thương, Kiều Vô Hối, Long đế mấy người đều một mực tập trung vào đối thủ riêng phần mình, nhưng cự thú thần bí đột nhiên thoát khốn để bọn hắn trở nên cực kỳ bất an. Kia rõ ràng là loại dị thú hoành hành vũ trụ hư không, không biết lai lịch cụ thể, nhưng có thể làm tỏa kỵ thương thiên, chỉ sợ cũng là đế cấp. Ta mẫu thân nó là đi tìm cái chết sao? Thái hư cổ long chú ý tới con cự thú kia đã tiếp cận mình. Rốt cuộc hắn cũng thành thần, không còn phách lối, nhưng cho đến giờ phút này, nhìn cường giả đi theo sát thiên tới, từ linh hắn hồn cuồn cuộn ra hối hận mãnh liệt, thậm chí nghĩ đến rút lui. Chúng ta đều đi tìm cái chết, nhìn là chết như thế nào, ngươi chạy trước bị ăn sạch, hay liều chết chiến tử. Đông Hoàng càn trong thân thể long đế phát ra âm thanh. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Người mẫu thần nó ẩn tàng trong bụng bản đế, đương nhiên không sợ. Thái hư cổ long gầm nhẹ, nhưng lời tuy như vậy, vẫn kịch liệt nhúc nhích thân thể, trong nháy mắt bạo tạc, xuất hiện ở dưới thân thiên hậu. Ngươi làm gì? Thiên hậu khẽ nhíu mày. Bảo hộ ngươi, cùng một chỗ đánh. Thái hư cổ long cũng không muốn đơn độc bị đi săn, càng không muốn cứu chàng bốn chỗ, bồi tiếp thiên hậu, tức có thể phát huy thực lực thiên hậu, cũng có thể được thiên hậu bảo hộ. Đưa mắt nhìn khắp toàn trường. Ai khó chết nhất? Đương nhiên là thiên hậu. Không chỉ cầm trong tay thiên khí, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu người ta phong phú đến bạo. Nhưng, ta đây, vạn độc huyết long bạo hống, đã nói xong phối hợp đâu? Người nha, ta ném đi à? Ngô Chính Uyên đều giật giật khóe mắt, ta đây, còn có ta đây, ba người chúng ta là tổ hợp. Không có đầu thái hư cổ long ngươi, chúng ta chẳng phải là bia sống. Thật chẳng lẽ muốn rời khỏi sao? Chương 3184 đế chiến 2. Ha ha, thâm không truyền đến tiếng cười trêu tức, cự linh giống như thiên nhạc có chút hăng hái nhìn tình cảnh trên thiên khải. Cho các ngươi đầy đủ thời gian, hảo hảo phân phối. Chờ các ngươi phân phối xong, chúng ta lại giết. Một câu truyền đến, thiên khải chiến trường bỗng nhiên an tĩnh. Sắc mặt của thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long đều âm trầm xuống, trong ánh mắt khuấy động sát ý. Thật xem chúng ta là đồ ăn. Tên xấu kia, là ngươi đó, mọc ra ba cái đầu quá xấu xí. Bản ma đế không chịu nổi, ngươi nhà thực sự quá xấu.
Hắc Ma Đế Quân trước hết nhất bạo khởi, đuổi giết đầu quái vật kéo lấy 3 viên tinh cầu. Ma nghịch thương thiên cường thế bộc phát. Không, bây giờ hẳn là ma nghịch thái hoàng thiên. Ầm ầm. Da thịt toàn thân Hắc Ma Đế Quân căng cứng như áo giáp hộ thể, không thể phá vỡ, linh hồn hắn thiêu đốt, huyết mạch sôi trào, thực lực ù ù tăng vọt, gấp 3, gấp 5 lần, hình thể theo thực lực tăng vọt, toàn thân càng sôi trào lên ma khí cuồn cuộn, tràn ngập chân thực thiên uy. Thôn Thiên Ma Hoàng, Màn Hoàng Đế Tổ, Thái Sơ Đế Quân thì theo sát phía sau, khóa chặt 3 viên tinh cầu quỷ dị. Giống. Quái vật bước về phía trước, toàn thân nổi cao gân xanh, 3 cái đầu phát ra gào thét thật lớn, âm thanh động vũ trụ, rung động hắc ám. 6 đầu cánh tay sôi trào năng lượng vô tận, vậy mà kéo căng xiềng xích, dữ dội vung lên 3 ngôi sao, như là cự linh vung mạnh chùy, thanh thế khoa trương, lực lượng kinh khủng, hồi hộp thiên khải chiến trường. Càng kinh khủng chính là tốc độ bọn hắn. Không biết lực lượng quái vật quá mạnh, hay tinh thần có năng lượng gì đặc thù giúp đỡ, vậy mà giống như 3 viên lưu tinh nghiền ép thâm không, lôi ra mấy cái đuôi, chục vạn dặm. Hắc Ma Đế Quân vừa mới xông vào vũ trụ thâm không, 3 ngôi sao gào thét mà tới. Một viên vào đầu, xanh thẳm như nước, lại khuấy động băng phong thâm không, luồng không khí lạnh khủng bố đông lạnh tuyệt vạn vật, đối diện đập vào trên thân Hắc Ma Đế Quân. Một viên tinh cầu. Đường kính đạt tới 30-50 dặm bên trong tinh cầu. Trong ngoài ngoài, tất cả đều là tầng băng luồng không khí lạnh. Oa a a. Hắc Ma Đế Quân tránh cũng không thể tránh, cũng không nghĩ tới né tránh, hắn sôi trào chiến huyết, ma uy cuồn cuộn, mang đế uy gấp 5 lần, vô tận thiên thế, đánh về phía tinh cầu màu xanh lam đối diện. Từ xa nhìn lại, tựa như cái đinh cắm vào đại dương mênh mông băng phong. Tiếng vang ầm ầm, toàn bộ Hắc Ma Đế Quân khảm nạm đến bên trong. Hắn không sợ hãi, điên cuồng bước lên, cuồng loạn xuất kích, phá toái hàn băng, muốn đánh xuyên qua cả viên tinh cầu. Nhưng, càng đi đến, rét lạnh càng khủng bố hơn, tầng băng càng cứng cỏi, cơ hồ tăng vọt gấp bội, dễ sau khi như trở bàn tay đẩy vào hơn 10 vạn dặm, vậy mà không thể không ngừng. Không chỉ có địa tầng không thể phá vỡ, nhiệt độ xung quanh vậy mà bắt đầu đông kết huyết mạch, áp chế ma khí, để hắn như bị phong ấn ở nơi này. Hắc Ma Đế Quân rất chấn kinh. Gấp 5 lần bộc phát, lại bị khốn trụ. Cái này, mẫu thân nó là vũ khí, hay là lao tù? Cùng lúc đó, 2 viên tinh cầu khác giao thoa hoành hành, phân biệt đánh tới Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Thái Sơ Đế Quân. Một viên tinh cầu là lôi đình biến thành, trong ngoài ngoài tất cả đều là lôi đình bạo động, uy lực lôi đình từ bên ngoài đến bên trong tiếp tục bạo tăng, sâu trong nhất cơ hồ là đại dương lôi chiều mênh mông, những nơi lôi tinh đi qua, như là có thể phá hủy hết thảy. Thôn Thiên Ma Hoàng không sợ hãi, dẫn dắt thôn vệ pháp tắc, ngang nhiên đánh tới tinh cầu. Huống chi, lôi đình tinh cầu đường kính hơn 10 dặm, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chính diện nghênh tiến. Ầm ầm, vô tận lôi đình sâu thể. Uy lực và năng lượng kinh khủng viễn siêu lôi kiếp trước đó. Lúc đó vẫn chỉ là cửu trọng lôi kiếp, 10 vạn dặm sơn hà, nhưng cái này mẫu thân nó là toàn bộ thế giới, là lôi đình lao ngục. Ước vạn lôi đình, lớn như thiên long. Lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến, giống như muốn tươi sống xé nát hắn. Một viên tinh cầu là vực sâu vô tận, tựa như là cái lỗ đen. Thôn vệ vạn vật, bao gồm cả ánh sáng cùng năng lượng, chỉ cần đi đến liền vĩnh viễn vây khốn, chỉ còn tan rã. Thái Sơ Đế Quân cũng không thể tránh né, gào thét mà đến tinh cầu hắc ám kéo dài đường kính đạt tới mấy chục vạn dặm, lấy tốc độ kinh người đến gần, cách rất xa đã có thể rõ ràng cảm thấy quỷ bí xé rách. Nếu như đổi thành trước đó, hắn chỉ sợ cũng chạy, nhưng bây giờ linh hồn bị khống chế, đầy ngập tử trí, dứt khoát va vào lỗ đen. 3 viên tinh cầu tựa như 3 viên lồng giam, khốn trụ 3 siêu cấp cường giả. Quái vật hất ra xiềng xích, đạp không bạo khởi, nhìn quái vật khí tức mạnh nhất của đối phương. Màn Hoàng Đế Tổ nháy mắt biến mất, quy về hư vô. Vũ trụ tối tăm tựa như là chiến trường của hắn, hoàn toàn ẩn nấp, lại hoành hành không trở ngại. Nhưng, đang hắn biến mất trong chốc lát. Quái vật bạo kích trọng quyền, trong chớp mắt, vũ trụ gào thét, vạn vật đông kết, thời gian cùng không gian đều như ngưng kết. Màn Hoàng Đế Tổ đang vượt qua trong bóng tối, vậy mà cưỡng bức định ở nơi đó. Quái vật phá toái vũ trụ đông kết, giết tới trước mặt Màn Hoàng Đế Tổ. Lần nữa tuôn ra trọng quyền, vô tận lôi đình chút xuống sôi trào, giống như cửu trọng lôi kiếp tề lâm, ước vạn lôi hải tàn phá bừa bãi, đối diện che mất Màn Hoàng Đế Tổ. Màn Hoàng Đế Tổ vỗ cánh gầm thét. Thân thể trực tiếp quy hư, mặc cho kinh khủng lôi đình xuyên qua toàn thân,
tàn phá bừa bãi mà qua. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khi toàn bộ lôi đình đi qua, quái vật giết tới gần trong chốc lát, Man Hoang Đế Tổ bỗng nhiên ngưng thực, gầm lên giận dữ, vỡ vụn thâm không, vung lên trọng quyền, ngạnh kháng quái vật. Ầm ầm. Tiếng oanh minh kịch liệt như đế binh giao kích, đinh tai nhức óc, kinh khủng sóng âm tàn phá bừa bãi vũ trụ. Man Hoang Đế Tổ run rẩy toàn thân, bị đánh bay ra ngoài. Quái vật gào thét, miệng đầy răng nanh, sáu đầu cánh tay quái dị cuồng vũ, xung quanh ba viên tinh cầu ù ù hoành hành, thành tam giác trận, khốn trụ vòng chiến của hắn. Hống hống hống. Man Hoang Đế Tổ cưỡng ép ổn định, sinh cơ sôi trào, ma khí cuồn cuộn, ngang nhiên đuổi giết quái vật. Quái vật hoàn thành vây quanh bãi săn, cũng triển khai bạo kích về phía Man Hoang Đế Tổ. Gia hỏa này nhìn thực lực rất không tệ, trước lấy hắn làm nóng người. Chương 3185 Tinh Không Đế Chiến 1. Nên tới lượt chúng ta rồi. Các tiểu tử Đông Hoàng, phối hợp tốt. Long Đế và Ngao Hồn Đong đưa thân rồng, dứt khoát khởi xướng trùng kích. Cự Linh lù lù bất động, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Trên thân cự long ba đầu lại sôi trào long khí vô biên, tản ra long uy kinh khủng, khóa chặt Tử Kim cự long hai đầu. Cự Long, tổ tông các ngươi ở đây, còn không quy phụ. Long tộc cao ngạo, vậy mà lại biến thành chiến sủng, các ngươi cũng xứng làm tổ tông. Long Đế gào thét, quản ngươi là tổ tông gì, tại thế giới của chúng ta chính là chủ nhân long tộc. Không biết tốt xấu. Cự Long ba đầu vòng quanh Cự Linh nhấc lên hai vòng, toàn bộ bạo phát, nghênh kích Tử Kim cự long hai đầu. Giống. Long Đế cùng Ngao Hồn mãnh liệt bãi động thân rồng. Tiếng long ngâm to rõ, long khí sôi trào, vũ trụ hắc ám đều bị nhấc lên gợn sóng. Vảy rồng toàn thân bọn chúng hiển hiện lít nha lít nhít long ảnh, long uy tăng vọt, khiến chúng sinh sợ hãi, long khí sáng chói, chiếu thấu hắc ám, thực lực đều phát sinh tăng vọt tại thời khắc này. Hống hống hống. Cự long ba đầu cường hãn, xác thực mà nói là càng mạnh hơn so với bọn chúng. Bởi vì bọn chúng chinh chiến vũ trụ, hung danh hiển hách, bọn chúng thôn phệ vạn thú, huyết mạch phản tổ. Bọn chúng phát ra long ngâm như mấy triệu hùng binh lao nhanh, khí tức sát phạt có thể so với bạch hổ. Nhưng, khi hai bên đang đối diện va chạm, trong chốc lát, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại trong cơ thể ăn Long Đế cùng Ngao Hồn ăn ý phát huy, thôi động hư thiên cùng hư vô đồ đằng, khuấy động ra mênh mông sóng chiều không gian. Long Đế biến mất trong nháy mắt, như là rời khỏi thế gian, Ngao Du ở bên ngoài chân thực, Ngao Hồn thì hoàn toàn biến mất, hành tẩu trong hắc ám, bao phủ ở sâu trong hư vô. Cơ hồ trong chớp mắt, bọn chúng như vượt qua mấy vạn dặm thâm không, xuất hiện ở trước mặt Cự Linh. Quá đột nhiên. Đừng nói tổ long ba đầu, xem như Cự Linh cũng đều không có nghĩ đến Tử Kim cự long hai đầu này lại có thể vượt qua không gian, mà còn là mấy vạn dặm. Cho dù là thân kinh bách chiến, cũng không thể nào dự phán đến tình hình như thế. Long Đế dẫn đầu xuất hiện, thân rồng nhấc lên, trực tiếp xuất hiện ở trước ngực Cự Linh. Một tiếng long ngâm, long trời lở đất, từ trong thân thể tuôn ra một thanh tuyệt thế long kiếm. Đây là chí bảo trấn tộc trong đế thành long tộc. Là long tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, từ hồng hoang đến nay đều không có gãy mất huyết mạch hay yếu đi địa vị căn bản, Long Đế kiếm. Phốc phốc, Long Đế kiên duệ bá liệt, long khí cuồn cuộn bao quanh, trong chốc lát kiếm kích vào lồng ngực Cự Linh, đâm thẳng đến trái tim. Mặc dù Cự Linh khổng lồ, kình thiên đạp đất, nhưng Long Đế kiếm lại dài đến vạn mét, đủ để đến trái tim. Cùng lúc đó, Ngao Hồn hoành hành trong hư vô lại xuất hiện ở sau đầu Cự Linh. Thân rồng mười mấy vạn mét giống như là đầu roi sắt bỗng nhiên vung lên, đùng đùng cuốn lấy cái cổ Cự Linh, bạo tẩu kéo về phía sau. Nháy mắt xuất hiện kịch biến, oanh động cả chiến trường vũ trụ. Cái vòng chiến này bị thiên hậu định nghĩa là dây dưa kéo dài, lại dẫn đầu xuất hiện dị biến. Giống. Ngao Hồn cuồng lực vô biên, điên cuồng kéo xuống dưới, Cự Linh ngửa mặt lảo đảo, cùng lúc đó, phải rồng toàn thân bạo động, giống như mấy triệu thiên đao che mất đầu Cự Linh. Long Đế càng quay quanh Long Đế kiếm, mãnh liệt xoay chuyển, cưỡng bức nhai nát trái tim Cự Linh. Cự Linh giận tím mặt, toàn thân căng cứng, bỗng nhiên ổn định chiến khu, một tay chộp tới Long Đế, một tay rút về cái cổ. Nhưng, Đông Hoàng Càn à Đông Hoàng Toại trong cơ thể Long Đế và Ngao Hồn đồng thời phát huy, đã di chuyển bọn hắn rời khỏi trước tiên. Giống, tổ Long ba đầu ở bên ngoài mấy vạn dặm gầm thét, sôi trào long khí vô biên, như biển động cuồn cuộn, khuấy động vũ trụ. Bọn chúng mãnh liệt nhấc lên, đuổi giết cự long hai đầu. Phối hợp xinh đẹp. Long Đế cùng Ngao Hồn gào thét ở trong thân thể,
không nghĩ tới bọn hắn lại phối hợp ăn ý như thế. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại lại không có tinh lực đáp lại, hết sức chăm chú cảnh giác bên ngoài, dự phán nguy hiểm, tìm kiếm lấy cơ hội đánh bất ngờ. Thời điểm ở chỗ này tập kích thành công, chiến trường Bạch Hổ đồng thời cũng bạo phát ác chiến thảm liệt. Kiều Vô Hối cùng Khương Thương, Song Tử, Liên Hợp, dẫn đội nhào về phía 6 tôn Bạch Hổ ở bên trong có Bạch Hổ đế quân. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó lại xuất hiện ở sâu trong bầy Bạch Hổ đế. Một người hóa thân thành Chu Tước, một người hóa thân tinh linh, một người là Đông Hoàng Như Ảnh dẫn dắt đạo ngấn, một người là bộc phát thiên khung pháp tắc. Bạo! Bọn hắn sôi trào huyết mạch, năng lượng cuồn cuộn, xuất hiện trong chốc lát chính là ngẩng đầu lên trời gào thét, ngang nhiên phóng thích. Ta đã nói rồi, đây là chiêu thức của bọn hắn, bắt đầu chính là tự bạo. Bạch Hổ đế quân sớm có đoán trước, lớn tiếng gào thét, quả quyết nhấc lên, chạy trốn về nơi xa. Năm tôn Bạch Hổ phóng tới luôn thời khắc đề phòng, khi Kiều Vô Hối cùng Khương Diễm xuất hiện trong chốc lát, cưỡng ép nhấc lên, hướng phía nơi xa đã nhanh chóng rút lui, lấy mức độ lớn nhất kéo dài khoảng cách. Nhưng, chó ngoan, đã biết ngươi sẽ như thế. Kiều Vô Hối gầm nhẹ, lúc trước khi nhìn thấy Bạch Hổ đế quân hắn đã dự đoán được nó đã quy thuận người giết trời, cũng sẽ để lộ tình huống nơi này. Cho nên, tại lúc vừa mới giằng co, hắn xảo diệu chế định chiến thuật tập kích. Hắn cùng Khương Diễm xông vào vòng chiến, hô to tự bạo, bức lui bọn hắn. Toàn bộ lùi cho ta. Kiều Vô Hối phía sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, Lý Dần cường thế xuất hiện, còn có trước một khắc rừng ở xa xa Đông Hoàng Như Ảnh. Lý Dần, Đông Hoàng Như Ảnh phóng thích toàn diện năng lượng pháp tắc. Hỗn loạn pháp tắc bạo động, hư không pháp tắc sôi trào. Hai loại pháp tắc hỗn loạn cùng hư không va chạm kịch liệt, trong chốc lát trải rộng ra 10 vạn dặm chiều cường hoắc loạn. Giống như vô số cơn gió lốc tàn phá bừa bãi, lại như hàng tỷ thú triều cuồng sông, cuồng liệt mà bá đạo. Chương 3186 Tinh Không Đế Chiến 2. 6 tôn Bạch Hổ không có trở đến tự bạo như dự đoán, mà lại tiếp nhận hỗn loạn cùng hư không. Bọn hắn đang chạy trốn đã lập tức mất khống chế ngay tại chỗ, theo hỗn loạn cùng hư không, nhấc lên 4 phương 8 hướng. Không phải các ngươi muốn lui sao? Vậy thì lui cho xa xa. Lý Dần liên tục phóng tới, điên cuồng bộc phát. Đông Hoàng Như Ảnh kịch liệt phối hợp, hư không pháp tắc bạo động thâm không. Hai loại pháp tắc phối hợp, bộc phát ra uy lực tuyệt đối không chỉ đơn giản là 1+1. Bọn Bạch Hổ bất ngờ không đề phòng, toàn diện mất khống chế. 3 vạn giảm, 5 vạn giảm, thậm chí càng xa hơn. Phải biết, Bạch Hổ đế cảnh hung hãn khủng bố, tàn bạo khát máu, huống chi chiến đội Bạch Hổ chinh chiến vũ trụ. Cho nên lực sát thương khi tập thể trùng kích tuyệt đối là nguy hiểm, thậm chí có khả năng tách toàn bộ Kiều Vô Hối cùng bọn người Khương Diễm ra, cũng ngay đầu tiên đánh giết một vị đế quân nào đó. Nhưng bây giờ, một trận tập kích xảo diệu, triệt để đánh tan chiến đội Bạch Hổ, nguy hiểm tính công kích tập thể của bọn nó đã hạ xuống thấp nhất. Giết! Khương Thương thấy kế hoạch có hiệu quả, phấn chấn hô to. Trước đó làm bộ niết bàn, nhưng thật ra đang sôi trào chiến huyết, kích phát toàn bộ tiềm lực. Giờ phút này bay lên, trong chốc lát phóng thích toàn diện, cuồng dã đánh ra liệp thần thương, bạo kích Bạch Hổ đế quân. Ngay sau đó tự nhiên pháp tắc cuồn cuộn, trải rộng ra bức tranh đất trời mênh mông, diễn biến tự nhiên sát tiến, chỉ đến Bạch Hổ đế quân phía xa. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức dẫn dắt hư không pháp tắc, thôi động Lý Dần cùng Kiều Vô Hối, xuất hiện ở sâu trong sóng chiều hỗn loạn, xuất hiện ở phía trước Bạch Hổ đế quân. Định! Đông Hoàng Như Ảnh cuồn cuộn không gian. Lực khống chế pháp tắc đăng phong tạo cực, cường thế giam cầm mảnh khu vực hoắc loạn này, cưỡng bức ngăn chặn Bạch Hổ đế quân còn đang muốn điên cuồng bộc phát lại. Giống, Bạch Hổ đế quân đang nhấc lên trong hỗn loạn, tung bay ở trong hư không. Hỗn loạn pháp tắc không chỉ để thân thể của hắn mất khống chế, ý thức đều trở nên rối loạn, trong thời gian ngắn vậy mà khó có tư duy bình thường, đến mức chỉ lo kịch liệt bay đi. Lúc hắn đang hồi hộp đến sát ý, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề. Chuẩn bị trực tiếp mở ra huyết mạch bạo tẩu, liệp thần thương đánh xuyên không gian, không nhìn hỗn loạn cùng hư không phong bạo, như tuyệt thế sát đế đánh xuyên tai nạn, đối diện nổ nát đầu của nó. Ngay sau đó, Đông Hoàng Như Ảnh giết tới, hư không giam cầm cuồn cuộn, cưỡng ép chân áp hắn. Bạch Hổ đế quân như bị thập vạn đại sơn chân áp, bị hàng tỷ sợi xiềng xích giam cầm, trong lúc nhất thời lại không cách nào động đậy. Hỗn loạn! Lý Dần vung tay cuồng kích. Sóng chiều hỗn loạn như vạn long xuất huyên, lít nha lít nhít, cuồng bạo rối loạn,
vô tình đánh vào chỗ cổ vỡ vụn của Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân vừa muốn bộc phát, kết quả huyết mạch lại rối loạn, hài cốt sai chỗ, cơ thể kịch liệt vặn vẹo, giống như là muốn bị tươi sống tách rời, ngay cả linh hồn cùng linh lực, thậm chí là sát lục pháp tắc, đều hứng chịu tới đảo loạn. Ngay một khắc này, tự nhiên sát tiến kéo lấy cường quang sáng chói, vạn tướng thiên địa bao quanh, càng sôi trào thiên khung phong bạo, ầm ầm giết tới, đối diện xuyên qua Bạch Hổ Đế Quân. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, chiến khu không đầu đang toàn diện rối loạn của Bạch Hổ Đế Quân thảm liệt nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, toái cốt đầy trời. Lại sau đó, kiều vô hối sôi trào liệt diễm ngập trời, diễn biến liệt diễm chu tước vô tận, diễn biến ra chu tước luyện lô tại thâm không bạo loạn, cùng linh hồn gầm thét thê lương khi huyết nhục đang phân tán, toàn bộ bao quát đi đến. Kịch biến, tuyệt sát, bốn vị đế quân liên hợp bạo kích, bốn tôn cường giả tổ hợp hoàn mỹ, để Bạch Hổ Đế Quân rốt cuộc cũng trở lại thiên khải chiến trường, khi ác chiến mở ra trước tiên, thảm tao vây giết. Giống, linh hồn Bạch Hổ Đế Quân gầm thét thê lương, điên cuồng tụ tập chiến khu rách dưới lại. Rốt cuộc hắn cũng đã trở về, há có thể vừa mới bắt đã chiến tử. Nhưng, lúc trước hắn bị hư không đế quân đế ngấn trọng thương linh hồn, lại lang thang thâm không mấy năm, bất luận là linh hồn hay là linh lực đều cực kỳ suy yếu, làm sao có thể gánh vác được trùng kích hủy diệt như thế này. Nó không cam lòng, nó tức giận, nó tuyệt vọng, nó điên cuồng. Nhưng chuyện vô bổ. Kiều vô hối kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, dẫn động hủy diệt pháp tắc, vô tình tàn phá huyết nhục cùng linh hồn Bạch Hổ Đế Quân ở bên trong luyện lô kinh khủng. Hống hống hống. Năm tôn Bạch Hổ liên tiếp bộc phát, cưỡng ép dừng lại ở bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng đưa mắt nhìn ở xa phía dưới, hai con ngươi tràn ngập ánh sáng hủy diệt vô tận nhìn thấu hắc ám, nhìn thấu chiến trường, lại thấy được tràng cảnh thảm liệt mà bi tình như vậy ở nơi xa. Mặc dù bọn hắn cùng vị Bạch Hổ Đế Quân này không có tình cảm gì để nói, nhưng vừa mới khởi xướng tập kích lại bị vô tình oanh sát một cái, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn chinh chiến vô số tinh vực, cực ít gặp phải tình huống như vậy. Lão nhân khô gầy bên trên tế đàn hắc thạch cũng hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, cường quang sáng chói, rọi khắp thâm không. Liệt liệt vạn hoa, chói lọi vũ trụ. Tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân toàn lực thúc dục tự nhiên sát tiễn đã thành hình, bọn hắn điên cuồng, toàn lực ứng phó. Hai vị đế quân, liên thủ dẫn dắt tự nhiên pháp tắc từ hệ thống thế giới, dẫn dắt tự nhiên vạn tượng từ thế giới rộng lớn. Một mũi tuyệt thế sát tiễn ầm vang thành hình, như là ngưng tụ toàn bộ khí tức tự nhiên của thế giới, thậm chí đưa tới ngũ hành đại pháp tắc dung chuyển, bởi vì bên trong mũi sát tiễn này phun trào ra khí tức ngũ hành, để cảnh tượng sơn hà càng thêm rõ ràng, bởi vì bên trong mũi sát tiễn này bạo động lấy uy lực hỗn độn, để tự nhiên sát tiễn nhiều hơn mấy phần phiêu miểu. Giết! Tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân giận dữ hét lên, sử xuất tất cả vốn liếng thúc dục tự nhiên sát tiễn, như ngân hà lao nhanh, như tinh cầu nghiền ép, rung động vũ trụ, xua tan hắc ám, hai vị đế quân mang theo chiến ý cao vút, mang theo đại pháp tắc cùng thế giới gào thét, sát bôn tôn Bạch Hổ cách bọn họ không đủ vạn dặm kia. Chương 3187 tinh không đế chiến 3. Bạch Hổ giật mình, ngang nhiên dẫn động huyết mạch bạo tẩu. Thú huyết thiêu đốt, chiến ý sôi trào, thực lực tiếp tục tăng vọt, khí tức sát phạt sôi trào trong thâm không. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, cặp mắt của hắn không có sung huyết, cũng liền mang ý nghĩa không có triệt để đánh mất lý trí. Đây chính là lý trí khi liên tục chinh chiến, liên tục kích phát, cưỡng ép lịch luyện đi ra. Giống. Bạch Hổ gào thét, xông ra 36 viên sát lục niệm châu, đánh xuyên hắc ám, hoành hành vũ trụ, sôi trào sát lục cuồng chiều vô biên, đánh về phía tự nhiên sát tiễn. Lấy thực lực bạo tăng, lấy tràng hạt lắng động giết chóc, đủ để quấy nhiễu tự nhiên sát tiễn. Cùng lúc đó, xương cốt toàn thân hắn vặn vẹo, huyết tế xương sống, hóa thành Bạch Hổ chiến mâu, trong chốc lát huyết quang chiếu trời, thú giống liệt liệt, vờn quanh như cơn lốc sát lục cuồng chiều, theo sát trùng kích tự nhiên sát tiễn. Tại lúc tự nhiên sát tiễn nghênh kích chàng hạt cùng cây giáo, trước một khắc, Đông Hoàng như ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dáng người nhẹ nhàng, nhanh như cầu vồng, nàng biết rõ chàng hạt cùng cây giáo khủng bố, cho nên không có cưỡng ép quấy nhiễu, mà là rơi xuống phía trên tự nhiên sát tiễn. Mái tóc dài của nàng bay loạn, vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng gào rít, không gian pháp tắc sôi trào. Giờ khắc này bộc phát toàn diện, như là dùng sức một mình nhấc thế giới tự nhiên lên, càng giống như là hóa thành người chỉ dẫn hỗn độn. Nương theo tiếng vang ầm ầm, tự nhiên sát tiễn nghênh kích chàng hạt trong chốc lát cưỡng ép thay đổi tuyến đường, ném ra đường cong.
Bạch Hổ cau mày, quả quyết thao túng cây giáo chặn đánh, nhưng, không gian cuồn cuộn, bầu trời cuồn cuộn, Khương Thương thôi động liệp thần thương cưỡng ép chặn đánh, tinh chuẩn đón đỡ ở Bạch Hổ chiến mâu, đồng thời hai cánh chấn kích, bầu trời sôi trào, dứt khoát vọt vào sâu trong tự nhiên sát tiễn, cùng Đông Hoàng Như Ảnh liên hợp thao túng siêu cấp sát tiễn tràn ngập ngũ hành cùng hỗn độn này. Ầm ầm, sát tiễn tăng vọt uy thế, lại biến mất trong nháy mắt. Uy thế như thế, tia sáng như vậy, vậy mà lại hoàn toàn biến mất. Bạch Hổ bỗng nhiên cảnh giác, toàn thân đại tác khí tức sát phạt, ngừng tụ ra Bạch Hổ chiến y, cưỡng ép bảo vệ. Ngay một khắc này, tự nhiên sát tiễn xuất hiện từ phía dưới, ầm ầm tiếng vang, đánh vào khoang bụng. Răng rắc, Bạch Hổ chiến y khó khăn lắm mới bảo vệ được một lát, liền bị vô tình đánh nát, tự nhiên sát tiễn vô tình vỡ nát khoang bụng, trùng kích nội tạng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Hổ mãnh liệt xoay chuyển, để tự nhiên sát tiễn suýt chút nữa liền muốn đánh đi ra từ phía sau lưng đánh xuyên sườn bên một cách không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tổn thương đã không thể tránh được, nhưng vẫn muốn tổn thương yếu đến thấp nhất, đây chính là kinh nghiệm sinh tử mà giết chóc cực hạn mang tới. Phốc phốc, sát tiễn bay lên trời, uy thế không tiêu tan, lần nữa đảo ngược, nhào về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ mãnh liệt xoay chuyển, khống chế quyền chủ động, bạo phát móng vuốt, toàn thân tỏa tia sáng mãnh liệt, móng vuốt không thể phá vỡ, lại muốn đập nát tự nhiên sát tiễn. Ầm ầm, tự nhiên sát tiễn bạo kích móng vuốt Bạch Hổ, như là hai thế giới va chạm thảm liệt, sóng âm vô biên, cường quang vô tận, bạo loạn thâm không. Bạch Hổ đế quân vỡ vụn móng vuốt, máu me khắp người, toàn bộ bay ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn vỡ vụn mũi sát tiễn kinh khủng này. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thừa cơ xoay chuyển, muốn cùng chàng hạt cùng cây giáo dung hợp. Nhưng, đây mới là tự bảo, bây giờ, mới là bắt đầu. Theo tự nhiên sát tiễn vỡ vụn, theo tự nhiên sụp đổ, Khương Thương lên tiếng gầm thét, vậy mà thả mình ra tại thời khắc mấu chốt này lại đặc thù này, dẫn phát tự nhiên niết bàn. Ầm ầm, tự nhiên sát tiễn bạo tạc còn đang tàn phá bừa bãi, tự nhiên hoàn toàn mới phóng thích sụp đổ tại thời khắc này. Bạch Hổ trong thời gian ngắn đã bị hai lần bạo kích. Vết thương bị đánh xuyên bụng trước đó lại tiếp nhận trình độ tàn phá lớn nhất, đến mức nội tạng vỡ vụn, hài cốt tách rời, chiến khu khỏe mạnh bay ra ngoài. Mà chiều dâng bạo tạc liên tiếp vô cùng kinh khủng, trong thời gian ngắn phạm vi trùng kích liền đạt đến mấy ngàn dặm, mà liên miên bất tuyệt, tiếp tục bạo động, phạm vi từ 5.000 dặm đến hơn vạn dặm, lại đến mấy vạn dặm. Tinh linh đế quân cùng Hồng Võ đế quân cũng đều vô tình nhận trùng kích, chật vật bay ra ngoài. Bạch Hổ kịch liệt nhấc lên, máu tung bay đầy trời. Chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, đều không có gặp phải qua trọng thương thảm liệt như thế. Nhưng bạo tạc quá kinh khủng, trước sau hai mãnh chiều dâng sinh ra để cho người ta hít thở không thông, uy thế cũng không phải đơn giản là gấp bội, hắn tiếp tục bộc phát, điên cuồng gào thét, làm thế nào đều cũng khống chế không nổi thân thể. Ha ha, cảm giác như thế nào? Chiến đội sát thiên, không gì hơn cái này. Khương Thương phách lối gào trong cuồng chiều bạo tạc, điên cuồng tụ tập năng lượng đang bạo động, muốn đoàn tụ chiến khu. Niết bàn chính là cưỡng ép phóng thích năng lượng toàn thân, hình thành bạo tạc, sau đó một lần nữa tụ tập lại, trở về chân thân. Cho nên, Khương Thương thời khắc này cường thế tụ tập, kéo lấy năng lượng trong mấy vạn giảm. Trong này đã có sóng chiều hắn nổ tung, lại bao gồm cả sát tiễn bạo tạc, tương đương với cướp đoạt một bộ phận thực lực của tinh linh đế quân cùng Hồng Võ đế quân, đến mức thực lực sau khi trùng sinh lại còn tăng vọt gấp đôi. Giống, Bạch Hổ rốt cuộc cũng ổn định, hắn tiếng gào thét cuồng liệt. Gọi Bạch Hổ khác về, cũng nắm sát lục niệm châu cùng Bạch Hổ chiến mâu tán loạn nơi xa ở trong tay. Hắn bạo tẩu sôi trào huyết mạch, chiến khu rách dưới bộc phát ra huyết quang cùng chiến ý vô biên, khí tức sát phạt cuồn cuộn, như hàng tỷ tia lôi đình quấn quanh, uy lực hủy trời diệt đất cuồn cuộn trong vũ trụ. Bạch Hổ tuy mạnh, mạnh hơn hư không sao, thời gian không tại, hư không là vua, con mèo già, nhận lấy cái chết. Một mảnh sóng chiều không gian theo năng lượng bạo tạc biến mất tuôn ra tới. Che mất Bạch Hổ, liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt, cưỡng ép cầm giữ Bạch Hổ. Chương 3188 Tinh Không Đế Chiến 4. Đông Hoàng Như Ảnh lại lần nữa giết tới. Một nữ tử thiên cung đã từng yêu nhã bây giờ đã trở thành chiến đế hư không vũ dũng cường đại. Giống. Mặc dù thân thể Bạch Hổ rách dưới, nhưng cuồng tính lại không giảm, sát lục cuồng chiều bạo động, vậy mà lại chống cự được sự trấn áp không gian của Đông Hoàng Như Ảnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp chiến thú trình chiến vũ trụ, cũng không phải dễ khống chế như vậy,
nó cường hãn càng là mạnh hơn Bạch Hổ đế quân mấy lần. Hống hống hống. Bạch Hổ cuồng dã bước lên, sát lục cuồng chiều bộc phát ra hào quang màu vàng, chống cự lại hư không tiếp tục trấn áp. Nhưng, Đông Hoàng như ảnh hướng về vũ trụ mịt mờ, mượn tới năng lượng không gian vô tận, diễn biến ra luyện lô to lớn. Không phải luyện lô thần cảnh mông lung, mà là hư không luyện lô chân thực. Luyện lô giao hòa cùng linh hồn Đông Hoàng như ảnh, cùng thế giới mênh mông mượn tới sóng chiều pháp tắc, mượn tới năng lượng vô biên từ vũ trụ mịt mờ. Hư không luyện lô thô bạo trấn áp cường điệu sáng tạo Bạch Hổ, bên trong bộc phát ra cường quang quỷ bí, đó là hư không pháp tắc, đó là uy lực vũ trụ, muốn cắt chém, hòa tan Bạch Hổ. Giống, Bạch Hổ kinh mà chưa loạn, điên cuồng chống cự trấn áp, đồng thời thao túng cây giáo cùng chàng hạt ở phía ngoài. Bạch Hổ chiến mâu gào thét trong thâm không, cuốn lên sát lục phong bạo, phun trào sát lục pháp tắc, Bạch Hổ chàng hạt sáng long lanh, như là Bạch Hổ hóa thân, càng giống như là tinh thần thế giới. Bọn chúng từ phương xa nhanh chóng trùng kích, uy thế tiếp tục tăng vọt, năng lượng cuồn cuộn cực hạn, như là đều muốn tự bạo. Đông Hoàng như ảnh đã nhận ra nguy cơ, nhưng không có bất cứ ý tứ thoát khỏi nào, nàng vẫn tiếp tục cướp đoạt uy lực vũ trụ, vững chắc uy lực trấn áp của hư không luyện lô, luyện hóa uy lực. Khương Thương ở xa xa còn đang ngưng tụ chiến khu, trong thời gian ngắn không thể thành hình ngay, nhưng Tinh Linh Đế Quân và Hồng Võ Đế Quân đều còn đó. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, ánh sáng ngập trời, Tinh Linh Đế Quân ngang nhiên giết tới, chặn đánh Bạch Hổ chiến mâu, Hồng Võ Đế Quân diễn biến thế giới tự nhiên, giam cầm cây giáo giết chóc. Giết hắn, tên thứ hai. Đông Hoàng như ảnh phấn chấn tinh thần, liên tục phóng lực lượng pháp tắc, điên cuồng thôn nạp khí tức vũ trụ. Bạch Hổ liên tục gầm thét, rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy cơ, nhưng chiến khu bị tạc huyết nhục mơ hồ, sát khí cường hãn bị đón đỡ ở bên ngoài, Bạch Hổ khác đều ở ngoài mấy vạn dặm. Mà hài cốt cùng thịt nhão của hắn cũng đã bắt đầu hòa tan. Là tan rã thật sự. Hống hống hống. Nơi xa, bốn tôn Bạch Hổ cuồng dã lao nhanh, sát lục ngập trời. Bọn chúng tức giận lo lắng, bọn chúng chiến huyết sôi trào, toàn bộ bọn chúng kích phát huyết mạch bạo tẩu, cũng duy trì tỉnh táo. Lão nhân phía trên hòn đá đen chậm rãi chống người lên, lần này, sắc mặt không chỉ là nghiêm trọng, mà là tức giận. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thế giới này lại còn có như thế đế quân điên cuồng hung hãn, càng có thể đánh ra chiến pháp phối hợp không màng sống chết như vậy. Chủ quan. Thật sự quá chủ quan. Bạo. Lão nhân thản nhiên một câu, hạ sát lệnh. Bạch Hổ đang bị Đông Hoàng như ảnh luyện hóa, không có bất kỳ sự phản kháng gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì, thậm chí giống như chính hắn cũng không biết, liền kịch liệt phồng lên, ầm vang nổ tung. Mặc dù bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là siêu cấp chiến thú. Nương theo sát lục cuồng chiều cùng Bạch Hổ đế uy ngập trời, không gian luyện lô đổ sụp ngay tại chỗ, sau khi mãnh liệt rút cường thế bạo động, khuấy động vũ trụ mịt mờ. Đông Hoàng như ảnh thời khắc đề phòng, lại không nghĩ rằng lại đột nhiên như thế, trước một khắc đang điên cuồng trấn áp, sau một khắc đã lọt vào bạo động. Nàng muốn thoát khỏi cũng không kịp, trong chốc lát bị sụp đổ khủng bố trùng kích toàn thân, huyết nhục văng tung tóe, mất khống chế bay đi, linh hồn đều giống như muốn bị sát lục cuồng chiều kinh khủng phá hủy. Cùng lúc đó, Bạch Hổ chiến mâu cùng sát lục niệm châu cũng đều không có bất kỳ dấu hiệu gì mà nổ tung, toàn bộ năng lượng tràn ngập bên trong lập tức sôi trào. Một bên trọng thương Tinh Linh Đế Quân, một bên trọng thương Hồng Võ Đế Quân. Coi chừng, bọn hắn có thể tự bạo mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Đông Hoàng như ảnh gian nan xé mở hư không, cường thế tháo chạy, đào thoát khỏi kết quả bị oanh sát. Nhưng, lồng ngực nàng đã đổ sụp, hai tay vỡ nát, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Cũng may nàng mang theo viên vô hạn tạo hóa đan mà Đan Hoàng cho nàng. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho nàng, chính là muốn để đế quân không gian nàng đây thời khắc giữ vững sức chiến đấu. Đan dược nhập thể, đế khu được chữa trị, mặc dù không thể trở lại đỉnh phong, nhưng ít ra cũng không đến mức nhận ảnh hưởng quá cường liệt. Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân kêu thảm, nhưng bọn hắn đều là tự nhiên pháp tắc, có thể diễn biến ra sinh cơ bành trướng mà bàng bạc. Thân thể bị thương cũng đã nhanh chóng khôi phục lại. Chuẩn bị nghênh chiến. Kiều Vô Hối nơi đó cũng đã luyện chết tươi Bạch Hổ đế quân, vứt cho Lý Dần thay hắn chấn thủ ở bên cạnh một phần huyết đan, liên thủ đuổi giết một tôn Bạch Hổ đang bôn tập tới từ nơi xa. Giết! Khương Thương đoàn tụ chiến khu, thực lực tăng vọt, chiến huyết sôi trào, sát lục ngập trời, tay hắn cầm liệp thần thương, nghênh kích một tôn Bạch Hổ ở trước mặt. Tinh Linh đế quân cùng Hồng Võ đế quân nhanh chóng ổn định trạng thái. Liên thủ chặn đánh một vị Bạch Hổ.
Đông Hoàng như ảnh xông về hướng con bạch hổ kia, tuy nhiên nàng không đơn độc nghênh chiến, mà là nghĩ biện pháp chuyển rời con bạch hổ này đến chỗ Kiều Vô Hối cùng Lý Dần nơi đó. Bọn hắn lợi dụng tứ đại pháp tắc hư không, hủy diệt, bất diệt cùng hỗn loạn đến cực hạn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, nàng cần phải thời khắc chú ý đến lão nhân thần bí kia, cho nên không thể để cho mình bị ngăn chặn. Sau khi Kiều Vô Hối cùng Khương Thương Cường Cường liên hợp, đánh ra khí thế không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn bị Bạch Hổ chiến đội Cường Hãn kéo lại. Chương 3189 Cường Hãn. Đến tận đây, mấu chốt nhất trên chiến trường, không thể nghi ngờ là rơi xuống Thiên Hậu nơi đó. Thiên Hậu cầm xiềng xích nhân quả trong tay, Hồng Hoang Thiên Long cầm trật tự thiên bia trong tay, Đại Vương cầm năm tôn huyền quy trọng giáp trong tay, đối thủ của bọn hắn thì là nữ tử thần bí cưỡi hỗn độn thiên bằng, cầm quyền trượng trong tay kia. Mà sau khi phát hiện nhân quả xiềng xích cùng trật tự thiên bia, tọa kỵ của người giết trời cũng chuyển rời đến chỗ bọn hắn nơi này. Một con thiên bằng thần bí toàn thân sôi trào hỗn độn phong bạo, một thần bí cự thú phun trào ánh sáng màu lam, mang đến cho bọn người Thiên Hậu áp bách cường lực. Vậy, đây hẳn là cứu thục quyền trượng của cánh cửa cứu thục. Cứu thục đại pháp tắc, đối ứng là vạn kiếp đại pháp tắc. Diễn sinh ra được nguyện vọng, linh nguyện, chúc phúc, khí vận, bảo vệ, siêu độ, tác động, chờ diễn sinh pháp tắc. Nhất là nguyện vọng pháp tắc, có thể hiện ra hồng mông đại nguyện, nghịch thiên cải mệnh. Linh nguyện pháp tắc, càng là thao túng ý thức, khống chế linh hồn, có thể so với U Linh Đại Đế. Thiên Hậu cảnh giác nữ tử thần bí, vậy mà không biết nên xuất kích như thế nào. Mặc dù nàng cùng Hồng Hoang Thiên Long đều nắm thiên khí trong tay, nhưng, bọn hắn cũng chỉ là vừa mới đạt được mà thôi, mà nữ tử thần bí kia vô cùng có khả năng đã khống chế trong thời gian vô tận, mặc kệ là năng lực lĩnh ngộ, hay là uy lực thả ra, nói là lực áp bọn hắn cũng đều không quá đáng chút nào. Cho nên, hoặc là không ra tay, nếu đã ra tay thì phải hình thành áp chế. Nữ tử đối diện tôn quý lạnh nhạt, không có chút ý tứ nóng nảy nào. Giống như đang cố ý chờ đợi tiểu nữ tử đối diện tìm tới sách lược. Hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam cũng không nôn nóng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn đối thủ, thậm chí không nhìn lấy kịch biến xa xa. Sau một trận kiềm chế giằng co, đôi mắt Thiên Hậu có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm nữ tử thần bí, ý chí lại khóa chặt hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam. Có thể là bởi vì ảnh hưởng nào đó, mà nàng nhìn không thấu đến nữ tử thần bí kiếp trước kiếp này. Nhưng có thể nhìn thấy hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam. Thân phận của hỗn độn thiên bằng cực kỳ kinh người, lại là sinh linh thần bí sinh ra từ thời khắc thế giới nào đó bắt đầu diễn biến sơ kỳ, tại hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán. Nhưng thật đáng tiếc, thế giới kia còn không có chân chính diễn biến, liền sụp đổ từ nội bộ, nhưng đúng lúc gặp từ nơi đó trải qua thương thiên. Về phần cự thú màu lam, lại là một cự thú tinh thần, lấy thôn phệ tinh thần làm thức ăn. Còn thời gian tồn tại, vậy mà dù có lấy năng lực của nhân quả pháp tắc cũng đều khó mà truy tung, nó thần bí mà cổ lão, không biết đã sống mấy triệu năm, tinh thần bị nó thôn phệ, càng là khó có thể tưởng tượng. Thiên Hậu càng là quan sát, càng là kiềm chế. Nữ tử nhìn thế đơn lực bạc này cũng không nghi ngờ là nhân vật khủng bố nhất tại vùng chiến trường này. Đánh sao? Hồng Hoang Thiên Long rất kỳ quái, lấy trí tuệ của Thiên Hậu chẳng lẽ còn không có tính toán ra được chiến thuật. Giọng của Thiên Hậu xuất hiện trong đầu Hồng Hoang Thiên Long. Con hỗn độn thiên bằng kia, là được thế giới hỗn độn diễn biến ra, rất mạnh, vô cùng mạnh. Nhưng, hẳn là có nhược điểm, ngươi thử tới gần, chấn trật tự thiên bia đi đến. Hồng Hoang Thiên Long lập tức nghe được vấn đề. Ngươi đoán, Thiên Hậu nói, hắn sinh ra tại trước Hồng Mông Khải Phán, không có trải qua thời kỳ pháp tắc thành hình, cho nên, trên lý luận mà nói, nó rất mạnh cũng rất hỗn loạn. Rất có thể trật tự thiên bia sẽ trấn trụ nó, đương nhiên, cũng có khả năng tác thành cho hắn. Hồng Hoang Thiên Long vội vàng đáp lại. Bây giờ cũng không phải thời điểm, đánh cược nếu như thành tựu cho hắn, chúng ta liền xong rồi. Nếu như dễ dàng thành cho nó như vậy, Thương Thiên đã sớm làm. Một siêu cấp sinh linh từ lúc khai thiên tích địa như thế này, tiềm lực vô cùng lớn, Thương Thiên khẳng định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng, nhưng... ta có thể nhìn ra được. Nó chưa từng thành công qua, nói cách khác nó thiếu hụt chí mệnh. Cứ làm theo ta nói, dùng trật tự thiên bia buông tay đánh cược một lần. Đầu tiên, nghĩ hết biện pháp tới gần nó. Thiên Hậu làm ra quyết định, diễn biến ra hình ảnh an bài chiến tranh, nhét vào trong ý thức Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Thái Hư Cổ Long, cùng Bạch Tai. Muốn bắt đầu, nữ tử thần bí giơ cao quyền trượng, nhấc lên mê quang ngập trời,
như là trải rộng ra một thiên quốc thần bí, nơi đó mỹ lệ tươi mát, an bình tường hòa, nơi đó có chúng sinh thân mật, bình đẳng cùng tồn tại, nơi đó tươi đẹp vô hạn, làm cho lòng người mê mẩn. Những chỗ ánh sáng đến, hắc ám biến mất, sát khí tán loạn, ánh sáng đầy trời, yên ổn vô hạn. Bất kể là ai, cũng sẽ không tiếp tục táo bạo, không còn điên cuồng, không còn dục niệm chiến tranh, như là muốn trầm luân trong đó, truy tìm thiên quốc mộng tưởng kia. Đây là hoành nguyện, đây là cầu nguyện, đây là chúc phúc, đây là hướng tới. Chiến. Thiên hậu lại phát ra chiến âm mát lạnh, trải rộng ra nhân quả thiên đồ, khí tức vạn cổ bạo động, mê ảnh chúng sinh, diễn biến ra thế giới chân thực tuyệt đối, nghiêm cấm tuyệt đối, nhân quả tuyệt đối, cưỡng ép xua tán đi ánh sáng cứu rỗi, cách khoảng không rằng co với nữ tử thần bí. Hồng hoang thiên long hét lớn, trở trật tự thiên bia đi, không sợ pháp tắc ảnh hưởng, nó chấn kích hai cánh, cuốn lên cuồng phong vạn trượng, đuổi giết hỗn độn thiên bằng thần bí. 10 cái con mắt của hỗn độn thiên bằng đang mở hí, cường quang bắn ra, phân biệt tuôn ra hỗn độn lôi đình, hỗn độn chân khí, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn ánh sáng, vân vân. Toàn bộ đánh về phía hồng hoang thiên long. Như là diễn biến một thế giới nghiền ép lên đến, lại như là một thế giới bạo động, phải sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba động khủng bố, hồi hộp chúng sinh, nháy mắt phóng thích, uy áp chúng đế thiên khải. Chương 3190 trung thành sau cùng 1. Hồng hoang thiên long giật mình đến cảm nhận được sợ hãi, đây là một loại uy áp không cách nào nói rõ, uy áp không chỉ có đến từ sóng chiều hỗn độn, càng đến từ tôn thiên bằng kia, như là thần tổ chúng sinh, nguyên lực vạn linh. Giống. Hồng hoang thiên long mãnh liệt bầy đầu, chống đỡ áp bách, tốc độ tăng vọt, diễn biến chiều cường hồng mông, hỗn độn thẩm phán, tiếp quản năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ là hồng mông cùng hỗn độn trung cực đối kháng. Nhưng, hỗn độn sôi trào, hồng mông tàn phá bừa bãi, nháy mắt đối kháng đã dẫn phát ba động khủng bố để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông, uy thế hỗn độn tuyệt luân, nghiền ép ánh sáng hồng mông, đánh bay hồng hoang thiên long. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Giống, hồng hoang thiên long gầm thét, hồn nhiên không sợ, mặc kệ hỗn độn thiên bằng mạnh bao nhiêu, nó đều có ỷ vào tuyệt đối trật tự thiên bia. Hỗn độn thiên bằng sinh ra tại tiểu thế giới, mà trật tự thiên bia đến từ đại thế giới diễn biến vạn năm. Hống hống hống, đại vương cuồng dã bước lên, mãnh liệt đong đưa, phun ra hải triều vô biên, như là thập tam hải đại dương mênh mông đều rời tới, đại dương tàn phá bừa bãi, biển động ngập trời, phạm vi tiếp tục mở rộng, liên miên bất tuyệt, từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, lại đến mấy vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm, còn đang tiếp tục sôi trào. Đây không chỉ là đại vương đang phóng thích hải triều, năm cái mai rùa cổ lão cũng đang phóng thích hải triều phong tồn ở bên trong. Nó muốn tại vũ trụ này, trải rộng ra chiến trường tuyệt đối thuộc về mình. Sóng lớn ngập trời, bành trướng va chạm, như là đại dương chân thực đặt ở vũ trụ, biển động trăm ngàn nặng, sóng lớn mấy vạn tầng, tiếng oanh minh kịch liệt rung động vũ trụ, kinh động đến tất cả chiến trường xung quanh khác. Ầm ầm, năm cái mai rùa tăng vọt quy mô, từ ngàn mét đến vạn mét, lại đến 10 vạn mét, bọn chúng giống như là năm tòa cự nhạc kình thiên, lại như năm hòn đảo to lớn, đang hở ra trong biển động sôi trào, chấn áp các phương vị khác nhau. Đại vương Thác Hải bước lên, xông về phía thôn tinh thú. Thôn tinh thú rất khinh thường, thậm chí có chút buồn cười, nó ngay cả tinh thần đều có thể thôn phệ, vậy mà con rùa này lại vọng tưởng dùng hải triều chặn đánh nó. Loại đấu pháp này thật sự là đủ rớt lại phía sau. Giống. Thôn tinh thú hít một hơi thật sâu, ngực bụng nhấc lên, hài cốt phát sáng, trong chốc lát phun ra một mảnh màu ánh sáng màu xanh lam, thô đạt vài trăm mét, như cơn gió lốc lại như là ác long, ánh sáng dồn tốc độ đánh xuyên tất cả hải triều, cuồng kích mấy vạn dặm, đánh về phía đại vương. Đây là năng lượng tinh thần đặc biệt mà tinh thần nó thôn phệ cũng sẽ lưu lại tinh hạch đặc thù ở bên trong hài cốt của nó, vào thời khắc tất yếu có thể trực tiếp điều động ra năng lượng. Thời khắc này bạo kích, như là ngàn vạn tinh thần thức tỉnh. Ngàn vạn tinh hạch bộc phát, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, khuấy động ánh sáng hủy diệt tinh vực. Sắc mặt đại vương kịch biến, trong khi cuồng dã gào thét, toàn bộ hải triều xung quanh đã lập tức bạo động, hình thành sóng lớn chồng chất, sau đó toàn thân căng cứng, mượn tới đại thế bảo vệ thế giới. Ầm ầm, nhìn như sóng lớn mãnh liệt lại hoàn toàn gánh không được ngọn sóng ánh sáng màu xanh lam, thậm chí đều không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Quang triều nộ kích. Dễ như trở bàn tay đánh xuyên tất cả hải triều, tinh chuẩn đánh vào đại vương trên thân. Ánh sáng lưu chuyển khắp toàn thân đại vương kịch liệt oanh động, như tiếng vang long trời lở đất vang vọng trong vũ trụ,
như là không phải đánh vào trên mai rùa, mà là va chạm hệ thống thế giới. Đại vương run rẩy, toàn thân tán loạn lưu quang, chiến khu nặng nề đột ngột nhảy lên, gào thét lên bay ra ngoài. Giống, thôn tinh thú sôi trào ánh sáng màu xanh lam, như vượt qua tinh hà nhanh chóng bước lên, ánh sáng liệt liệt, tinh quang rạng rỡ, nó thần bí mà tôn quý, cường hãn lại vô địch hơn, giờ phút này truy đuổi đại vương, thật giống như là tinh thú cao ngạo đang đi săn. Đại vương mặc dù có chuẩn bị, cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường đại. Đây quả thực mạnh vượt qua hiểu biết. Ầm ầm, năm cái mai rùa trấn áp đại dương mênh mông toàn bộ bạo động, nặng nề như núi, lại ngự biển mà đi, nhấc lên gió mạnh, nhanh chóng chặn đánh. Rốt cuộc, tại thời điểm thôn tinh thú giết tới trước mặt đại vương, năm cái mai rùa toàn bộ vào chỗ. Nương theo chiều cường sôi trào, năm cái mai rùa toàn bộ diễn biến ra mênh mông sinh cơ, xuất hiện hình dáng huyền vũ, bọn chúng lắc đầu vẫy đuôi, khống chế hải triều, hoặc là dung nhập hải triều. Năm mai rùa, dung hợp đại dương mênh mông, ngăn cản đường đi. Muốn lật tung bọn chúng, không khác nào muốn lật tung mười mấy vạn dặm đại dương. Thôn tinh thú đột nhiên tăng vọt quy mô đến gấp mấy chục lần, sau đó đứng thẳng người lên, phần bụng cuồn cuộn kịch liệt, xuất hiện vòng xoáy màu xanh lam kinh khủng, giống như là một tinh vực đang xoay tròn, mang đến chiều cường thôn phệ khủng bố tuyệt luân, lại muốn hút năm cái mai rùa này vào đến. Quy giáp long lắc lư, cùng hải triều xung quanh kịch liệt giao hòa. Nhưng vòng xoáy đưa tới năng lượng quá kinh khủng, như là muốn xoắn nát, thôn vệ hết thảy mọi thứ trước mặt. Thật xem lão tử làm bùn nặn đúng không? Lão tử đi đến cái chiến trường thâm không này cũng không phải làm đồ ăn. Đại vương cưỡng ép ổn định, ở phía xa hét lên giận dữ với hải triều, ý thức giao hòa cùng ngũ đại mai rùa, điên cuồng thôi động bọn chúng. Nhưng, ngay tại thời điểm vừa mới bắt đầu rằng con này, một cái mai rùa trong lúc đung đưa đột nhiên nhảy lên, rời khỏi đại dương. Sôi trào hải triều cuồn cuộn, đánh tới thôn tinh thú. Bạch tai. Sắc mặt đại vương kịch biến, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng, đại vương, thành toàn cho ta đi, vĩnh biệt. Tiếng bạch tai phiêu miểu truyền vào trong lỗ tai đại vương. Ngươi muốn làm gì? Không không không. Đại vương có chút hoảng hốt, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng bạch tai thừa dịp hắn hoảng hốt, cưỡng ép khống chế cái mai rùa cổ xưa nhất kia, va vào bên trong vòng xoáy xanh lam. Răng rắc, mai rùa ca công thể phá vỡ vậy mà lại vặn vẹo, bò đầy vết nứt. Chương 3191 trung thành sau cùng 2. Trong nước xoáy khuấy động lực lượng hủy diệt kinh khủng, giống như muốn hết thảy đều biến thành năng lượng bản nguyên. Giống, thôn tinh thú kiêu ngạo gào thét, con rùa nho nhỏ, quả nhiên không chịu nổi một kích. Vòng xoáy ở phần bụng nó tiếp tục tăng vọt, muốn nuốt toàn bộ bốn cái mai rùa khác vào, triệt để dung chuyển mảnh đại dương lĩnh vực này. Nhưng, đúng vào lúc này, mai rùa vừa mới kéo vào trong bụng. Phát nổ. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, mai rùa giống như thiên nhạc phá giải thành hơn mấy ngàn vạn mảnh toái cốt như đao, không thể phá vỡ, nhanh chóng tiêu xạ về bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào vòng xoáy thôn phệ, vọt vào huyết nhục trong thân thể. Ngu xuẩn. Thôn tinh thú giận tím mặt, vậy mà dùng loại ti tiện thủ đoạn này. Tuy nhiên, nổi giận thì nổi giận, nhưng không có thật sự để ý. Trình độ bền bỉ trong thân thể của nó so với da thịt là mạnh mẽ hơn mấy chục lần, không phải như vậy thì làm sao thôn phệ tinh thần luyện hóa tinh thần. Cho nên, đột nhiên xuất hiện bạo tạc mà mặc dù là vũ khí đế cấp bạo tạc, cũng chỉ là đảo loạn vòng xoáy, quẹt làm bị thương nội tạng, vỡ vụn một bộ phận xương cốt, mang tới tổn thương rất đau đớn, nhưng không có thực sự trọng thương đến muốn mạng. Giống, thôn tinh thú gầm thét, tỏ rõ mình cường đại. Nhìn thấy không, hài cốt đế cấp bạo tạc. Có thể giết chết được ta sao? Có thể, giết chết được ta sao? Giống. Hống hống hống. Hai mắt đại vương đột nhiên mơ hồ, bi thương gầm thét, huyết mạch sôi trào, tiềm lực bạo động, cuồng loạn khống chế bốn cái mai rùa còn lại. Mai rùa mãnh liệt lắc lư, cùng đại dương mênh mông giao hòa, sôi trào lên những con sóng lớn ngập trời. Thôn tinh thú cũng toàn lực ứng phó, muốn thôn phệ toàn bộ hải triều xung quanh cùng bốn cái mai rùa, sau đó nuốt sống tên đại vương bát kia. Nhưng, ngay thời điểm tinh lực của nó bị đang đại vương điên cuồng toàn lực dây dưa kéo lại, mấy khối mảnh vỡ mai rùa cắm vào bên trong nội tạng, hài cốt của nó đột nhiên dọc theo bóng ma quỷ dị. Là bạch tai. Bạch tai, hư hóa. Nhìn bề ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì hư hóa, nhưng trên thực tế, sớm tại một năm trước, hắn đã hoàn thành hư hóa, chỉ là khác so với những người khác, hắn là bắt đầu từ xương cốt.
Tiến trình hư hóa của hắn vô cùng chậm chạp đến mức mình cũng sốt ruột, nhưng vẫn hoàn thành hư hóa 50%, 50 này toàn bộ đều là xương cốt. Bởi vì hắn cực lực áp chế, lại tăng thêm việc đi đến thiên khải liền dung nhập mai rùa, đến mức không có người nào chú ý tới hắn. Hắn cố ý làm như vậy, chính là không muốn để người khác chú ý, để bọn người thiên hậu không đành lòng, để bọn người Khương Phàm thương yêu. Hắn không cần tiễn biệt, hắn không cần thương hại, hắn, chính là đi tìm cái chết. Ngô Hoàng, bóng ma hư hóa của Bạch Tai đang lặng yên lan tràn bên trong hải cốt thôn tinh thú. Lần này, không có kêu gọi đại đế, mà là tái diễn cách xưng hô quen thuộc trước đó. Lần gặp mặt tại cổ hoa hoàng thành kia, thay đổi một đời Bạch Tai ta. Tạ ơn ngài, để cho ta đã trải qua cuộc đời khác nhau. Tạ ơn ngài, để cho ta thể nghiệm cảnh giới thánh linh, thánh vương, thánh hoàng, thậm chí thần linh. Tạ ơn ngài, chưa từng từ bỏ ta, chưa từng xem nhẹ ta. Tạ ơn ngài, tín nhiệm như vậy ta, tôn trọng ta như vậy. 30 năm mưa gió, 17 lần chinh chiến, Bạch Tai ta may mắn đi theo bước chân ngài, nhìn hết đại thế thiên hạ, chứng kiến sóng gió bốn phương tám hướng. Bây giờ, đã không còn hối hận đời này. Trận chiến này, là Bạch Tai dùng hết khả năng còn có thể phát huy tác dụng trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, cũng là điểm cuối cùng Bạch Tai đi theo ngài. Tương lai chiến trường của ngài có thể là tinh vực mênh mông, nhưng Bạch Tai ta chỉ có thể làm bạn tới đây. Linh hồn hư vô Bạch Tai lặng yên khẽ nói, hồi tưởng đến hành trình trong 30 năm mưa gió, hồi tưởng đến từng ly từng tí đã từng làm bạn, hài cốt hư vô giống như là nguyền rủa lan tràn đến hai nơi nơi quan trọng là đầu cùng xương sống của thôn tinh thú. Trong đại dương phía ngoài, đại vương còn đang cuồng loạn hét lên đầy giận dữ, còn đang điên cuồng đến kêu khóc thao túng mai rùa. Thôn tinh thú nổi giận, cái mai rùa vừa rồi rõ ràng nuốt rất nhẹ nhàng, bây giờ làm sao ngay cả một cái cũng nuốt không vào đi. Giống, thôn tinh thú đột nhiên dừng lại, không nuốt, trực tiếp khai chiến. Vô số lần chinh chiến dạy dỗ nó một cái đạo lý, không cần chấp nhất vì loại rằng con nào đó, nếu không rất dễ dàng bị cảm xúc thao túng. Phát sinh ngoài ý muốn không tưởng tượng được. Nhưng, khi nó đang dừng lại thôn phệ, trong chốc lát đã mẫn cảm đã nhận ra xương cốt toàn thân dị dạng. Đây là cái gì? Thôn tinh thú hơi biến sắc, quả quyết muốn xua tan bóng ma lan tràn trong hài cốt, nhưng ngoài ý muốn phát hiện những bóng ma kia lại cùng dung hợp lại cùng hài cốt của nó, mà lại còn đang yên lặng lan tràn về những tinh hạch bên trong hài cốt kia. Đây là cái gì? Tiểu vương bát ngươi đã làm cái gì với ta? Bên trong cái mai rùa vừa rồi kia cất giấu cái gì? Thôn tinh thú có chút luống cuống, nó chưa từng gặp được loại tình huống này. Chinh chiến tinh vực nhiều năm như vậy, mặc kệ thứ gì tiến vào thân thể liền có thể bị luyện hóa, cho dù là đế quân, thậm chí là tinh thần. Thiên hậu, Bạch Tai, chịu chết, phản kích đi. Đại vương lập tức gào thét, nước mắt vẩy trong đại dương bao la, đồng thời điên cuồng thôi động bốn cái mai rùa phóng lên tận trời. Thần hoàng! Xin hãy tiếp nhận sự trung thành sau cùng của Bạch Tai. Chúc ngài, vạn cổ vĩnh xương. Bạch Tai biết mình đã bị phát hiện, trước tiên đã từ bỏ việc tiếp tục lan tràn, thả ra mình, dẫn nổ hài cốt, cũng trùng kích đến tinh hạch yên lặng bên trong hài cốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thôn tinh thú bị ăn mòn đại bộ phận xương cột sống cùng đầu, lập tức bỏ đầy vết nứt. Chương 3192 sau cùng trung thành 3. Cái này không chỉ là hắn thao túng. Càng là tác dụng của cổ hủ đồ đằng, nếu không chỉ dựa vào chính hắn, thật đúng là không nổ nát được loại xương cốt cấp bậc đế thú như thôn tinh thú này, nhưng hắn dẫn dắt cổ hủ đồ đằng ăn mòn, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Vết nứt như mạng nhện lan tràn cả cái xương đầu cùng hơn phân nửa xương cột sống. Theo hài cốt khuếch tán vết nứt, tinh hạch bên trong cũng bị dẫn nổ. Bọn chúng hẳn là nơi phát ra năng lượng mạnh nhất trong người thôn tinh thú, càng là gia sản mà nó tích lũy khi hoành hành vũ trụ. Bọn chúng là ỷ vào cường hãn để thôn tinh thú chinh chiến vũ trụ, nhưng tương tự cũng ẩn chứa nguy cơ to lớn. Giờ khắc này, tinh hạch trong đầu bị tỏa sáng sức sống hoàn toàn mới, giống như là từng viên tinh thần nho nhỏ đang hủy diệt, đầu tiên là sụp đổ, sau đó lại là bạo tạc. Hài cốt một khắc trước vừa mới xuất hiện vết nứt, tại thời khắc này lại theo bạo tạc dày đặc vỡ nát toàn diện. Ầm ầm, thôn tinh thú cũng không kịp kêu thảm, cả cái đầu ầm ầm nổ nát vụn. Nửa mảnh phía sau lưng cũng theo đó mà nổ tung, nhưng đây không phải bạo tạc bình thường, mà là bạo tạc dính đến lấy ngàn tinh hạch. Tinh hà là di tích lưu lại khi nuốt luyện tinh thần, thậm chí là tinh hoa đặc thù, thậm chí là ngôi sao nhỏ bị áp xúc.
lấy số lượng hàng ngàn bạo tạc tập thể, nguồn năng lượng kia là vượt quá tưởng tượng. Oanh! Rầm rầm rầm! Lấy số lượng hàng ngàn mà bạo tạc, lấy số lượng hàng ngàn mà điệp ra, để bạo tạc vừa mới bắt đầu đã đạt tới cực hạn, không chỉ có triệt để nuốt sống thôn tinh thú, càng là lật tung toàn bộ mười mấy vạn dặm đại dương trong nháy. Đại vương cùng bốn cái mai rùa mất khống chế, giống như bị bạo kích thảm liệt, mai rùa cứng cỏi trong nháy mắt đã bỏ đầy vết nứt, bọn chúng gào thét bay lên, nhanh chóng trùng kích, giống như từng viên thiên thạch xẹt qua vũ trụ. Thiên hậu, hồng hoang thiên long, hỗn độn thiên bằng, thậm chí là nữ tử thần bí kia đều bị vụ nổ lớn ngoài ý liệu này nuốt hết, chật vật mất khống chế, kịch liệt bay đi, mà không chỉ bay đi mấy trăm mét, mà là vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí là trùng kích đến chỗ Bạch Hổ cùng bọn người Kiều Vô Hối đang hỗn chiến nơi xa. Sau khi thôn tinh thú bị ngàn viên tinh hạch bạo tạc nuốt hết, số lượng lớn tinh hạch khác trong thân thể cũng nhận trùng kích, sụp đổ phạm vi lớn. Thôn tinh thú triệt để bị vỡ nát, từ huyết nhục đến linh hồn, đều vỡ thành cặn bã, mà bạo tạc lại lần nữa bạo tăng, phạm vi trùng kích từ mấy chục vạn dặm, mở rộng đến hơn trăm vạn dặm. Không chỉ có bọn người Kiều Vô Hối nơi đó bị liên lụy, Cự Linh cùng Long Đế cũng không may mắn thoát khỏi. Trăm vạn dặm chiến trường Thiên Khải lọt vào nghiền ép, núi lớn vỡ nát, đại dương mênh mông bốc hơi, rừng rậm chôn vùi, cả mảnh Thiên Khải chiến trường đều bỗng nhiên trầm xuống mấy ngàn thước, trực tiếp ép vỡ con đường thiên môn ở các nơi. Con dân trên toàn bộ thế giới đều nghe được thanh triều ù ù giống như thần ma gào thét, bọn người đan hoàng ở phía dưới càng hồi hộp khẩn trương chờ đợi. Ẩn nấp ở một chỗ khác trên thế giới ngũ hành cách mấy trăm vạn dặm. Dạ An Nhiên phát giác được chiến tranh mở ra trước tiên, liền khống chế thế giới ngũ hành, đuổi giết thế giới mới. Nàng thúc tốc độ lên tới cực hạn, cố gắng đuổi tới trong thời gian ngắn nhất, nhưng dựa theo dự đoán của nàng, bọn người Khương Phàm hẳn là có thể kiên trì một ngày là không có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ. Đột nhiên bạo động, như là toàn bộ thế giới ở phương xa đều nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Dạ An Nhiên vừa sợ vừa vội, uy lực thế giới kinh khủng ầm vang nổ tung. Chân thân của nàng từ bên trong thế giới ngũ hành hiện ra đến, thế giới ngũ hành đặt vào thân thể, chiều cao 50 vạn dặm. Hỗn độn chiều dâng vần quanh ngập trời, khuấy động ánh sáng hồng mông vô tận, nàng giống như là siêu cấp đế nữ trong vũ trụ, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua hắc ám. Trong thân thể Dạ An Nhiên, Cuồng Lan thức tỉnh, vạn đạo pháp tắc bộc phát, là toàn hoàn chỉnh, bao gồm vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian, tất cả các loại pháp tắc đạt tới siêu cấp. Dạ An Nhiên hóa thành thế giới hình người, nàng tựa như là linh hồn thể, khống chế thế giới vận chuyển, pháp lệnh vạn đạo diễn biến. Trong thân thể Dạ An Nhiên, linh hầu như là hài tử mà nàng thai nghén, mở hai mắt ra ở bên trong ngũ hành quang hải. Nó oai hùng phi phàm, thân như tinh kim, tản ra chiến uy kinh khủng. Thế giới ngũ hành mới có được năng lực diễn biến sinh mệnh, nhưng Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lan toàn bộ đều chuyển rời đến trên thân linh hầu. Nó tựa như là linh vật đầu tiên được sinh ra từ lúc khai thiên tích địa, cũng đã nhận được chữ thế giới cùng pháp tắc, nó đang mở hí hai mắt, chính là ban ngày cùng hắc ám. Trong lúc nó giơ tay nhấc chân, chính là tai nạn cùng hủy diệt, nó thổ tức thôn nạp, chính là ngũ hành đại đạo lưu chuyển. Ầm ầm, tinh hạch dày đặc bạo tạc, hủy diệt thôn tinh thú. Siêu cấp cự thú chinh chiến tinh vũ thời gian vô tận, thôn vệ ngàn vạn tinh thần vậy mà tại giờ khắc này hủy diệt tại trên tay mình. Không chỉ có thôn tinh thú không nghĩ tới, bạch tai đều không có nghĩ đến mình kiên trì đột phá, sẽ gặp được mục tiêu phù hợp đến hoàn mỹ ở sát thiên chiến trường. Bạch tai càng không có nghĩ tới, thân thể siêu thần của mình vậy mà dẫn nổ chiều dâng hủy diệt khủng bố như thế, không chỉ có trực tiếp diệt sát một siêu cấp chiến thú, càng đánh sâu vào toàn bộ chiến trường. Tinh hạch bạo tạc dẫn phát cực hạn đổ sụp, mấy trăm vạn dặm hảo hãn vũ trụ đều lâm vào bạo động cùng hủy diệt kéo dài. Bao gồm nữ tử thần bí, siêu cấp cự linh, quái vật ba đầu, lão nhân khô gầy đều nhận trình độ trùng kích khác biệt, thiên hậu, đại vương bọn người càng thảm tao trọng thương. Bạch tai Khương Phàm cùng thế giới vạn vật xuyên suốt, ý thức được là ai hủy diệt, càng cảm giác được uy lực nổ tung. Chương 3193 sau cùng trung thành 4. Làm không tệ, rốt cuộc cũng có chút ý tứ. Người giết trời nhưng không có bao nhiêu bi thống, bởi vì nắm trong tay thời gian pháp tắc, hắn có thể bất cứ lúc nào, nghịch chuyển phát sinh hết thảy. Vây khốn hắn, tuyệt đối không thể để hắn thi triển thời gian pháp tắc. Khương Phàm bạo hống, khống chế táng thiên đỉnh. Nghênh chiến người giết trời. Sinh mệnh cùng tử vong nhanh chóng vận chuyển, vững vàng nắm trong tay lĩnh vực, vặn vẹo liên hệ giữa người giết trời cùng hệ thống thế giới.
Phiêu Miểu Thiên Cung đè ép sinh tử lĩnh vực không ngừng hướng sâu trong vũ trụ di chuyển, bảo đảm kéo ra khoảng cách đầy đủ. Thương Thiên bị cắt đứt liên hệ cùng hệ thống thế giới, nhưng chiến khu kinh khủng trải qua vũ trụ thâm không thiên trì bách luyện, như siêu cấp chiến binh mạnh hơn thiên khí, không sợ hãi bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm ở bên trong càng đánh càng mạnh, bất tử bất diệt. Mặc dù không ngừng bị đánh lui, nhưng thẳng tiến không lùi, sát ý vô địch. Hắn ẩn ẩn cảm giác Thương Thiên tựa hồ có mục đích khác, nhưng mình không phải cũng đang đợi viện quân. Trên chiến trường rộng lớn, bạo tạc triều dâng tiếp tục tàn phá bừa bãi, nhưng hai bên đều là hạng người thân kinh bách chiến, không đợi bạo tạc yếu bớt, liền nhanh chóng ổn định lại. Giống, giết, hai bên toàn bộ bạo khởi, chiến ý như dung nham cuồn cuộn, như nộ trào ngập trời, khủng bố đế uy sôi trào chiến trường. Trận bạo tạc thảm liệt này, trận đồng quy vu tận bi tráng này, giống như chân chính thổi lên kèn lệnh chiến tranh, mở ra cuộc chiến sát thiên giết chóc thảm thiết nhất. Quái vật ba đầu sáu tay đột nhiên, tách rời, nương theo huyết thủy tinh hồng, phun trào hắc triều, vậy mà chia ra làm ba, một cái toàn thân đen kịt, một cái xanh thẳm như băng, một cái toàn thân lôi đình, như là cộng minh cùng ba cái tinh cầu, cảnh giới thực lực các loại vấn đề, vậy mà đều không có chút nào yếu bớt. Rầm rầm, ba tôn quái vật hình thành tam giác phương trận, vung lên xiềng xích, gào thét hoành không, giống như thú triều ra áp, phát sát man hoang đế tổ. Man hoang đế tổ nhanh chóng tiêu xạ, hư vô cùng chôn vùi phối hợp, muốn tránh thoát đuổi bắt, nhưng xiềng xích đầy trời, trải rộng ra vô biên chiến trường, không gian giam cầm, pháp tắc nhận hạn chế. Giống, man hoang đế tổ khàn giọng gầm thét, hai cánh tiếp tục bạo động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như nổi điên phóng tới tung hoành xen lẫn xiềng xích trên chiến trường. Mặc dù không thể nào vượt qua không gian, nhưng tốc độ cùng linh hoạt vẫn vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng, xiềng xích tiếp tục phân nhánh, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phân nữa là 16, số lượng tiếp tục diễn biến, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành tung hoành mấy vạn dặm siêu cấp xiềng xích lao ngục. Đùng! Một tiếng vang giòn, hỗn loạn trong xiềng xích đột nhiên xông ra một đạo cuốn lấy mắt cá chân man hoang đế tổ. Chiến khu đang nổ bắn ra bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt, tất cả xiềng xích xung quanh dày đặc bạo kích. Nhưng, man hoang đế tổ hung tàn, trong chớp mắt, có thể nói không có chút gì do dự, trực tiếp nổ nát chân phải, bay lên nhấc lên, trước khi tất cả xiềng xích hoàn thành vây bắt, mạo hiểm thoát khốn. Man hoang đế tổ khàn giọng gào thét, hư vô va chạm chôn vùi xen lẫn hư vô, trong lồng giam bị xiềng xích hoàn toàn giam cầm, cưỡng ép diễn biến ra quy hư phủ chú, tĩnh mịch giá lạnh, hắc ám vô tận, nháy mắt bộc phát, cưỡng bức dung chuyển phong tỏa không gian, cưỡng ép thoát khốn. Nhưng, những xiềng xích này thế nhưng là siêu cấp vũ khí giam cầm tinh thần, chỗ kinh khủng nhất là có thể áp chế pháp tắc vận chuyển, mà lồng giam đã phong cấm, phạm vi 3 vạn dặm. Man hoang đế tổ triệt để bộc phát vượt qua, cực hạn đạt tới 8.000 dặm, cuối cùng không thể xông ra lồng giam. Trong chốc lát xuất hiện, xiềng xích xung quanh gào thét mà tới, đầu tiên là cái cổ, lại là eo, tiếp đó là tứ chi. Rầm rầm, man hoang đế tổ bị cưỡng ép quấn quanh, rất nhanh biến thành bánh trưng xiềng xích, mà xiềng xích liên miên bất tuyệt, kéo dài bạo kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như ức vạn lôi đình, cuối cùng quấn quanh man hoang đế tổ thành siêu cấp thiết cầu vài trăm dặm. Nhưng, ánh sáng bạo động, xiềng xích giao hòa, cuối cùng biến thành ba đầu xiềng xích, một đầu quấn quanh lấy cái cổ, một đầu quấn quanh lấy phần eo, một đầu khác phân tán bốn đầu, quấn chặt lấy tứ chi. Có thể kiên trì lâu như vậy trước mặt xiềng xích của ta thật đúng là không có mấy người. Nhưng, chưa bao giờ có một ai, có thể đào thoát trói buộc của chúng ta. Ba tôn quái vật xé rách xiềng xích, hướng về ba phương hướng khởi xướng phóng tới. Xiềng xích lập tức kéo căng, chiến khu cao ngạo của man hoang đế tổ cưỡng ép kéo thành hình chữ đại. Hống hống hống, man hoang đế tổ bi phẫn gầm thét, hư vô cùng chôn vùi đồng thời bộc phát, nhưng lôi đình bạo tẩu mặt ngoài xiềng xích, hắc ám lan tràn, hàn băng tàn phá bừa bãi, tàn phá lấy hắn, phong ấn hắn, giam cấm hắn. Lực lượng pháp tắc vẫn lấy làm kiêu ngạo tại thời khắc này cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Răng rắc, hài cốt man hoang đế tổ chật khớp, da thịt nứt ra, như bất cứ lúc nào đều có thể bị vô tình tách rời. Quái vật mang theo cuồng lực kinh người, dù sao quanh năm kéo lấy ba cái tinh cầu hoành hành tại vũ trụ, đó đã là lực lượng mạnh hơn vượt qua phạm vi hiểu biết. Man hoang đế tổ gầm thét biến thành kêu rên, không chỉ có cơ thể thể bị xé rách, linh hồn đều bị giam cầm, thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được. Lực lượng kinh khủng như vậy,
ngay cả U Linh Đại Đế đang thao túng Man Hoang Đế Tổ đều cảm nhận được hồi hộp. Những người giết trời này khủng bố, nào chỉ vượt qua tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ, cứ như vậy từ bỏ sao? Sống không được. Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân, khẳng định sống không được nữa. Trước đó còn có chút ích kỷ tính toán, nhưng tại một khắc bước vào chiến trường trực diện cường địch, hắn biết hai vị đế quân mà hắn ký thác kỳ vọng, đã chết. Nếu như thế này, chương 3194 đợt thứ hai, hủy diệt đi. U Linh Đại Đế nhẹ giọng thở dài, từ bỏ Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân. Bởi vì Man Hoang Đế Tổ bị áp chế, đầu tiên bộc phát chính là Thái Sơ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân bị thôn vệ sâu trong tinh cầu hắc ám, nơi đó như chính là lỗ đen siêu cấp, thôn vệ ánh sáng, thanh âm, năng lượng các loại, nơi đó càng giống như siêu cấp luyện lô, dung luyện lấy huyết nhục, thần hồn. Thái Sơ Đế Quân mặc dù là đế quân, nhưng cũng có loại cảm giác gian khổ nhân lực kháng trời. Thời điểm U Linh Đại Đế chỉ lệnh truyền đến bên trong, Thái Sơ Đế Quân đột nhiên phát ra gào thét bi thương, cứ việc linh hồn bị khống chế, nhưng vẫn có chút ý thức, hắn biết mình muốn làm gì, thậm chí rõ ràng biết, chỉ là hắn không cách nào khống chế thân thể phản ứng. Thái Sơ Đế Quân bi thương tuyệt vọng, trong ý thức lấp lóe qua cuộc đời mình, quanh quẩn huy hoàng đã từng lên trời chứng đạo, uy nghiêm quan sát chúng sinh, bá thế thống ngự đại lục, sau đó còn có ngắn ngủi mấy chục năm chật vật. Gào thét từ hùng hậu đến sắc nhọn đến khàn khàn, toàn thân năng lượng từ bạo động đến thiêu đốt, lại đến sôi trào. Ầm ầm, linh hồn tiêu tán, quy về thế giới, đế khu bạo động, dẫn phát chôn vùi đổ sụp. Sâu trong lỗ đen, đổ sụp nháy mắt mở rộng, trùng kích bóng tối vô tận, cuồn cuộn hạch tâm tinh cầu. Đây chính là đế quân tự bạo, triệt triệt để hủy diệt, quan trọng nhất chính là, hắn còn là trưởng khống giả yên diệt pháp tắc. Mặc cho tinh cầu cường đại như thế nào, cũng gánh không được cực hạn đổ sụp như vậy. Cả tòa tinh cầu đều kịch liệt gợn sóng, quy mô nháy mắt ngưng tụ, tiếp đó tăng vọt, sau đó lại lần ngưng tụ, tiếp tục không ngừng, như lúc nào cũng có thể bạo tạc. Sắc mặt quái vật hơi biến đổi, không nghĩ tới nơi đó vậy mà xảy ra vấn đề. Hắn biết đế quân kia khống chế yên diệt pháp tắc, cho nên chưa từng có cố gắng áp chế, chính là tránh cho nó sụp đổ sau hủy diệt, bao gồm cả hai ma đế khác, cũng chỉ là duy trì áp chế mà thôi, để tránh, nghĩ quẩn. Không nghĩ tới vào lúc này, tại thời khắc hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng, yên diệt đế quân kia trực tiếp phát nổ. Đế quân, tại một ít tiểu tinh cầu, là người thống trị tuyệt đối, chủ nhân tinh cầu. Trên siêu cấp tinh cầu, cũng là tồn tại cấp cao nhất, quan sát chúng sinh, thống ngự vạn dân. Há có thể nói bạo liền bạo. Quái vật thoáng phân thần, áp chế cùng lực lượng tùy theo thư giãn. Cơ hội, Man Hoang Đế Tổ được U Linh Đại Đế khống chế cường thế bộc phát. Chiến khu sắp bị xé nứt bỗng nhiên biến mất, chưa từng xuất hiện tại rất xa nơi, chỉ là rời khỏi xiềng xích áp chế, sau đó. U Linh Đại Đế, người đi nhầm một bước này, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Man Hoang Đế Tổ phát ra gầm thét bi thương, cùng Thái Sơ Đế Quân, biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình phải đối mặt cái gì, nhưng Thủy Chung không cách nào tránh thoát khống chế. Lúc trước hắn còn tưởng rằng U Linh Đại Đế sẽ dẫn hắn thoát khỏi, không nghĩ tới trực tiếp thiêu đốt linh hồn của hắn. Sắc mặt ba tôn quái vật hơi biến đổi, mãnh liệt giơ lên xiềng xích, quấn quanh mình. Trong chớp mắt, xiềng xích tăng vọt quy mô, từ mấy đầu diễn biến thành mấy ngàn đầu, từ mấy ngàn đầu diễn biến đến mấy trăm ngàn đầu. Mỗi cái đều bị lít nha lít nhít tầng tầng bao vây lại. Phản ứng nhanh chóng, ứng biến chính xác, để cho người ta tán dương. Ầm ầm, Man Hoang Đế Tổ lại yên diệt pháp tắc, càng bao quát lấy hư vô pháp tắc. Thời khắc này cực hạn bộc phát đã dẫn phát chiều dâng hủy diệt mạnh hơn Thái Sơ Đế Quân mấy lần. Nhưng, không có oanh minh quá mãnh liệt, mà là quy hư quỷ dị càng kinh khủng, một cỗ hắc ám im ắng trong chốc lát cuồn cuộn thâm không, trùng kích phạm vi mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, mấy vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm, thậm chí tiếp tục tăng vọt, đến 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Bởi vì hư vô pháp tắc là hư không diễn sinh, càng cường điệu tại vũ trụ hắc ám, cho nên tốc độ khuếch tán cực nhanh, phạm vi càng to lớn. Ba tôn quái vật tại chỗ bị nuốt hết, xiềng xích xung quanh tiếp tục diễn biến bị chôn vùi mảng lớn. Ba viên tinh cầu xung quanh đều hứng chịu tới đả kích cường liệt, tinh cầu hắc ám đang kịch liệt phồng lên ầm vang sụp đổ, triệt triệt để hủy diệt, mà đổ sụp hình thành hắc ám cùng bạo động lần nữa khuấy động thâm không. Từ Thái Sơ Đế Quân đến Man Hoang Đế Tổ, lại đến tinh cầu hắc ám. Tương đương với 4 năm đế quân liên hợp hủy diệt, tiếp tục khuấy động thâm không, không ngừng kích thích chiến trường.
Sau khi dẫn phát thôn tinh thú bạo tạc, thủy triều hủy diệt đợt thứ hai lần thứ hai siêu cấp đại bạo động, cũng là trùng kích đợt thứ hai hướng ra thiên khải chiến trường. Thiên khải chiến trường trước đó lung lay sắp đổ sụp ra vết nứt kinh khủng, rãnh lớn như vực sâu tùy ý lan tràn, khủng bố tuyệt luân. Xung quanh chiến trường không có dấu hiệu nào lần nữa nhận trùng kích. Tinh cầu trấn áp thôn thiên ma hoàng cùng hắc ma đế quân oanh oanh liệt liệt hướng về phương xa quay cuồng. Trước đó, tinh cầu màu xanh lam từ đầu đến cuối đều đang bạo động, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh phá thành mảnh nhỏ, xa xa nhìn sang, mặt ngoài tung hoành vằn đen, tiến đến gần đó sẽ phát hiện, từng vằn đen là kéo dài mấy chục vạn dặm, vết nứt vực sâu thô to đạt mấy vạn dặm, đều là do hắc ma đế quân sinh sinh đánh rách tả tơi. Hắc ma đế quân như muốn phá hủy tòa tinh cầu kia, nhưng từ đầu đến cuối bị áp chế gắt gao. Cực hạn rét lạnh phong cấm lấy hết thảy, bao gồm huyết mạch của hắn, cùng liên hệ với Khương Phàm. Nhưng giờ khắc này kịch liệt trùng kích, cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Nương theo tiếng vang giống như long trời lở đất, cầu màu xanh lam cực độ băng hàn tinh vậy mà chia năm xẻ bảy, bị hắc ma đế quân dữ dội nổ tung. Ma khí tàn phá bừa bãi, ma hống cuồn cuộn. Hắc ma đế quân từ trong tinh cầu phong cấm giết đi ra, hắn vô cùng tức giận, đau đớn càng bi phẫn. Hắn vốn phải là người mạnh nhất bên ngoài Khương Phàm, lại vừa mới bắt đầu liền bị vây ở trong tinh cầu, quả thực vô cùng nhục nhã. Chương 3195 cuồng nộ 1. Tinh cầu tràn ngập lôi đình cũng bị bạo động kịch liệt thổi tan mảng lớn lôi vân lôi hải, thôn thiên ma hoàng bởi vậy thoát khốn. Nhưng sau khi đi ra, hình thể thôn thiên ma hoàng đã đạt đến quy mô chiều cao vài trăm dặm. Toàn thân đều là lôi đình bạo động, không bị khống chế hướng về bên ngoài tàn phá bừa bãi trùng kích, hắn ở bên trong vì bảo mệnh, điên cuồng nuốt luyện lôi đình, đều đã ăn quá no, lại ăn xuống dưới, đều muốn nổ tung. Hướng nào, cái nào cái nào, nhanh đi. Thôn thiên ma hoàng vừa mới thoát khốn, không biết tình huống bên ngoài, nóng lòng phóng thích siêu cấp lôi đình thai nghén trong thân thể. Hắc ma đế quân đưa mắt nhìn ra xa, nóng lòng hiểu rõ chiến trường. Nhưng phóng tầm nhìn tới tất cả đều là đổ sụp cùng chôn vùi, tràn ngập liên miên bất tuyệt bạo tạc cùng hủy diệt, hắn đứng ở nơi đó đều giống như đứng ở vũ trụ thâm uyên lưu vong, đừng nói là mục tiêu, như là toàn bộ đều đã chết, giữa thiên địa chỉ còn hắn cùng vừa tên ngu xuẩn mới thoát khốn. Giống, thôn thiên ma hoàng không quản được nhiều như vậy, lôi chiều bạo động, toàn bộ đánh về phía mảnh vỡ tầng băng phiêu tán xung quanh. Mảnh vỡ đều là hắc ma đế quân vừa mới đánh ra. Mặc dù gặp chôn vùi chiều dâng tàn phá bừa bãi, không ngừng mà phá giải, không ngừng mà sụp đổ, nhưng vẫn quá lớn, tùy tiện một khối đều như hòn đảo, có thậm chí giống như lục địa cỡ nhỏ. Hắn không biết những vật này còn có thể chắp phá lại hay không, trước hủy diệt lại nói. Ầm ầm, thôn thiên ma hoàng giống như lôi tổ hình người, há miệng dâng trào, vô tận lôi chiều đổ xuống mà ra, tựa như biển gầm sôi trào, như vạn thú bôn đằng, cực hạn khuếch tán, tàn phá bừa bãi phóng tới. Gào thét nhấc lên đánh thẳng vào tầng băng mảnh vỡ. Hắc ma đế quân cũng nhanh chóng bạo khởi, thừa dịp, nhàn rỗi, trước tiên triệt để hủy diệt tinh cầu màu xanh lam trấn áp phong khốn mình. Hắn cuồng lực vô biên, khẩn thiết bạo kích, mảng lớn tầng băng bị đánh vỡ nát. Về phần lôi đình tinh cầu, chỉ có thể để sau đó, có thể trong thời gian ngắn giải quyết. Liên tục hai đợt bạo tạc chiều dâng tàn phá bừa bãi, trùng kích nặng nhất là chiến trường cự linh tương đối gần đó. Thời điểm đợt tấn công đầu tiên, cự linh bị cưỡng ép tung bay, ba đầu tổ long cũng gào thét tháo chạy, long đế cùng ngao hồn đã lâm vào tuyệt cảnh nắm lấy cơ hội, có đông hoàng càn cùng đông hoàng toại phối hợp, nhanh chóng thoát khốn, nhanh chóng chạy trốn hướng về nơi xa, xa xa kéo dài khoảng cách. Long đế cùng ngao hồn thật sự may mắn. Đợt này bạo tạc tới thật sự kịp thời, chậm thêm một hồi, dù là vài phút, bọn hắn đều có thể bị giết chết. Dựa theo ý long đế cùng ngao hồn. Bọn hắn hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đều muốn lợi dụng cơ hội thoát khốn khó có được này, lợi dụng thời gian bạo tạc tiếp tục tàn phá bừa bãi, gấp rút tiếp viện những chiến trường khác. Cho nên không để ý Long Đế gào thét, bọn hắn nhào về phía chiến trường quái vật tương đối gần một chút. Ba viên tinh cầu quá kinh khủng, ba vị đế quân đều bị khống chế, bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, cứu ra một cái, tốt nhất là Hắc Ma đế quân. Cho nên, bọn hắn hướng phía nơi này xông lại, cách mênh mông mấy chục vạn dặm, tốc độ bọn họ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là thiêu đốt mình trong thân thể Long Đế cùng Ngao Hồn, Long Đế cùng Ngao Hồn cũng không dãy dụa nữa, phối hợp bọn hắn phóng tới. Nhưng, mắt thấy khoảng cách kéo đến 10 vạn dặm, tinh cầu hắc ám đột nhiên đổ sụp, ngay sau đó man hoang đế tổ tự bạo,
bọn hắn đứng chịu mũi xào, bị vô tình bạo kích. Thật vất vả vọt mạnh hơn 200.000 dặm, vậy mà đường cũ trở về hơn phân nửa, mà lực lượng quy hư trùng kích, Long Đế cùng Ngao Hồn cơ hồ bị lột ra, phải rồng toàn thân đều biến mất, thịt rồng đều chôn vùi mảng lớn, lộ ra bạch cốt âm u cùng nội tạng đỏ tươi. Không thể tha thứ. Cự linh rốt cuộc cũng nổi giận, chiến khu to lớn bộc phát chiến ý hùng hồn, như cự nhạc tuyệt thế, cưỡng bức chống đỡ bạo loạn liên tục. Phía trước là bạo tạc tinh hạch triều dâng, phía sau là mãnh liệt quy hư bạo động, hai nguồn năng lượng hủy diệt ở trước sau sau hắn trùng kích mãnh liệt, tàn phá chiến khu, nhưng hắn lù lù bất động, trấn áp thâm không. Ánh mắt bén nhọn càn quét hắc ám vô tận, vô biên bạo động, tìm kiếm mục tiêu. Lúc này, hai đầu tử kim cự long tháo chạy theo chôn vùi triều dâng đạp vào ánh mắt. Ngực bụng cự linh cuồn cuộn, năm trái tim bành trướng nhảy lên, bộc phát ra sinh cơ không có gì sánh kịp, khép lại chiến khu đồng thời sôi trào ra sức mạnh không có tận cùng. Ầm ầm tiếng vang, hắn bay thẳng lên trời, siêu cấp chiến khu cao tới 180 dặm, nhảy lên chính là ngàn dặm, liên tiếp vượt qua gần vạn dặm, có thể so với vượt qua không gian. Long Đế cùng Ngao Hồn đang kịch liệt nhấc lên, tức giận mắng Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại xen vào việc của người khác. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cực lực phóng thích sóng chiều không gian, cũng bị phẫn đau đớn, ai có thể nghĩ tới nơi đó bộc phát ra bạo tạc thảm liệt như vậy, còn là liên tiếp. Mau rời khỏi nơi này. Long Đế rên rỉ, thân thể bị quy hư chiều dâng tàn phá, đều nhanh muốn làm tan, không cách nào nói rõ đau đớn để hắn sắp mất lý trí. Ổn định, ngươi là Long Đế, ngươi mẫu thân nó ổn định. Đông Hoàng Càn đang cực lực khống chế, nhưng Yên Diệt cùng hư vô linh chủng pháp tắc tiếp tục va chạm, phá hủy tất cả thâm không, thực sự khó mà đào thoát. Hắn, chung quy vẫn là thần linh. Ta không phải đang ổn sao? Ta không phải, ta, ngọa tào. Long Đế đột nhiên tuôn ra câu nói tục, hắc ám nơi xa bạo động, tiếng vang rung động thâm không, một khủng bố cự linh lớn đến để cho người ta hít thở không thông đang hướng về bọn hắn nơi này phóng tới, mắt thấy là mẫu thân nó sắp đến. Huyết tế Long Đế kiếm của ngươi. Đông Hoàng Càn lo lắng nhắc nhở. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Long Đế mãnh liệt nhấc lên, thân rồng dài tới 30 dặm cưỡng ép quay quanh ở Long Đế kiếm. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi thẩm thấu đế kiếm, đế kiếm mở ra thịt rồng, nương theo cường quang trùng thiên, một cỗ tuyệt thế ba động khủng bố nháy mắt nổ tung, vạn đạo cường quang, chiếu thấu quy hư, xua tan hắc ám, vậy mà hiện ra hình ảnh vạn long lên trời khủng bố, rung động lòng người. Hoa Mỹ tuyệt luân. Chương 3196 cuồng nộ 2. Ngao Hồn, phối hợp ta. Long Đế dùng huyết nhục tế hiến Long Đế kiếm, muốn mở ra mảnh bạo động quy hư triều dâng còn đang tiếp tục. Oanh, rầm rầm rầm. Cự linh đang phóng tới gần, toàn thân sôi trào ánh sáng kỳ diệu, bộc phát lực lượng không có gì sánh kịp, giống như khôi giáp phòng ngự, trước sau bạo động vậy mà đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Ngao Hồn cảm nhận được áp bách đến ngạt thở. Trong lúc hỗn loạn điên cuồng nhấc lên, khí thế áp bách sợ hãi bên trong, hắn phát ra gào thét to rõ, gian nan phóng tới Long Đế, quấn chặt lấy Long Đế kiếm. Long Đế, ta không nghĩ như thế, nhưng, trước khi quấn quanh Long Đế kiếm, Ngao Hồn đột nhiên bộc phát vạn đạo cường quang, huyết nhục linh hồn, không có bất kỳ lo lắng gì, toàn bộ tế hiến tặng cho Long Đế kiếm, sau đó xương rồng quay quanh, sát Long Đế kiếm phóng lên tận trời. Long Đế, vĩnh biệt, tiểu tử. Người mau bỏ đi. Ngao Hồn nhấc lên xương rồng, bi phẫn gầm thét, cách xa với Long Đế, để Đông Hoàng Toại rời khỏi. Ngươi! Đông Hoàng Toại bỗng nhiên biến sắc, quá đột nhiên, không nghĩ tới gia hỏa này tuyệt nhiên như vậy. Nhưng, nhìn cự linh đang tấn mãnh tới gần, cảm nhận được tai nạn phong bạo bạo động xung quanh mấy chục vạn dặm, hắn dứt khoát phát ra gào thét thảm thiết. Thần tôn, không cần bi thương, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta, không sợ tử vong. Ầm ầm, Đông Hoàng Toại lấy thân thể thần linh, huyết tế hư vô đồ đằng, cưỡng bức dung hợp đến quy hư trong cuồng chiều, đưa Ngao Hồn sinh ra tử trí đi đến trước mặt cự linh. Cự linh đang phóng tới, vô cùng chú ý tới Long Đế kiếm, bỗng nhiên gia tốc, kết quả Ngao Hồn trong chốc lát xuất bây giờ trước mặt, thân rồng nhấc lên giống như cuồng dã vung lên tới roi sắt, đùng âm thanh quấn chặt lấy yết hầu, thân rồng hơn 30 dặm cưỡng bức quấn quanh 3 năm vòng. Giống. Thân thể cự linh bạo khởi ầm vang rơi xuống, một bàn tay to lớn điên cuồng xé rách xương rồng, răng rắc giòn vang, xương cốt bị vô tình bóp nát, thân rồng bị tàn nhẫn phá giải, nhưng... Ngao Hồn đã triệt để bộc phát, không sợ hãi, nó điên cuồng quấn quanh, long khí sôi trào bạo động diễn biến ra nhiều loại tuyệt tích long tộc lớn,
tàn phá đầu cự linh, đánh thẳng vào thân thể cự linh. Hống 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 hống. Ngao hồn cuồng loạn điên cuồng, phóng thích, phóng thích, phóng thích, cuối cùng của cuối cùng, hắn điên cuồng phóng thích ra. Long uy bạo động, long khí sôi trào, long ngâm kinh thiên, long tộc kiêu ngạo tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Thẳng đến. Đùng âm thanh giòn vang, cự linh lung tung xé rách móng vuốt đột nhiên giữ lại đầu rồng ngao hồn, không chần chờ chút nào, một bàn tay to lớn cuồng lực bộc phát, bóp chặt lấy đầu, nhưng cùng lúc, ngao hồn điên cuồng đến cực hạn, cũng đến cuối cùng, không chần chờ chút nào, theo đầu vỡ vụn, xương rồng được long hồn kích thích, toàn diện dẫn bạo. Ầm ầm. Cái cổ vỡ vụn tại chỗ, đầu cùng hai tay xé rách, cũng bị ứng thanh nổ tung. Tinh hạch bạo tạc cùng quy hư triều dâng còn đang tàn phá bừa bãi, đầu cùng xương cốt vỡ vụn vừa mới nổ tung liền bị vô tình cuốn bay. Chôn vùi. Giống. Linh hồn cự linh phát ra gầm thét bi phẫn. Đây là chiến trường gì? Toàn mẫu thân nó quá lộn xộn. Cái này không phải chiến trường. Đám điên này đơn giản không có ai muốn sống, chỉ muốn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, nương tựa theo tuyệt thế hung danh, bọn hắn bất luận đến đâu, đối phương đều run lẩy bẩy, không có dám can đảm chống cự. Đều đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không có gặp được điên cuồng phản kích thảm liệt như vậy. Ngao hồn. Long đế bi phẫn gào thét, quá đột nhiên, không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng thảm liệt giờ khắc này cũng triệt để chọc giận long hồn cao ngạo của hắn. Long đế kiếm đang được cường thế tế điện mãnh liệt xoay chuyển, phóng lên tận trời, giết tới cự linh đang ầm ầm lui lại. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đông hoàng càn ở trong thân thể long đế bạo khiêu gầm thét, mặc dù trước khi đi đến thiên khải đã làm xong chuẩn bị chịu chết, nhưng thật đến giờ phút này, vẫn đè nén không được bi thống cùng tức giận cuồn cuộn trong lòng. Hắn cuồng loạn giống giận, thôi động hư thiên đồ đằng phối hợp long đế kiếm. Long đế kiếm âm vang tranh minh, vang vọng vũ trụ. Long đế tế hiến cùng ngao hồn huyết tế để long đế kiếm kích phát sát uy đến cực hạn, như là hồng hoang tổ long thức tỉnh, sôi trào long uy tuyệt thế, bổ ra chiều dâng vô tận dung chuyển, khuấy động năng lượng hư thiên, giết tới trước mặt cự linh. Cự linh đã nhận ra nguy hiểm, lực lượng toàn thân phun trào, vung lên tay cụt, chính diện chặn đánh long đế kiếm. Keng! Long đế kiếm kịch liệt nhấc lên, được đông hoàng càn cực hạn thao túng, tại long đế mãnh liệt quấn quanh, mạo hiểm tránh khỏi kiếm mang, xuất hiện ở trước mặt cự linh. Ầm ầm tiếng vang, ánh sáng long đế kiếm chiếu xa vạn trượng, sôi trào long khí bộc phát toàn diện, vậy mà diễn biến ra trăm ngàn long kiếm, lít nha lít nhít bạo kích cự linh, kiềm chế nó hành động. Long đế thì quay quanh long đế kiếm, phối hợp đông hoàng càn, phóng lên tận trời, treo cao đến trên cổ cự linh đã đứt gãy. Phốc phốc. Long đế kiếm như thiên nộ giáng lâm, xuyên thẳng cái cổ, bạo kích nội tạng. Long đế không có thừa cơ rời khỏi, mà tự mình quấn quanh lấy long đế kiếm cùng một chỗ đâm xuống, muốn đạt tới mạnh nhất hiệu quả. Hắn tiếp tục huyết tế long đế kiếm, bộc phát long khí kiếm chiều thảm liệt, nhấc lên kiếm đạo phong bạo kinh khủng, tàn phá bừa bãi nội tạng hài cốt cự linh. Chết chết chết, chết chết chết. Long đế triệt để nổi giận, điên cuồng phát tiết. Hận không thể thôi động long đế kiếm xoắn nát toàn bộ nội bộ cự linh thành huyết thủy thịt nhão. Cự linh bị trọng thương thảm liệt, huyết thủy từ vết thương dâng trào, trong đó hai trái tim đều tùy theo sụp đổ, huyết chiều xông ra giống như biển động, che mất long đế điên cuồng bên trong. Nhưng, hắn còn lại ba trái tim, kích ra sinh cơ mênh mông, trùng kích toàn thân khép lại thương thế, cho hắn tranh thủ đến mấy phần tỉnh táo cùng lý trí. Giống. Linh hồn cự linh phát ra tê khiếu. Hai tay phá toái vậy mà cưỡng ép khép lại, sau đó cắm vào lồng ngực mình. Hung tàn, bạo ngược. Phốc, phốc. Một bàn tay bắt lấy long đế, một bàn tay bắt lấy long đế kiếm. Chương 3197 long tộc bị thương nặng. Đông hoàng càn, truyền lời Khương Phàm. Nếu thắng, thiện đãi long tộc. Long tộc, nguyện dùng hai tôn long đế, đổi huyết mạch long tộc vạn cổ truyền thừa, đổi long tộc chi hỏa. Vĩnh hằng không tắt. Long đế phát ra gầm thét bi thương, trực tiếp trong cơ thể cự linh thân quay quanh bàn tay lớn đang bắt hắn lại kia. Long đế. Đông hoàng càn bị xúc động mạnh. Đi, đi, ha ha, ha ha ha. Long đế gầm thét biến thành cười to, điên cuồng biến thành bi tráng, bên trong mắt rồng đẫm máu nhỏ xuống nước mắt. Hắn không nghĩ tới một bước này, càng không có nghĩ tới sẽ như thế, hắn chỉ là kiềm chế, vì sao? Sẽ là như vậy. Nhưng. Long tộc, vĩnh biệt. Long tộc đại lục, vĩnh biệt. Chỉ mong sự điên cuồng của ta tỉnh lại kiêu ngạo đang yên lặng trong long tộc, đổi được long tộc.
Vạn cổ vĩnh tồn. Đi, ngươi là võ giả không gian, ngươi còn có thể phát huy tác dụng, đi. Đi mau. Long đế tại trong cơ thể cự linh thân điên cuồng xé rách bàn tay lớn, tranh thủ đến cơ hội cho Đông Hoàng Càn. Long đế kiếm trong cơ thể cự linh thân nâng máu tươi, tăng vọt uy thế, điên cuồng quấy, kiếm cương như rồng, vỡ nát một bàn tay to lớn của cự linh đang bắt nó khống chế hắn. Cự linh ý nhận ra điên cuồng xé rách bên trong, lấy ra muốn hai thứ nguy hiểm. Nhưng, Long đế trung quy vẫn là Long đế, 30.000 năm trưởng thành, yêu loại cường hãn nhất trong lúc cực hạn bạo phát há có thể nói xé rách liền xé rách ra, huống chi còn siêu cấp đế binh chấn thủ Long tộc mấy chục vạn năm, Long đế kiếm. Nhất định sẽ truyền lời. Long tộc chi hỏa, không tắt, Long tộc kiêu ngạo, bất diệt. Đông Hoàng Càn thay đổi ngang bướng như thường ngày, gửi lời chào Long đế, cưỡng ép rời khỏi thân rồng, xông vào thâm không bạo loạn. Sau một khắc, oanh, ầm ầm. Long đế kiếm, toàn bộ tế hiến. Một cái là thống lĩnh Long tộc đương thời, một cái là đế binh Long tộc truyền thừa vạn cổ. Trước một khắc bạo tạc, Long đế kéo lấy bàn tay to đang bắt lấy mình, cưỡng bức cuốn lấy xương cột sống cự linh, Long đế kiếm càng bỗng nhiên chìm xuống, thẳng tới dưới đáy, đánh thẳng vào hai trái tim đang bành trướng nhảy lên nơi đó. Đáng chết! Cự linh muốn xé rách tới đã không kịp. Liên tiếp hai cỗ bạo tạc, vang vọng chiến trường, nương theo long khí sôi trào, long uy bạo động, cùng Long đế kiếm siêu cấp đế binh đưa tới vạn kiếm phong bạo, nội tạng cùng hài cốt cự linh chịu đủ tàn phá triệt để vỡ nát, cao tới chiến khu 180 dặm kịch liệt phồng lên, kịch liệt cuồn cuộn, sau một lát, toàn diện nổ tung. Phía trước tinh hạch bạo tạc triều dâng vẫn còn đang tiếp tục, phía sau man hoang đế tổ tự bạo quy hư còn đang tàn phá bừa bãi, nơi này toàn diện lại lần nữa dâng lên hỗn loạn bạo động, cường quang chói mắt, rọi hắc ám khắp nơi, bạo động long khí như biển gầm tàn phá bừa bãi, như vô số long ảnh đang nhấc lên. Long đế, hạ giới, bên trong đế thành Long tộc, toàn bộ Long tộc đều tụ tập tại trong tổ từ, chú ý nguyên hỏa sinh mệnh đang thiêu đốt. Ngắn ngủi trong vài phút, đầu tiên là ngao hồn, lại là Long đế, mênh mông hỏa diễm liên tiếp dập tắt, biểu thị toàn bộ chiến tử trên thiên khải. Ngay cả tế đàn cung phụng Long đế kiếm cũng tại thời khắc này tan rã, tượng trưng cho Long tộc chí cao quyền lợi cùng truyền thừa, Long đế kiếm, hiển nhiên cũng hủy ở thiên khải. Vạn long gào thét, cảm xúc bi phẫn cùng đau đớn chảy xuôi khắp đế thành. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Long tộc vậy mà bỏ ra cái giá thê thảm như vậy tại thiên khải, lại là toàn diệt. Toàn diệt. Bên trong vũ trụ thâm không, bạo tạc kéo dài, chiến trường triệt để bị phá tan, cũng tiếp tục tạo thành cục diện hỗn loạn mất khống chế. Sớm tại thời điểm tinh hạch bạo tạc cùng man hoang đế tổ bạo tạc nhấc lên tiếp tục trùng kích, cự linh ổn định, nhưng ba tôn tổ long lại bị tách ra, mà xông ra rất rất xa, đến Bạch Hổ chiến trường. Trước khi thôn tinh thú bạo tạc, Kiều Vô Hối cùng Lý Dần có Đông Hoàng Như Ảnh phối hợp, cưỡng ép áp chế hai tôn Bạch Hổ, thậm chí một lần muốn hình thành tuyệt sát, nhưng đột nhiên bạo tạc mãnh liệt cuồn cuộn lấy vũ trụ mịt mờ, tàn phá bừa bãi mấy chục vạn dặm, vô tình trùng kích đến nơi này, để ưu thế đang hình thành của bọn hắn không còn sót lại chút gì. Bao gồm cả Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân trấn áp Bạch Hổ, cùng Khương Thương đang dây dưa với một đầu Bạch Hổ đều bị chật vật lật tung ra ngoài. Đang lúc bọn hắn chật vật ổn định, thời điểm muốn tìm hiểu tình hình, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba bạo tạc giao thế giáng lâm, trông chất chiều dâng va chạm giao kích, nơi xa tạo thành chiều cường hủy diệt càng khốc liệt hơn, mênh mông chiến trường đều cuốn vào bên trong hỗn độn bạo loạn, tiếp tục điệp ra đế uy cùng pháp tắc ba động kích thích ra cảm giác sợ hãi sâu trong linh hồn bọn hắn. Ngay cả bốn tôn Bạch Hổ chinh chiến vũ trụ nhiều năm cũng đã nhận ra nguy cơ. Chiến đấu thảm liệt như vậy đã nhớ không rõ bao lâu rồi không có gặp phải, cường giả điên cuồng như vậy, cũng không biết bao nhiêu chiến trường chưa từng gặp qua. Chết rồi. Lão nhân khô gầy đứng phiêu diêu trên tế đàn, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc, hoàn toàn không cách nào hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước hết nhất đó là thôn tinh thú. Tất cả trong thân thể thôn tinh thú đều là tinh hạch, tức có thể hoành hành thâm không, tốc độ có thể so với võ giả không gian, lại ẩn chứa năng lượng cực hạn. Bộc phát ra hủy diệt chiều dâng, ngay cả tinh cầu đều có thể đạp nát, ngay cả tinh cầu đều có thể luyện hóa, làm sao có thể đột nhiên liền dẫn nổ. Trong sự hiểu biết của hắn, đơn giản không thể nào phát sinh. Trừ phi, tinh hạch thôn tinh thú tự mình dẫn nổ. Nhưng, có khả năng sao? Chẳng lẽ bị thao túng ý thức? Sau đó liên tiếp phát sinh bạo tạc, vậy mà đều truyền đến từ hai vị đồng bạn khác nơi đó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Siêu siêu siêu. Đông Hoàng Như Ảnh phóng tới trong thâm không, lợi dụng bạo tạc hỗn loạn,
khẩn cấp tập kết Kiều Vô Hối cùng Lý Dần. Chương 3198 Thiên Khải Mộ Địa 1. Lý Dần hỗn loạn sóng chiều che mất Bạch Hổ tại chỗ. Bạch Hổ lập tức ra chóc thịt bong, cốt nhục sai chỗ, linh lực cùng máu tươi đều toàn diện mất khống chế, thảm liệt đau đớn để hắn cơ hồ muốn hôn mê tại trận. Hỗn loạn là cực hạn mất khống chế, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này sụp đổ. Kiều Vô Hối diễn biến hai tôn liệt diễm chu tước, liên tiếp bạo khởi, xông vào bên trong thủy triều hỗn loạn. Nhưng, bọn hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào cùng hỗn loạn. Đây là Lý Dần trong lúc hỗn loạn diễn biến ra hoàn trật tự toàn mới, giao phó hai tôn liệt diễm chu tước tư cách hoành hành không trở ngại, thẳng tới trước mặt Bạch Hổ. Bạo! Kiều Vô Hối bắt lấy Lý Dần, bay thẳng lên trời, rời khỏi xa xa, đồng thời dẫn nổ hai tôn liệt diễm chu tước. Oanh, ầm ầm. Hai tôn liệt diễm chu tước mặc dù không bằng đế quân bạo tạc, nhưng ở thời khắc trong ngoài ngoài Bạch Hổ toàn bộ rối loạn, hai cỗ bạo tạc mang tới đau đớn cùng tổn thương tuyệt đối không yếu chu tước niết bàn đế cấp. Chiến khu Bạch Hổ đang rối loạn bị vô tình bao phủ, trong liệt diễm niết bàn không chỉ có tràn ngập uy lực phần thiên diệt thế, càng bạo động lấy hủy diệt cùng khí tức tuyệt vọng, cứng cỏi chiến khu vỡ vụn tại chỗ. Lão nhân khô gầy phương xa đang đi đường hiện vẻ mặt giận dữ, mặc dù cách rất xa, nhưng ý thức liên hệ đã để hắn biết tình huống nơi đó. Tổ hợp bạo kích liên tiếp gần như hoàn mỹ này để con chiến sủng Bạch Hổ thứ hai của hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bạo! Lão nhân gầm thét. Nếu đào thoát vô vọng, vậy hủy diệt bản thân. Oanh! Bạch Hổ đang bị liệt diễm tàn phá không chần chờ chút nào phóng thích bản thân, dẫn phát bạo tạc càng kinh khủng càng khốc liệt hơn. Kiều Vô Hối, Lý Dần, Khương Thương bọn người đều làm chuẩn bị, dù sao trước đó lĩnh giáo qua. Nhưng thực sự không biết cụ thể khi nào, cho nên vẫn nhận lấy tác động tổn thương khác biệt trình độ, càng bị cưỡng ép lật tung vài trăm dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm. Liên đới Đông Hoàng như ảnh giam cầm chàng hạt đều toàn bộ sụp đổ, nàng bị oanh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Chỉ là lần này, nàng không có đầy đủ đan dược để khôi phục. Ba vị Bạch Hổ khác đều có chỗ cảm giác, nhao nhao gầm thét, bổ nhào đi qua phía phương hướng bạo tạc. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Hai tôn Bạch Hổ khí thế càng mạnh trong đó vậy mà từ phía sau lưng tuôn ra cốt sực thảm liệt, nhuộm máu tươi, treo thịt nát, cuồng dã chấn động, nhấc lên sát lục cuồng chiều ngập trời, như khống chế cuồng phong, thao túng hư không, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Lão phu tung hoành vũ trụ 315.000 năm, có thể bức ta tự mình động thủ, số lượng không hơn 100 người, các ngươi. Đầy đủ kiêu ngạo. Thân thể lão nhân khô gầy chậm rãi vặn vẹo, bỗng nhiên nâng tay phải lên, bạo kích hắc thạch tế đàn. Ầm ầm, tế đàn oanh minh, như thiên nhạc lay động, giống như đại địa tách rời, nhấc lên thanh thế khủng bố tuyệt luân. Hắc khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, một bóng người dữ tợn vặn vẹo lên thành hình, hất lên đầu bồng, âm trầm phiêu đáng, chậm rãi vươn ra hai tay, vậy mà biến thành móng vuốt màu đen dữ tợn. Ngay sau đó, đạo bóng đen thứ hai, đạo bóng đen thứ ba, đạo bóng đen thứ tư, đạo bóng đen thứ năm, đạo bóng đen thứ sáu. Sáu bóng đen to lớn. Hắc khí cuồn cuộn, áo choàng cuồng vũ, bọn chúng phát ra tê khiếu sắc nhọn, nổ bắn ra thâm không, nhào về phía bọn người Kiều Vô Hối nơi đó. Khương Thương, toàn thể tập kết. Sau khi Đông Hoàng như ảnh cường thế ổn định, không lo được thương thế thảm liệt liền phát ra hò hét đầy lo lắng. Mặc dù chém giết vị Bạch Hổ thứ hai, nhưng nàng hoàn toàn có thể dự đoán được, vị lão nhân khô gầy kia khẳng định phải tự mình ra tay, không biết sẽ là thủ đoạn gì, nhưng khẳng định vô cùng khủng bố. Ở đâu, chỉ dẫn ta. Khương Thương cưỡng ép ổn định, lên tiếng gào thét, nhắc nhở bọn người tinh linh đế quân mau chóng tiêu ký cho mình, chỉ dẫn cho hắn. Hắn dâng cao chiến ý, càng mặt đầy nghiêm trọng, trước đó phách lối không còn sót lại chút gì, thật sự là kẻ địch quá mạnh, còn mạnh hơn xa so với dự đoán. Lấy tổ hợp số lượng đế quân như bọn hắn, liên hoàn kích tinh diệu duy mỹ như vậy đều rất khó hình thành chấn sát tuyệt đối. Oanh! Kiều Vô Hối, Lý Dần, tinh linh đế quân. Hồng Võ đế quân liên tiếp ổn định, cực lực áp chế thương thế đồng thời phóng thích cường thịnh ánh sáng, chỉ dẫn Khương Thương cùng Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, trước tiên khóa chặt bọn hắn, liên tiếp biến mất, lân cận triển khai tập kết. Nhưng, Bạch Hổ bạo tạc nhấc lên bạo động tung bay bọn hắn ra khoảng cách thực sự quá xa, mà khu vực Bạch Hổ vừa mới bạo tạc tạo thành không gian toàn diện đổ sụp, rất khó ngưng tụ đạo ngấn. Càng khó thi triển pháp tắc, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Khương Thương không thể không đường vòng cứu viện. Đúng vào lúc này, sáu đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hồng Võ Đế Quân. Thứ gì?
Hồng Võ Đế Quân bỗng nhiên cảnh giác, vô ý thức bộc phát tự nhiên chiều dâng, diễn biến sơn hà vạn tướng, cường thế xua tan bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nhưng, quỷ ảnh mãnh liệt nhấc lên, hiện ra hình dáng chân thực, lại là sáu đạo hồn châm, không nhìn lấy sơn hà bạo động, không sợ năng lượng tự nhiên, dễ như trở bàn tay cắm vào trong thân thể Hồng Võ Đế Quân, một đạo đánh trúng trên trán, một đạo tập trung thân thể, còn lại bốn đạo đánh trúng vào tứ chi, cưỡng ép giam cầm linh hồn đồng thời dẫn dắt thân thể. A! À, Hồng Võ Đế Quân kêu thê lương thảm thiết, linh hồn thừa nhận đau đớn cùng tra tấn không cách nào nói rõ, như bị cưỡng ép khế ước, bị cưỡng ép thao túng, bị cưỡng ép hòa tan. Không không không! Đế Quân, Đế Quân! Ta không bình thường, Đế Quân, không được qua đây! A! À, Hồng Võ Đế Quân đã nhận ra không ổn, điên cuồng giãy giụa, tiếng hét thê lương, thậm chí muốn dẫn bạo mình, nhưng linh hồn nhanh chóng suy yếu, bị sáu đạo hồn châm vô tình thao túng. Sau một khắc, đáy mắt Hồng Võ Đế Quân lấp lóe hắc quang, nhanh chóng bạo khởi, xông về tinh linh đế quân xa xa. Chương 3199 Thiên Khải Mộ Địa 1. Lý Dần hỗn loạn sóng chiều che mất Bạch Hổ tại chỗ. Bạch Hổ lập tức ra chóc thịt bong, cốt nhục sai chỗ, linh lực cùng máu tươi đều toàn diện mất khống chế, thảm liệt đau đớn để hắn cơ hồ muốn hôn mê tại trận. Hỗn loạn là cực hạn mất khống chế, ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này sụp đổ. Kiều Vô Hối diễn biến hai tôn liệt diễm chu tước, liên tiếp bạo khởi, xông vào bên trong thủy triều hỗn loạn. Nhưng, bọn hắn không có nhận bất kỳ ngăn trở nào cùng hỗn loạn. Đây là Lý Dần trong lúc hỗn loạn diễn biến ra hoàn trật tự toàn mới, giao phó hai tôn liệt diễm chu tước tư cách hoành hành không trở ngại, thẳng tới trước mặt Bạch Hổ. Bạo! Kiều Vô Hối bắt lấy Lý Dần, bay thẳng lên trời, rời khỏi xa xa, đồng thời dẫn nổ hai tôn liệt diễm chu tước. Oanh! Ầm ầm! Hai tôn liệt diễm chu tước mặc dù không bằng đế quân bạo tạc, nhưng ở thời khắc trong ngoài ngoài Bạch Hổ toàn bộ rối loạn, hai cỗ bạo tạc mang tới đau đớn cùng tổn thương tuyệt đối không yếu chu tước niết bàn đế cấp. Chiến khu Bạch Hổ đang rối loạn bị vô tình bao phủ, trong liệt diễm niết bàn không chỉ có tràn ngập uy lực phần thiên diệt thế, càng bạo động lấy hủy diệt cùng khí tức tuyệt vọng, cứng cỏi chiến khu vỡ vụn tại chỗ. Lão nhân khô gầy phương xa đang đi đường hiện vẻ mặt giận dữ, mặc dù cách rất xa, nhưng ý thức liên hệ đã để hắn biết tình huống nơi đó. Tổ hợp bạo kích liên tiếp gần như hoàn mỹ này để con chiến sủng Bạch Hổ thứ hai của hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bạo! Lão nhân gầm thét. Nếu đào thoát vô vọng, vậy hủy diệt bản thân. Oanh! Bạch Hổ đang bị liệt diễm tàn phá không chần chờ chút nào phóng thích bản thân, dẫn phát bạo tạc càng kinh khủng càng khốc liệt hơn. Kiều Vô Hối, Lý Dần, Khương Thương bọn người đều làm chuẩn bị, dù sao trước đó lĩnh giáo qua. Nhưng thực sự không biết cụ thể khi nào, cho nên vẫn nhận lấy tác động tổn thương khác biệt trình độ, càng bị cưỡng ép lật tung vài trăm dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm. Liên đới Đông Hoàng như ảnh giam cầm chàng hạt đều toàn bộ sụp đổ, nàng bị oanh máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Chỉ là lần này, nàng không có đầy đủ đan dược để khôi phục. Ba vị Bạch Hổ khác đều có chỗ cảm giác, nhao nhao gầm thét, bổ nhào đi qua phía phương hướng bạo tạc. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Hai tôn Bạch Hổ khí thế càng mạnh trong đó vậy mà từ phía sau lưng tuôn ra cốt dực thảm liệt, nhuộm máu tươi, treo thịt nát, cuồng dã chấn động, nhấc lên sát lục cuồng chiều ngập trời, như khống chế cuồng phong, thao túng hư không, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Lão phu tung hoành vũ trụ 315.000 năm, có thể bức ta tự mình động thủ, số lượng không hơn 100 người, các ngươi. Đầy đủ kiêu ngạo. Thân thể lão nhân khô gầy chậm rãi vặn vẹo, bỗng nhiên nâng tay phải lên, bạo kích hắc thạch tế đàn. Ầm ầm, tế đàn oanh minh, như thiên nhạc lay động, giống như đại địa tách rời, nhấc lên thanh thế khủng bố tuyệt luân. Hắc khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, một bóng người dữ tợn vặn vẹo lên thành hình, hất lên đầu bồng, âm trầm phiêu đáng, chậm rãi vươn ra hai tay, vậy mà biến thành móng vuốt màu đen dữ tợn. Ngay sau đó, đạo bóng đen thứ hai, đạo bóng đen thứ ba, đạo bóng đen thứ tư, đạo bóng đen thứ năm, đạo bóng đen thứ sáu. Sáu bóng đen to lớn. Hắc khí cuồn cuộn, áo choàng cuồng vũ, bọn chúng phát ra tê khiếu sắc nhọn, nổ bắn ra thâm không, nhào về phía bọn người Kiều Vô Hối nơi đó. Khương Thương, toàn thể tập kết. Sau khi Đông Hoàng như ảnh cường thế ổn định, không lo được thương thế thảm liệt liền phát ra hò hét đầy lo lắng. Mặc dù chém giết vị Bạch Hổ thứ hai, nhưng nàng hoàn toàn có thể dự đoán được, vị lão nhân khô gầy kia khẳng định phải tự mình ra tay, không biết sẽ là thủ đoạn gì, nhưng khẳng định vô cùng khủng bố. Ở đâu, chỉ dẫn ta.
Khương Thương cưỡng ép ổn định, lên tiếng gào thét, nhắc nhở bọn người tinh linh đế quân mau chóng tiêu ký cho mình, chỉ dẫn cho hắn. Hắn dâng cao chiến ý, càng mặt đầy nghiêm trọng, trước đó phách lối không còn sót lại chút gì, thật sự là kẻ địch quá mạnh, còn mạnh hơn xa so với dự đoán. Lấy tổ hợp số lượng đế quân như bọn hắn, liên hoàn kích tinh diệu duy mỹ như vậy đều rất khó hình thành chấn sát tuyệt đối. Oanh! Kiều Vô Hối, Lý Dần, tinh linh đế quân, Hồng Võ đế quân liên tiếp ổn định, cực lực áp chế thương thế đồng thời phóng thích cường thịnh ánh sáng, chỉ dẫn Khương Thương cùng Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương, trước tiên khóa chặt bọn hắn, liên tiếp biến mất, lân cận triển khai tập kết. Nhưng, Bạch Hổ bạo tạc nhấc lên bạo động tung bay bọn hắn ra khoảng cách thực sự quá xa, mà khu vực Bạch Hổ vừa mới bạo tạc tạo thành không gian toàn diện đổ sụp, rất khó ngưng tụ đạo ngấn, càng khó thi triển pháp tắc, Đông Hoàng Như Ảnh cùng Khương Thương không thể không đường vòng cứu viện. Đúng vào lúc này, sáu đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Hồng Võ Đế Quân. Thứ gì? Hồng Võ Đế Quân bỗng nhiên cảnh giác, vô ý thức bộc phát tự nhiên chiều dâng, diễn biến sơn hà vạn tướng, cường thế xua tan bóng đen đột nhiên xuất hiện. Nhưng, quỷ ảnh mãnh liệt nhấc lên, hiện ra hình dáng chân thực, lại là sáu đạo hồn châm, không nhìn lấy sơn hà bạo động, không sợ năng lượng tự nhiên, dễ như trở bàn tay cắm vào trong thân thể Hồng Võ Đế Quân, một đạo đánh trúng trên trán, một đạo tập trung thân thể, còn lại bốn đạo đánh trúng vào tứ chi, cưỡng ép giam cầm linh hồn đồng thời dẫn dắt thân thể. A! À, Hồng Võ Đế Quân kêu thê lương thảm thiết, linh hồn thừa nhận đau đớn cùng tra tấn không cách nào nói rõ, như bị cưỡng ép khế ước, bị cưỡng ép thao túng, bị cưỡng ép hòa tan. Không không không! Đế Quân, Đế Quân! Ta không bình thường, Đế Quân, không được qua đây! A! À, Hồng Võ Đế Quân đã nhận ra không ổn, điên cuồng giãy giụa, tiếng hét thê lương, thậm chí muốn dẫn bạo mình, nhưng linh hồn nhanh chóng suy yếu, bị sáu đạo hồn châm vô tình thao túng. Sau một khắc, đáy mắt Hồng Võ Đế Quân lấp lóe hắc quang, nhanh chóng bạo khởi, xông về tinh linh đế quân xa xa. Chương 3200 Thiên Khải Mộ Địa 2. Tinh linh đế quân vừa phóng thích năng lượng chỉ dẫn cho Khương Thương, kết quả hư không bạo động, sát phạt tàn phá bừa bãi, 72 viên sát lục niệm châu chiếu ánh thâm không, đánh xuyên bạo loạn, bằng tốc độ kinh người giao thoa tới. Ầm ầm tiếng vang, âm vang dày đặc, 72 viên sát lục niệm châu tăng vọt quy mô, khí tức sát phạt sôi trào, như là 72 con bạch hổ phóng tới, trải rộng ra sát lục cuồng chiều, diễn biến mạng lưới săn giết. Khương Thương, nhanh! Tinh linh đế quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời quả quyết lựa chọn xuất kích, lúc này tuyệt đối không thể loạn, càng không thể chỉ lo chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ bị động. Ầm ầm, tự nhiên diễn biến, sơn hà vạn tướng, ánh sáng vô biên, đại thế vô tận. Vạn nhạc xen lẫn, ngàn sông lao nhanh, xen lẫn thành sơn hà chiến y hoa lệ, mặc giáp trụ tại trên thân tinh linh đế quân. Cơ thể nàng tăng vọt đến ngàn trượng, không chỉ có người khoác sơn hà, càng là hóa thành tự nhiên, mọi cử động đều phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, càng nương theo đại thế không có gì sánh kịp, như là thế giới hóa thân. Ầm ầm. 72 viên sát lục niệm châu toàn bộ đều đi đến, vô tình lại tàn nhẫn đánh vào trên người nàng. Tinh linh đế quân mãnh liệt lắc lư chiến khu tự nhiên, núi lớn sụp đổ, địa tầng đứt gãy, giang hà rối loạn, rừng rậm chôn vùi, tràng diện bạo động như là 72 viên thiên thạch va chạm thế giới, muốn dẫn phát tuyệt thế tai nạn. Tinh linh đế quân vô tình bị đánh bay ra ngoài, tự nhiên pháp tắc toàn thân kịch liệt ba động, như là lúc nào cũng có thể chôn vùi. Hai thanh bạch hổ chiến mâu đúng vào lúc này cường thế giết tới, vần quanh sát lục phong bạo, phun trào huyết khí ngập trời, không thể phá vỡ, phá diệt vạn vật, đủ để đánh xuyên tinh linh đế quân. Nhưng, bây giờ tinh linh đế quân cũng không phải tinh linh đế quân trước đó, trải qua mấy trăm hơn ngàn tôi luyện, đã có kinh nghiệm chiến đấu, lại bị cưỡng ép đánh bay, không để ý đến đau đớn, thậm chí đều không có khống chế mà tháo chạy, mà là cường thế kích thích pháp tắc, đoàn tụ sơn hà vạn tướng, tự nhiên đại thế. Cùng lúc đó, nàng diễn biến sơn hà trọng thuẫn, ngưng tụ tự nhiên trọng kiếm. Tại lúc hai thanh bạch hổ cây giáo giết tới trong chốc lát, nàng mạo hiểm chặn đánh. Ầm ầm. Sơn hà trọng thuẫn chặn đánh bạch hổ chiến mâu, lực bộc phát kinh khủng, lực bạo kích kinh người, đánh vỡ vụn sơn hà trọng thuẫn ngay lập tức, càng là lật ngược cả tinh linh đế quân, đến mức vừa muốn nhấc ngang trọng kiếm hất ra, cây giáo thứ hai lập tức xuyên qua chiến khu của nàng, mang theo khí tức sát lục thảm liệt, đảo loạn sơn hà tự nhiên. Tinh linh đế quân bị trọng thương, chật vật bay ra ngoài. Kinh nghiệm, chung quy vẫn kém một chút. Ầm ầm.
hai tôn bạch hổ trấn kích cốt dực, nhanh chóng giết tới chiến trường. Một đầu nhào về phía đầu tinh linh đế quân, một đầu nhào về phía lồng ngực tinh linh đế quân. Gương mặt bọn chúng dữ tợn, hung tàn bạo ngược, hai mắt biến thành màu đỏ như máu, cốt dực nhuốm máu bao quanh như cơn lốc sát lục cuồng chiều. Đúng vào lúc này, nơi xa xôi trào cường quang, sơn hà đại thế oanh minh, tự nhiên vạn tướng cuồn cuộn, một mảnh sơn hà hỏa quyển được trải rộng ra, một mũi sát tiễn tự nhiên thành hình. Hồng võ. Tinh linh đế quân lập tức đánh giá ra tình huống nơi đó, cố nén đau nhức cùng sợ hãi, tự nhiên pháp tắc sôi trào, diễn biến xiềng xích rời núi sông, nàng tức giận, hai tay xuất kích, xiềng xích vần quanh bắt lấy tôn bạch hổ nhào về phía ngực nàng, hung hăng giơ lên, để tự nhiên sát tiễn của hồng võ đế quân đánh giết nó. Nhưng, sôi trào cường quang, sát tiễn đánh hụt, quả thật tới, nhưng không phải đánh về phía bạch hổ, mà là đánh xuyên lồng ngực của nàng, đánh nát lồng ngực của nàng. Tinh linh đế quân run rẩy, thân thể thẳng tắp bỗng nhiên cong lên, toàn bộ bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bạch hổ phía trên răng rắc giòn vang, đánh vỡ vụn đầu của nàng, mà bạch hổ bị nàng bắt lấy mãnh liệt nhấc lên, tránh thoát hai tay, đồng thời chấn kích cốt sực, đè ép tinh linh đế quân tháo chạy một trận bạo kích cùng cắn xé. Khác con bạch hổ kia cũng theo sát theo vào, điên cuồng đánh giết. Huyết nhục văng tung tóe, toái cốt bay lên, khí tức tự nhiên trút xuống vũ trụ. Tinh linh đế quân bị đè ép lùi gấp mấy trăm dặm, toàn thân rách dưới, phá thành mảnh nhỏ, bị thảm liệt trà đạp. Không chờ nàng làm ra phản kích, hai tôn bạch hổ chiến mâu cùng sát lục niệm châu toàn bộ theo vào đến nơi này. Giống. Hai tôn bạch hổ phóng lên tận trời, 72 viên sát lục niệm châu thì tràn ngập đất trời bạo kích, chiến khu đã rách dưới của tinh linh đế quân bị đánh nát triệt để. Ngay sau đó, hai cây giáo nhanh chóng bạo kích. Đánh về phía tự nhiên nguyên lực cùng linh hồn nguyên bản bay lên từ trong thân thể đi ra. Đây là hai bản nguyên của tinh linh đế quân. Một cái ngưng tụ khí tức sơn hà vô tận, một cái thì là tự nhiên pháp tắc bảo vệ linh hồn. Một khi bị đánh trúng, tinh linh đế quân sẽ bị chôn vùi triệt để, linh hồn quy về pháp tắc, thân thể hóa thành tự nhiên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Thương kịp thời giết tới. Huyết mạch sôi trào, pháp tắc chấn động. Thiên khung phong bạo theo hai cánh bạo kích kịch liệt cuồn cuộn, hỗn loạn toàn trường. Liệp thần thương bạo kích kịch liệt, đánh về phía bạch hổ chiến mâu đuổi giết tự nhiên nguyên lực ở nơi xa, mình thì nhào về phía linh hồn nguyên bản. Bạch hổ chiến mâu đánh trúng tự nhiên nguyên lực trong chốc lát, bị liệp thần thương tinh chuẩn chặn đánh, cưỡng ép sốc lên, nhưng trùng kích tràn ngập đất trời, lại mở ra tự nhiên nguyên bản, đánh cho trọng thương. Phốc phốc, một thanh bạch hổ chiến mâu khác xuyên qua chiến khu của Khương Thương. Mang ra máu tươi thảm liệt, lực xuyên qua mạnh mẽ đã mở hắn ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn hiểm lại càng hiểm bắt lấy linh hồn nguyên bản. Không chần chờ chút nào, Khương Thương cố nén đau nhức kịch liệt, bay thẳng lên trời, nhào về phía tự nhiên nguyên lực bị phá toái, thét lên ra lệnh liệp thần thương rút lui. Chương 3201 Thiên Khải Mộ Địa 3. Hai tôn bạch hổ trong thiên khung phong bạo cưỡng ép ổn định, cuồng dã gào thét, huy động hai cánh, đuổi bắt Khương Thương. Chịu đựng, ngài không được chết. Khương Thương khàn khàn gào thét, thao túng uy lực tự nhiên, diễn biến mênh mông sinh cơ, khép lại lồng ngực bị đánh xuyên. Linh hồn tinh linh đế quân mệt mỏi nói nhỏ. Hồng võ không bình thường, tìm tới hắn, mau tìm đến hắn. Khương Thương lập tức cảnh giác. Hồng võ đế quân không bình thường, có ý gì, nói rõ ràng. Tinh linh đế quân cố nén ý thức hôn mê. Hắn đã thương ta, đây không phải là ngoài ý muốn. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Hắn có khả năng bị khống chế. Hồng võ đế quân đứng ở đằng xa, trong ý thức hiện lên mấy tia dãy giụa, ngay cả thể hiện cũng đều trở nên dữ tợn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lạnh nhạt, ngược lại còn xông về phía chiến trường khác. Giờ phút này Đông Hoàng Như Ảnh thành công tụ hợp cùng Kiều Vô Hối, lập tức lao tới chỗ Lý Dần. Bọn hắn vô cùng sốt ruột, bởi vì nơi xa không ngừng truyền đến mãnh liệt bạo động, mà Kiều Vô Hối càng là đã nhận ra bốn loại đế mạch ba động. Giống, hống hống hống. Ba con cự long đang vây bắt Lý Dần. Bọn chúng theo bạo tạc mà đến, vết thương chằng chịt, nhưng cuồng tính vẫn không giảm, vừa phát hiện Lý Dần liền đánh tới. Lý Dần cưỡng ép dẫn phát sóng chiều hỗn loạn, giống như là tinh vân vặn vẹo cuồn cuộn, hắn muốn chặn đánh ba con cự long kia, nhưng có vẻ ba con cự long này quá mạnh, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân rồng càng là cường đại giống như thiên trùy bách luyện, đang cuồng dã tiến lên trong hỗn loạn cùng bạo động vô tận. Trong mười mấy phút ngủi đã giết tới trước mặt Lý Dần. Giống. Ba đầu cự long giận dữ hét lên,
trực tiếp phóng xuất ra long tinh của bọn chúng. Bọn chúng kéo dài bạo kích, áp chế sóng chiều hỗn loạn, tranh thủ cơ hội cho long tinh, mà long tinh thì sôi trào long khí ngập trời, cưỡng ép tiến lên đến xung quanh Lý Dần. Long tinh, không thể nghi ngờ là sát khí cực đoan nhất của cự long tộc, tương đương với phân thân, lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường hãn viễn siêu hơn bản thể. Huống chi, ba con cự long này từ đầu đến cuối đều đang rèn luyện long tinh của bọn chúng, trong nháy mắt bộc phát nó, thực lực có thể so với 3-5 lần bản thể. Lý Dần đã phóng thích hỗn loạn, vặn vẹo lên không gian cùng thời gian hết khả năng, nhưng, hắn trung quy vẫn là tân tấn đế quân, làm sao có thể chống cự ba con cự long chinh chiến vạn cổ trùng kích, làm sao có thể ngăn chặn ba con long tinh cường thế bộc phát. Giống, ba con long tinh cường thế tới gần, mang đến áp bách thảm liệt không gì sánh được. Long khí sôi trào như là hàng vạn long hồn đang gầm thét, trùng kích mãnh liệt như là siêu cấp sát khí vạch phá hồng hoang. Lý Dần cũng điên cuồng nhìn. Không biết bọn người Đông Hoàng Như Ảnh ở đâu, không biết tình huống nơi xa như thế nào, nhưng hắn biết mình gánh không được. Lý Dần có hai lựa chọn. Đầu tiên, thừa dịp long tinh còn không có giết tới, phóng thích hỗn loạn cực hạn, sau đó trong lúc hỗn loạn diễn biến trật tự hoàn toàn mới. Muốn diễn biến hỗn loạn cực hạn, cần phóng thích huyết nhục đế khu, nói cách khác, biến tướng tự bạo. Nhưng, long tinh vẫn còn cách rất xa, cự long càng xa hơn. Tự bạo hỗn loạn cùng bạo tạc, chỉ sợ chỉ có thể trọng thương, không thể nào trực tiếp giết. Như vậy có ý nghĩa gì? Huống chi? Lý Dần mẫn cảm phát hiện, ba con cự long ở vị trí phía xa phát sinh thay đổi, hai con màu đen cùng màu vàng kia còn đang ở tại chỗ tiếp tục tấn công mạnh, còn có màu sắc rực rỡ kia đã rõ ràng bắt đầu di chuyển. Lý Dần lập tức nghĩ đến mấu chốt, rất có thể cự long hiểu rõ hỗn loạn pháp tắc, càng có thể đoán trước được hắn sẽ dưới tuyệt cảnh trước mắt cho ra biện pháp giải quyết. Bỏ qua cơ thể, dẫn phát bạo loạn, sau đó linh hồn đào thoát trong trật tự mới. Đầu kia màu sắc rực rỡ cự long, rất có thể có đặc thù thực lực, có thể bắt được linh hồn của hắn. Nói cách khác, kết quả trực tiếp khi mình nổ tung bây giờ, chính là giết không chết bất cứ một con rồng nào, ngược lại mình sẽ chết. Lựa chọn thứ hai, đồng quy vô tận. Lý Dần đầy ngập chiến ý, không có e ngại. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chiến tử, mà còn là thời khắc chuẩn bị. Không nhìn thấy kết quả, thật đáng tiếc. Nhưng Lý Dần ta chỉ là một bộ phân thân, chỉ là một con rối, có thể trải nghiệm yêu hận tình thù, cảm ngộ thế gian đại đạo, thành thần xưng đế, đã không hối hận. Sư phụ, cảm ơn ngài đã vun trồng đối với Lý Dần, cảm ơn ngài đã tán thành đối với Lý Dần. So với phân thân khác, Lý Dần ta có thể nghịch thiên cải mệnh, đi đến hôm nay, đã không hối hận. Sư phụ, Lý Dần đi đây, ngài, không nên quá vất vả. Lý Dần bình tĩnh khẽ nói, chiến trường hư không xa xôi, quỳ hai đầu gối xuống. Sư phụ, Diệt sư Diệt phụ. Quỳ lại, quỳ sư kính phụ thân. A, Lý Dần bỗng nhiên nhấc cái đầu đang hạ xuống thật sâu lên, hùng hồn gầm thét. Ngay lúc này, ba tôn cự long đồng thời gầm thét. Bọn nó có kinh nghiệm phong phú, cường thế bạo kích là như hai tay chuẩn bị. Nếu như có thể giết chết hỗn loạn đế quân này đương nhiên là tốt nhất, nhưng áp bách mãnh liệt như thế, rất có thể sẽ bức bách hỗn loạn đế quân diễn biến trật tự mới, dẫn bạo đế khu đào thoát. Cho nên, tại lúc Lý Dần cường thế thả ra, đồng thời thời khắc cảnh giác tiến hành phòng ngự. Ba tôn long tinh đồng thời quay quanh, long khí sôi trào kịch liệt cuồn cuộn, long ảnh khuấy động kịch liệt giao kích, tạo thành phòng ngự mãnh liệt. Hai tôn cự long ở phía sau diễn biến ra long đế chung, như kinh khủng long sơn, chuẩn bị tiếp nhận bạo kích. Tôn khác kia nhanh chóng bạo kích, giống như cầu vồng vượt qua vũ trụ, tìm kiếm vết tích trật tự mới, chuẩn bị đánh giết linh hồn kia. Nhưng, cơ thể Lý Dần kịch liệt nhúc nhích, lấy cơ thể là nguyên, lấy linh hồn làm dẫn, huyết tế hỗn loạn pháp tắc. Chương 3202 Thiên Khải Mộ Địa 4. Trong chốc lát phóng thích cực hạn. Để như sóng chiều hỗn loạn quay quanh giống như tinh vân ở xung quanh trong chốc lát bộc phát đến cực hạn, sụp đổ toàn diện, rối loạn toàn diện, không gian, năng lượng, thâm không các loại, đều hỗn loạn vặn vẹo trong bạo động. Lý Dần hoàn toàn có thể rút lui vào lúc này, lại tiếp tục thiêu đốt linh hồn thiêu đốt huyết nhục, trải rộng ra trật tự hoàn toàn mới trong hỗn loạn, trật tự chỉ, chính là ba con long tinh. Long tinh vừa mới làm tốt phòng ngự, trật tự hoàn toàn mới kéo dài tới. Phía dưới trật tự mới. Lý Dần chính là chúa tể, thời gian không gian đều nhận thao túng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, trong nháy mắt, nhưng, đầy đủ. Trong chốc lát phóng thích, Lý Dần như là hóa thân chủ nhân thế giới,
từ hào quang sáng chói rời đi ba con long tinh. Sau đó, trật tự sụp đổ, hỗn loạn tăng lên. Ầm ầm. Lý Dần hủy diệt bản thân, tế hiến huyết nhục, chỉ là đế quân bạo tạc, linh hồn phóng thích, thì là pháp tắc gầm thét. Ba tôn long tinh cường hãn bị vô tình tách rời, bị tàn phá thảm liệt, bị điên cuồng trà đạp, sau đó. Năng lượng bạo động, trầm trọng hơn hỗn loạn. Một nháy mắt này phóng thích, tương đương với Lý Dần cùng ba tôn long tinh tập thể tự bạo. Uy lực, nào chỉ là lật ra gấp 3-4 lần. Hỗn loạn bóp méo không gian cùng thời gian, hắc ám cùng ánh sáng rối loạn, đã dẫn phát sụp đổ, giống như là thế giới đổ sụp, từ đỉnh phong đi hướng hủy diệt, từ trật tự đi hướng rối loạn. Ầm ầm ầm. Bạo động kịch liệt đầu tiên là tại vặn vẹo trong phạm vi trăm dặm, lại là kinh khủng cuồn cuộn, sau đó chính là phóng thích trong nháy mắt, từ trăm dặm thẳng tới ngàn dặm. Vạn dặm. Tuyệt vọng sụp đổ, rối loạn vặn vẹo, bạo động vô tận, bên trong tràn ngập long khí giống như đại dương mênh mông biển động. Cuồn cuộn tiếng long ngâm chấn thiên động địa, như là thế giới cự long đang đánh sụp đổ thế giới, vô số long ảnh vỡ vụn, long khí vô tận đang tàn phá bừa bãi. Ba con cự long cơ hồ là bị bạo tạc trong nháy mắt nuốt hết. Long đế chung của Hắc Long cùng Kim Long kịch liệt nhấc lên, giống như cự nhạc ù ù tiếng vang, bọn chúng cực lực khống chế, nhưng vẫn sụp đổ sau mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, hỗn loạn kinh khủng tràn ngập long khí cùng long uy cuồng bạo nuốt sống bọn hắn. Vảy rồng vỡ vụn, long mạch rối loạn, giống như muốn bị thiên đao vạn quả, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Về phần con cự long vọng tưởng đánh giết Lý Dần kia, bởi vì không có thôi động long đế chung, đối diện bị bạo tạc thảm thiết nhất, đầu rách dưới, thân rồng càng bị phá thành mảnh nhỏ. Bọn chúng thai nghén siêu cấp long tinh với thời gian vô tận, giờ phút này lại thành kẻ cầm đầu, hủy diệt bọn chúng. Đông Hoàng Như Ảnh và Kiều Vô Hối bị vô tình nuốt hết, mặc dù khoảng cách còn xa. Nhưng phạm vi ngàn dặm dưới bạo tạc như vậy, cũng không khác gì mấy trăm dặm cả. Không gian sụp đổ, vặn vẹo rối loạn, Đông Hoàng Như Ảnh đứng chịu mũi sào, không gian như là đang sụp đổ ở xung quanh, cơ hồ muốn chấn vỡ nát nàng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Hoàng Như Ảnh di chuyển Kiều Vô Hối ra ngoài, để tránh lọt vào không gian bạo động, nhưng long khí cuồn cuộn cùng sóng chiều hỗn loạn ngay sau đó đã kéo lấy Kiều Vô Hối, hỏa vũ nhấc lên, huyết nhục văng tung tóe, thảm liệt không gì sánh được. Khương Thương, Hồng Võ Đế Quân, ba tôn Bạch Hổ ở bên ngoài mấy ngàn dặm, bị bạo tạc đột nhiên xuất hiện nuốt mất. Trọng thương, tháo chạy. Lão nhân khô gầy cùng Hắc Thạch Tế Đàn kịch liệt nhấc lên, giống như là con thuyền nhỏ dưới mưa to gió lớn, lúc nào cũng có thể lật úp. Sắc mặt lão nhân âm trầm, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Đây là thế nào? Lấy ở đâu ra bạo tạc khủng bố như thế? Quy mô cùng năng lượng đơn giản giống như là ba năm đế quân đồng thời chịu chết. Lão nhân đột nhiên có loại cảm giác hoang đường, thế giới này thế nào? Các đế quân thế giới này đều thế nào? Là bị khống chế sao? Là bị che đậy tâm trí sao? Bất luận là trước kia chinh chiến đối với nơi này, hay là chinh chiến những tinh vực khác, đều chưa bao giờ gặp được đế quân không màng sống chết như vậy. Không, đây cũng không phải là không màng sống chết, mà là liều mạng, là chịu chết. Thật giống như các đế quân của thế giới này đã xem mình trở thành người chết. Chừng con mắt tinh hồng đầy đầu đều là làm sao để tự bảo. Mặc dù bọn hắn có kinh nghiệm phong phú, mặc dù năng lực ứng biến rất mạnh, nhưng mẫu thân nó, dù lại có kinh nghiệm phong phú, cũng gánh không được những trận tự bảo như vậy. Đế quân tự bảo, động một tí mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm hủy diệt. Cái này không phải thiên khải chiến trường, quả thực là mộ địa. Là chuẩn bị mộ địa cho mình, chuẩn bị mộ địa cho bọn họ. Cho nên, đây không phải chiến đấu. Đây là chôn cùng. Lão nhân khô gầy cách thâm không minh mông, nhìn chiến trường thương thiên tiếp tục rời xa. Tân thiên kia rốt cuộc dùng loại thủ đoạn nào, vậy mà lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí hơn 10 vị đế quân, để đế quân thành đàn liên miên chịu chết. Lý Dần. Trong hỗn loạn vô tận, Kiều Vô Hối cuồn cuộn bất diệt pháp tắc, đoàn tụ chiến khu, hắn thê lương hét lớn, nổi giận cuồng kích, liệt diễm toàn thân nhấc lên, hiện ra lăng thiên thuật, nghịch hành bôn tập. Một con cự long màu đen mất khống chế bay lên, vảy đen cứng cỏi đã bị tước đoạt toàn bộ, lộ ra thân rồng rách mướp, sóng chiều hỗn loạn để toàn thân nó vặn vẹo, long khí bạo động để huyết mạch nó trọng thương. Oanh! Ầm ầm! Hắc long không ngừng bộc phát, mưu toàn khống chế mình lại, nhưng bạo loạn xung quanh vẫn cuồn cuộn, long khí vẫn cuồn cuộn, giống như là mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt bao phủ lấy nó. Đột nhiên! Phía trước trải rộng ra ánh sáng chói mắt.
giống như là bên trong hắc ám vô tận hiện ra một cái vòng xoáy màu vàng, mà ở sâu trong vòng xoáy kia, một tôn chu tước hoa lệ tôn quý lại nhuốm máu đang giơ cao giơ sát kiếm kinh khủng, bộc phát ra tuyệt thế sát uy. Chu tước. Chương 3203 bạo tẩu. Hắc long mãnh liệt nhấc lên, không còn kháng cự, mà là thuận thế bạo phát, tiếng long ngâm mát lạnh, long uy cuồn cuộn, cường thế diễn biến ra tuyệt thế long đao, muốn ngạnh kháng chu tước chí tôn kiếm. Nhưng vòng xoáy màu vàng là chu tước quy nguyên thuật, kéo lấy năng lượng vô tận ở xung quanh, không ngừng liên tục rót vào sát kiếm, Kiều Vô Hối càng là tức giận thiêu đốt bản thân dưới sự bi thống, để chí tôn sát kiếm tăng vọt uy thế. Một thanh chu tước sát kiếm toàn thịnh, bao quanh sóng chiều hủy trời diệt đất. Một tuyệt thế long đao hỗn loạn, khuấy động long khí cùng long uy rối loạn. Oanh! Trận bạo tạc thảm liệt, nổ tung trong hỗn loạn vô tận. Chu tước cùng hắc long rung động mãnh liệt, đều lọt vào trùng kích, nhưng chí tôn sát kiếm kích phát toàn diện vẫn cương ép vỡ nát long đao đang vội vàng ngưng tụ, gào thét lên bổ ra hắc long. Không có long tinh, không có vảy rồng, tôn siêu cấp hắc long chinh chiến vũ trụ này không thể nghi ngờ là ở vào trạng thái suy yếu nhất. Phốc phốc, hắc long gào thét, gãy làm hai đoạn. Đuôi rồng theo hỗn loạn nhanh chóng đi xa, đầu rồng kéo lấy thân thể tàn phế nổi giận phản kích. Chu tước chém giết cự long. Chiến trường hỗn loạn, chém giết hỗn loạn. Ngắn ngủi một lát, gầm thét cùng gào thét đồng thời nổ vang. Chu tước đạp nát đầu rồng, chiến khu căng cứng gào thét bay lên, hai cánh như đao, móng vuốt như câu, bắt đầu từ đầu cho đến khi đứt gãy, khoảng cách mấy ngàn mét đảo mắt đã qua, giống như là cuồng nhận phong bạo, vô tình vỡ vụn một nửa thân rồng. Kiều Vô Hối không chần chờ chút nào, vỗ cánh bạo kích, đuổi giết cự long khác. Liệt diễm toàn thân hắn cuồng bạo sôi trào, đón lấy sóng chiều tiếp tục bạo động, cố nén đau đớn bị phá hủy, nghịch hành bay lượn. Mặc dù bạo tạc không ngừng tiếp tục, mặc dù hỗn loạn pháp tắc vặn vẹo vũ trụ, nhưng bằng vào bất diệt pháp tắc cảm ứng, hắn có thể mơ hồ bắt được sinh mệnh ba động. Ở ngoài ngàn dặm, cự long màu vàng bộc phát sinh cơ bành trướng, chống cự lại sóng chiều bạo loạn, gian nan chữa trị thân rồng. Hắn dự đoán được bạo tạc, nhưng không nghĩ tới lại thảm liệt và cuồng bạo như vậy. Hỗn loạn pháp tắc cuồn cuộn, đánh thẳng vào huyết mạch cùng ý thức của hắn, để hắn hỗn loạn chật vật, cơ hồ không cách nào suy nghĩ bình thường. Bây giờ hắn chỉ là bằng vào kinh nghiệm lưu lại tiềm thức, điên cuồng chữa trị bản thân. Bò sát, ngươi đến nhầm nơi. Gầm lên giận dữ nổ tung sóng chiều hỗn loạn, nương theo cường quang bành trướng hừng hực, chiếu thấu vũ trụ hắc ám. Cự long màu vàng bừng tỉnh, long khí sôi trào, cuồng liệt bạo động, diễn biến ra ngàn vạn long ảnh, không khác biệt cuồng kích. Cơ hồ là phản kích theo bản năng, liền bộc phát ra long uy kinh khủng. Kiều Vô Hối nghịch hành giết tới, mặc cho long ảnh oanh be bét máu thịt, tốc độ vẫn không giảm, vỗ cánh lăng tiêu, một móng vuốt giữ lại đầu cự long màu vàng, lập tức cuồng lực bộc phát, vung lấy đầu mãnh liệt bay lên. Cự long màu vàng điên cuồng rít gào, thân rồng nhấc lên, cường thế cuốn đi, móng vuốt chế trụ chu tước, đuôi rồng quất về hướng đầu của nó. Cuồng dã va chạm, dã man quấn quanh, ầm ầm. Toàn thân Kiều Vô Hối sôi trào liệt diễm, hủy diệt pháp tắc như cuồng lôi bạo kích, điên cuồng tàn phá thân rồng rách dưới của cự long màu vàng. Cự long màu vàng mang theo lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt quấn quanh, điên cuồng quay cuồng, cơ hồ muốn cưỡng ép nghiền nát Kiều Vô Hối, đồng thời long khí cuồn cuộn, bá liệt như cương. Nhưng, trong lúc hỗn loạn cự long màu vàng đã làm ra phán đoán sai lầm nhất. Nếu như là những yêu thú khác, dây dưa như thế này đủ để cho nó mất mạng. Nhưng giờ phút này hắn quấn quanh chính là chu tước. Lại còn là chu tước của thế giới này. Thoáng qua mà thôi, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, chu tước tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nương theo tiếng oanh minh mãnh liệt, Kiều Vô Hối nắm chặt cự long màu vàng tới một cái niết bàn hung tàn. Hỗn loạn còn đang tăng lên, bạo tạc lần nữa phóng thích, bạo động mới lần nữa cuồn cuộn. Trước đó cự long màu vàng bị tạc rách dưới không có vảy rồng bảo vệ, bị tạc huyết nhục bay tứ tung, xương rồng đứt gãy. Liệt diễm cuồn cuộn, phần diệt vũ trụ, thịt rồng cùng xương rồng, còn có long hồn bay lên trong luyện hóa cuồng liệt. Hỗn loạn, oanh động, chiến trường vũ trụ minh mông trăm vạn giảm triệt để mất khống chế. Bất luận là bọn người thiên hậu, hay là chiến đội sát thiên, đều không có nghĩ đến chiến đấu sẽ hỗn loạn như thế. Bọn người thiên hậu mong muốn là thông qua giao phong kịch liệt, phán đoán thực lực thật sự của kẻ địch, tìm kiếm nhược điểm của kẻ địch. Chiến đội sát thiên cũng muốn thông qua chiến đấu phải hiểu các đế quân của thế giới này là dạng tư thái gì, dạng thực lực gì trước tiên. Nhưng, theo Bạch Tai Tế Hiến,
thôn tinh thú tự bạo, nhất là man hoang đế tổ bạo tạc phía sau, để hai bên dưới tình huống không có bất cứ sự hiểu rõ nào, trực tiếp đẩy chiến tranh lên điểm cực đoan cuối cùng, không màng sống chết. Ở trình độ nào đó mà nói, kịch biến như thế này đối với bọn người thiên hậu không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Dù lại có kinh nghiệm phong phú cũng gánh không được không muốn mạng tự bạo như vậy. Đây là không cho chiến đội sát thiên cơ hội phát huy ưu thế kinh nghiệm. Bắt đầu làm hỗn loạn đầu nguồn, chiến trường chỗ thiên hậu gặp phải trọng thương không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất. Toàn bộ Huyền Vũ Thuẫn mà đại vương kiêu ngạo đều vỡ tan, mai rùa của mình cũng phá thành mảnh nhỏ. Làm Huyền Vũ đế cảnh, trình độ cứng cáp của mai rùa là cả thế gian đều biết, cơ hồ là ngay cả thời gian đều rất khó ăn mòn, nhưng tinh hạch của thôn tinh thú bạo tạc vô tình phá hủy bọn chúng, tạo thành thương tích khó mà lường được cho đại vương khi đứng chịu mũi xào. Thái hư cổ long, thiên hậu, hồng hoang thiên long, bao gồm cả nữ tử thần bí cùng hỗn độn cự bằng, tiếp tục bị bạo tạc dày đặc tung bay, bạo tạc điệp ra lẫn nhau hình thành ba động khủng bố, càng là cuốn tới bọn hắn tiếp tục cuồn cuộn, tiếp tục tháo chạy, kéo dài trọng thương. Chương 3204 cuộc chiến hỗn độn. Bên trong tai nạn khủng bố như thế, ngay cả pháp tắc đều khó mà phát huy uy lực vốn có. Đến khi rốt cuộc hắn cũng ổn định được, đều đã cách chiến trường ban đầu ở bên ngoài 20-30 vạn dặm, mà còn là phân tán đến các phương hướng khác nhau. Bọn hắn không chỉ có toàn thân rách rưới, máu thịt be bét, nội tạng cũng bị chấn vỡ, óc đều trở nên sền sệt, đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Nữ tử thần bí giơ cao cứu thục quyền trượng, điều trị thương thế, khôi phục ý thức. Thiên luân phía sau nở rộ lên tầng tầng ánh sáng, từ trong tới ngoài càng phát ra sáng chói, chiếu thấu thâm không. Những chỗ ánh sáng đi qua, hỗn loạn bình định, vạn tượng tân sinh, như là thế giới hoàn toàn mới trải rộng ra ở xung quanh, nổi bật thân thể mông lung của nàng, giống như là chủ nhân thế giới. Thân phận của nàng rất đặc biệt, là nữ tử của thương thiên. Thiên luân sau lưng nàng càng đặc biệt, là thời điểm thương thiên chân chính diễn biến, thế giới đầu tiên, trong phế tích di tích thế giới sụp đổ lưu lại một viên thế giới thạch. Sau khi thương thiên thật sáng tạo đại tinh vực, lợi dụng viên thế giới thạch kia tự tay rèn luyện ra siêu cấp thiên khí. Trong này có lực lượng thần bí mà đặc biệt, có thể diễn biến hình dáng thế giới, càng có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối. Tay nàng cầm cứu thục quyền trượng, cảm nhận tâm tình chập chờn trong vũ trụ mịt mờ, ý thức tư duy, dò xét lấy tình huống chiến tranh. Từ từ, thể hiện lãnh diễm cũng dần nghiêm trọng lên. Thôn tinh thú chết rồi. Cự linh chết rồi. Bạch hổ, cự long, đều đang tiên tục tử vong. Tinh ma đang suy yếu, hắc độc đang tức giận. Chiến đội sát thiên vậy mà lại bị trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là cục diện từ trước tới nay chưa từng dự đoán qua. Bọn hắn vẫn giống thường ngày, xem nơi này trở thành sân thí luyện. Cự linh, tinh ma, hắc độc, cũng không tính là tự mình ra tay. Nữ tử hơi nhíu mày lại, đột nhiên đã nhận ra một trận ba động rất kỳ diệu. Thiên luân bắt đầu rung động. Hào quang rực rỡ như mặt trời mọc lên ở phương đông, xua tan hắc ám vô tận, cảnh tượng tân sinh vạn tượng tùy theo tăng vọt, phạm vi từ mấy chục dặm xung quanh tăng mạnh thêm mấy trăm dặm. Đây là... Nữ tử tế thiên luân lên, tra xét rõ ràng, sau một lát sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một thế giới. Một hệ thống thế giới hoàn chỉnh, đang nhanh chóng di chuyển về sâu trong chiến trường vũ trụ. Chờ chút. Nơi này tại sao có thể có thế giới mới? Nữ tử ý thức được vấn đề nghiêm trọng, khống chế thiên luân mở ra hắc ám, xuyên thấu hỗn loạn, tìm kiếm hỗn độn cự bằng, phải nhanh tiến đến chỗ thương thiên một chút để nhắc nhở. Hỗn độn cự bằng cho thấy hình thái mạnh nhất, dương cánh ngàn dặm, cũng bao vây mình lại thật chặt. Mặc dù máu thịt be bét, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng toàn thân sôi trào thủy triều hỗn độn minh mông, xa xa nhìn lại giống như là một thế giới yên lặng tàn phá. Nó cùng chủ nhân chia lìa. Nhưng cũng không lo lắng cho an nguy của chủ nhân, cho nên nắm chặt thời gian từ trong hỗn độn diễn biến sinh cơ, điều trị thương thế. Nó hoành hành vũ trụ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua thương tổn như thế. Những trong cường giả tinh cầu kia kẻ nào không phải nhìn thấy nó liền trực tiếp quỳ lạy, sợ hãi thần phục, khó có được có mấy kẻ khiêu chiến đều bị tùy tiện diệt sát. Bây giờ lại vừa mới bắt đầu đã thiếu chút nữa thì bị tạc chết. Nó che kín hai cánh. Chữa trị thương thế, cũng đang tích góp lửa giận. Chờ bạo tạc tản ra, chờ thương thế khôi phục, nó muốn đích thân săn giết những thứ không biết sống chết này. Thời gian phiêu miểu đi qua, nó mặc kệ tình huống bên ngoài, tiếp tục điều dưỡng. Hỗn độn diễn biến, bàng bạc sinh cơ lao nhanh trong thân thể cao lớn, những nơi đi qua,
xương gãy khép lại, huyết nhục tân sinh, lông vũ đều muốn một lần nữa mọc ra. 3 giờ sau, cái đầu bị trọng thương rốt cuộc cũng khỏi hẳn, 10 con mắt rách dưới bắt đầu trùng sinh. Đây là bộ vị quan trọng nhất của nó, cũng là vũ khí kinh khủng nhất. Có thể nhìn thấu vũ trụ hắc ám, ánh mắt chiếu tới, 10 vạn dặm xa, lại có thể ngưng tụ hỗn độn nguyên lực, bộc phát ra uy lực năng lượng hỗn độn khác biệt. Mỗi loại uy lực hỗn độn đều có thể xưng lực lượng thần tổ. Đột nhiên, một loại ba động vi diệu từ đằng xa truyền đến, khiến cho nó xúc động. Chủ nhân đến rồi. Hỗn độn cự bằng liên tưởng đến thân phận trận ba động kia. Chủ nhân có thiên luân, có thể cảm nhận vạn vật vũ trụ. Đây cũng là lý do nó ở lại nơi này điều dưỡng viễn cổ. Dưới kịch biến phía như thế này, nó không cần thiết phải lãng phí thời gian mạnh mẽ đâm tới. Lựa chọn tốt nhất chính là điều dưỡng khôi phục, chờ đợi chủ nhân đến tìm nó, sau đó. Nó lấy trạng thái toàn thịnh, phát huy tác dụng vốn có. Nhưng, không đúng. Đây không phải chủ nhân. Hỗn độn cự bằng lần lượt mở ra 6 con mắt đã khôi phục, trong đồng tử bắn thẳng ra ánh sáng hỗn độn, nó chậm rãi mở rộng đôi cánh. Khí tức kia ngừng rồi. Dừng ở ngoài vạn dặm xa xa. Trong cuồng chiều bạo loạn còn chưa tan đi tận, bóng dáng kia vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự oai hùng khiếp người. Hai con người giống như là hai vòng mặt trời đang thiêu đốt, chói mắt mà sắc bén. Hỗn độn cự bằng ngưng tụ 6 mắt, nhanh chóng chữa trị 4 mắt khác, đồng thời tập trung vào hư ảnh thần bí kia. Một con khỉ con. 6 hỗn độn nhãn mâu thấy rõ ràng hình dáng, nơi đó lại có một con khỉ toàn thân kim quang đứng đấy, trong tay nắm lấy một cây gậy màu vàng. Con khỉ kia sôi trào kim quang, giống như liệt diễm cháy hừng hực, lại như giống như hỗn độn bạo động. Cách vạn giảm thâm không mà vẫn mang đến áp lực bức người. Đó là ai? Hỗn độn cự bằng khóa chặt con khỉ, không lo được lại điều trị thương thế, nó giang hai cánh ra sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ngoài vạn giảm, là tiểu kim hầu đã đến rồi. Chiến khu vàng óng ánh của nó đang nhanh chóng bành trướng, từ vài giảm đến mấy chục giảm. 100 giảm, 300 giảm, cây gậy màu vàng trong tay nó, cũng theo đó tăng vọt, cường quang sáng chói, ngũ hành lưu chuyển. Giống như là nắm lấy thế giới ngũ hành, bắn ra uy lực hỗn độn. Chương 3205 mượn pháp tắc. Nó là sinh linh duy nhất bên trong thế giới hoàn toàn mới. Tương đương với sinh linh đầu tiên được sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa. Vũ khí trong tay bồi bạn nó trưởng thành đến nay, bồi bạn thế giới ngũ hành diễn biến đứng lên, cũng tương đương với siêu cấp vũ khí thai nghén thế giới. Nó uy nghiêm oai hùng, khủng bố tuyệt thế, đôi tròng mắt kia như có thể nhìn xuyên vạn cổ. Xuyên thủng hết thảy mọi thứ trên thế gian. Sau khi rằng co ngắn ngủi, tiểu kim hầu phát ra tiếng giống to kinh thế, chấn động đến vũ trụ lay động, bạo tạc đều giống như thủy triều tháo chạy về 4 phương 8 hướng. Nó đạp tan thâm không, cuồng dã bước lên, hình thể kinh khủng, uy lực hỗn độn sôi trào, bộc phát ra cảnh tượng khủng bố giống như thiên băng địa liệt, cương mãnh bá liệt đến cực hạn, nếu như là tại thế giới thật, chỉ sợ đều muốn đạp vỡ cửu trọng thiên. Hỗn độn cự bằng huy động hai cánh ngàn dặm, mãnh liệt chấn kích, trong chốc lát cuồng phong như là muốn xé rách vũ trụ, tung bay tinh thần, nó kịch liệt gáy to, đuổi giết con khỉ màu vàng. Giống. Tiểu kim hầu phóng tới đột nhiên bạo phát, thân thể hơn 300 dặm mãnh liệt xoay tròn, vung tay đánh cây gậy ra ngoài. Cây gậy màu vàng tỏa sáng cực mạnh, bộc phát ra ngập trời uy lực và năng lượng to lớn, càng kinh khủng hơn chính là, năng lượng ngũ hành bạo động trong cây gậy, diễn biến sơn hà vạn tướng, kích ra chiều cường hỗn độn. Như là một thế giới chân chính đập tới. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên dừng lại, hai cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, nhấc lên hai trận hỗn độn phong bạo, nghiền ép thâm không, hoắc bay loạn trụ, như là tạo thành hai hỗn độn cự linh, lấy uy lực hủy trời diệt đất tiểu sát tới. Bành! Ngũ hành côn cùng hai cơn gió lốc đối diện gặp phải, cường quang sôi trào đến bạo động, hỗn độn hoắc loạn đến vặn vẹo, như là hai mảnh sóng chiều diệt thế đang hủy diệt đất trời. Thanh chiều dày đặc mà kinh khủng vang vọng trong vũ trụ, rung động mấy chục vạn giảm thâm không, thậm chí kinh động đến nữ tử thần bí cùng bọn người thiên hậu ở phương xa. Hỗn độn phong bạo sụp đổ, ngũ hành côn gào thét tháo chạy. Hỗn độn cự bằng vỗ cánh theo vào, chộp tới ngũ hành côn. Tiểu kim hầu tăng vào tốc độ, phía sau lại mở rộng hai cánh, khống chế hỗn độn, diễn biến thiên địa vạn tướng, bắt lấy ngũ hành côn trước một bước. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Tiểu kim hầu gắt gao nắm lấy ngũ hành côn đập xuống, răng rắc giòn vang, bạo kích trên đầu hỗn độn cự bằng. Xương sọ vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, nhưng trong 6 con mắt của hỗn độn cự bằng lại lấp lóe mê quang,
cùng lúc tuôn ra 6 mảnh sóng chiều hỗn độn, tràn ngập hỗn độn lôi đình, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn cương khí các loại, toàn bộ đều là uy lực tổ nguyên, như 6 mảnh cầu vồng, như 6 mảnh biển hỗn độn, đối diện bạo kích tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu run rẩy, toái cốt đầy trời, trong chớp mắt đã tháo chạy bay lên. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên giơ cái đầu bị buông xuống lên, hai cánh bạo kích, lông vũ hỗn độn kịch liệt rung động, rời khỏi chiến khu bạo kích, giống như là từng chuôi hỗn độn đế binh thai nghén bên trong thế giới hỗn độn, tuyệt thế sắc bén, bén nhọn không gì sánh được, với số lượng 108.000 đã che mất thâm không, lít nha lít nhít đánh giết tới phía tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu cưỡng ép ổn định, uy nghiêm bá liệt, khí tức khủng bố, nó nhe răng toét miệng dữ tợn hét lên đầy giận dữ. Toàn thân bộc phát, ngũ hành côn cùng chiến khu cộng minh, huyết nhục đều sôi trào lên, như là có thể xuyên suốt trên trời dưới đất, có thể đạp tan cửu thiên thập địa, một loại uy lực hồng mông thần bí bộc phát từ toàn thân, ánh sáng hồng mông đóng đô hỗn độn. Ầm ầm, những chỗ hồng mông đi qua, tất cả hỗn độn mặt ngoài lông vũ của nó đều tiêu tán, mặc dù vẫn cứng cỏi bạo kích như cũ, nhưng không có được uy lực hủy diệt như trước đó. Hỗn độn cự bằng kịch biến, nhưng không ngừng tấn công, vỗ cánh bạo kích, thao túng toàn bộ bằng vũ bạo kích kịch liệt, lít nha lít nhít bao phủ tiểu kim hầu. Những bằng vũ này làm bạn với nó với thời gian vô tận, có thể nói là thiên trùy bách luyện, không thể phá vỡ. Giống, tiểu kim hầu căng phồng huyết mạch, chiến dịch lăng tiêu, mang theo ngũ hành côn kịch liệt nghênh chiến. Ầm ầm, hỗn độn cự bằng đột phá uy lực hồng mông, giết tới gần. Một mảnh tinh mang thần bí từ trong thân thể bộc phát đi ra, giống như là mấy triệu thiên binh giáng lâm, cường quang phun trào, hỗn độn chảy xuôi, hội tụ thành một dòng lũ chiến tranh, giết vào trước mặt tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu đang bị hỗn độn sát kiếm dây dưa, đột nhiên lọt vào bạo kích như vậy, thế công lập tức tán loạn, bị con sóng chiến tranh lao nhanh bao phủ nhấc lên. Hỗn độn cự bằng trung quy vẫn là chiến thú đã sống thời gian vô tận. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là diễn biến năng lượng hỗn độn đều có thể xưng là cực hạn. Sau khi vén lui tiểu kim hầu, nó vỗ cánh bay lên trời, kéo dài khoảng cách, phần lưng dâng lên huyết khí, năng lượng hỗn độn lập nơi đó tức sôi trào, giống như là bị nhen lửa, diễn biến ra một mê ảnh, nhanh chóng trải rộng ra hơn vạn dặm. Ầm ầm, bầu trời rơi xuống, giống như màn trời giáng lâm, phạm vi tiếp tục tăng vọt, bao phủ xuống phía dưới tiểu kim hầu đang hỗn chiến đi. Tiểu kim hầu tiếp nhận áp bách nặng nề, như là bị năng lượng nào đó giam cầm, hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng rút về. Nó có dự cảm mãnh liệt, một khi màn trời giáng lâm, nó nhất định sẽ lọt vào giam cầm, ngay cả lực lượng cũng đều có thể bị hòa tan. Giống, tiểu kim hầu cuồng liệt gầm thét, chiến khu nhanh chóng gầy gò, nhưng ánh sáng hồng mông lại lần nữa bắn ra, so với trước đó càng hừng hực càng lóa mắt, bên trong ánh sáng hồng mông vậy mà lại còn diễn biến ra vết tích pháp tắc. Không phải pháp tắc thật sự nhưng cũng đã có được lực lượng pháp tắc. Đây không phải pháp tắc của chính nó, mà là pháp tắc mượn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.